Thái hạo quyển 3 chương 179, thiên quân trừ ma. Sáu vị ma đạo chân nhân dắt tay nhau mà đến, linh hư chân nhân lâm nguy không sợ, nhưng trong lòng có chút sầu lo, ma đạo tới vẫn là quá ít, sáu người này tiến đến, như vậy huyền hạo bên kia lại nên có mấy người. Chân nhân Tỉnh nguyên phá không mà đến, đi theo phía sau vân hà đạo xích hà chân nhân cùng với ngọc giao thiên, bốn vị chân nhân đứng ở một chỗ, tăng thêm lý thiên hào còn có băng thiến, vì thế cũng không kém cỏi đối phương ma đạo. Đại huynh tiến về dực châu trước đem vật ấy lưu lại, đang cũng may lúc này cơ biểu hiện ra ta thái hư đạo tông thủ đoạn. Ngọc Giao Thiên cười khẽ, trong tay triển khai nhất quyển thần đồ, tam thiên thánh linh đồ hoa quan đại phóng, thanh phong che trời, hoàng vân khắp nơi, mười vạn binh tướng từ thánh linh đồ bên trong một vừa đi ra khỏi, bày binh bày trận, linh khí bức người, vô sinh lão tổ sắc mặt đại biến, này tam thiên thánh linh đồ từ sau khi tử dương chân nhân thái hư đạo tông cơ hồ không có chân chính vận dụng. Đương nhiên, bọn họ cũng không dùng được. Ngoại trừ tử dương chân nhân bên ngoài cũng chỉ có xích minh thiên có vận dụng vật ấy quyền lợi. Lần Trước sát kiếp, xích minh thiên tiền bối vừa vặn ngủ say, tam thiên thánh linh đồ phong ấn tại trong nội cung khó có thể thi triển. Hôm nay liền cho các ngươi xem xem chúng ta thái hư đạo tông hộ pháp thần thủ đoạn. Tỉnh nguyên chân nhân cười lạnh. Thái hư đạo tông ngàn năm chuẩn bị, ngoại trừ lúc trước ba vị dương thần cấp bậc hộ pháp thần, còn có hắn cùng với linh hư chân nhân hộ pháp thần tấn chức thành công. Ngoài ra mượn nhờ phần đông môn nhân trợ giúp, chớ nói năm xưa thánh linh đồ bên trong 24 đêm, hôm nay kim đang cấp bậc hộ pháp thần tổng cộng có 100 vị, này là lịch đại chân truyền đệ tử di lưu. Một hơi bị triệu hoán đi ra không nói, mỗi một vị hộ pháp thần bên người còn có một bầy đạo binh. Những này đạo binh cũng đều là lịch đại đệ tử bồi dưỡng, dùng làm hộ đạo chi dùng. Ngoại trừ hương khói đạo binh ngoại còn có khôi lỗi đạo binh, yêu linh đạo binh v, v, lấy linh phách phong nhập thánh linh đồ bên trong, một hơi bị ngọc giao thiên mượn nhờ tạo hóa chi khí cải tạo. Đến chiến A. Tinh kỳ phi màu. Đao kiếm sinh quang, ngọc giao thiên ngón tay ngọc một chút, sau lưng đạo binh tại 100 kim đang hộ pháp thần xuất lĩnh phía dưới hướng đối diện sông dết đi qua, lập tức, sát khí ngút trời, ma đạo tu sĩ không khỏi thất kinh. So với bọn họ một đoàn vụn cát. Những này hộ pháp thần ngay ngắn trật tự. Ngoại trường Ngọc Giao Thiên ngoại 100 vị kim đang hộ pháp thần thân khoát kim giáp, anh khí bừng bừng phấn chấn, cầm trong tay kim kiếm, kim kích, kim đao, kim chủ y các loại pháp bảo, sau lưng đạo binh đều xuyên hương khói ngân giáp, cầm ngân kiếm, ngân đao. Mỗi một vị kim giáp thiên tướng đều là một cái chiến trận, dựa theo năm xưa hành động điều khiển chính mình nhất bộ đạo binh. Bố trí phía dưới các loại huyền diệu trận thế. Khó trách Thái hư đạo tông cổ vũ các đệ tử của mình bồi dưỡng hộ pháp thần cùng đạo binh, vốn tưởng rằng là đồ thuận tiện. Nhưng hôm nay xem ra, những này lịch đại di lưu hộ pháp thần. Vô Sinh cười hắc hắc nói, "Hảo hảo hảo, diệt Thái hư đạo tông sau cái này thần đồ ta muốn." Cầm trong tay cuối đời kiếm, này là Cửu Châu bài danh nắm chắc linh kiếm. Gần với ngũ sắc kiếm. Kiếm luân tàn diệt. Nhẹ kéo kiếm hoa một tôn tôn tàn phá kim luân trống rỗng xuất hiện tại 10 vạn binh tướng bên người. Phòng thủ Ngọc Giao Thiên duỗi tay thét ra lệnh, tam thiên thánh linh đồ bên trong phun ra hào quang, rơi vào chúng binh tướng trên người, thất thải hà quang liên kết một mảnh, ngăn lại lúc đầu một kích phía sau. Linh hư chân nhân phiêu nhiên nhập trường, âm dương xích phân chia thiên địa. Quy trình càng khôn, lão tổ, bần đạo làm đối thủ của ngươi. Âm dương đạo khí tung hoành, vô sinh lão tổ thái cực đồ rục trịch. Hai vị nguyên thần ngũ trọng đại tu sĩ nhảy vào vân tiêu tư đấu, tỉnh nguyên chân nhân ngửa mặt lên trời vừa kêu, ngọc tuyền kiếm cầm trong tay, uy phong lẫm lẫm, huyền tẩn giáo hai vị liền giao cho ta. Kiếm quan chợt lóe sau một khắc liền xuất hiện ở mẫu đan phu nhân bên người. Không tốt. Mẫu đan phu nhân vội vàng xuất ra một đóa hoa mẫu đơn đẩy ra. Cánh hoa bay múa, cùng phong hoa mưa ngăn lại tỉnh nguyên chân nhân một kích chỉ thấy kim quan chói mắt, mạng thiên hoa vũ bị kim quan cắn nát tỉnh nguyên chân nhân một kiếm chiêu tận lập tức biến chiêu. Ngọc tuyền kiếm nhẹ nhàng đẩy ra, bích lạc ngọc lâu chiếu cửu châu. Một kiếm này một mực tập trung không gian tiếp tục chém về phía mẫu đang phu nhân, vị này huyền tẩn giáo chi chủ hoa dung thất sắc, nàng mỹ thuật đối với tỉnh nguyên chân nhân một chút hiệu quả đều không. Vội vàng kinh hô, bà bà cứu ta. Tiền bà bà huy vũ thiết trượng, hai vị nữ tu ra sức ngăn lại tỉnh nguyên chân nhân một người còn về xích hà chân nhân nhìn qua đối phương thôn thiên ma tông ba vị chân nhân trong lòng vẻ sợ hãi thôn thiên ma tông được xưng ma đạo đại phái đệ nhất này ba vị chân nhân cũng không hay ứng đối cũng không phải là sao ngọc giao thiên cũng nhíu mày yên tâm thần đạo hệ thống có băng thiến cùng lý thiên hào vận chuyển có thể tạm thời kháng vị kế tiếp chân nhân công kích mà bên kia hy vọng dương lăng tiểu tử kia tranh thủ thời gian thành đạo hoặc là phục minh sớm một chút làm xong việc nói cách khác thật đúng là không dễ làm ngọc giao thiên trong lòng hai người nói thầm đối diện thôn thiên ma tông ba vị chân nhân giữa lẫn nhau cũng đang nhìn xem ngọc giao thiên thiên quân sát phạt ma tu vẻn vẹn một cái đối mặt vô số ma đạo tán tu bị thiên binh thiên tướng xoắn sát này tòa yển nguyệt trận chẳng lẽ là năm xưa thái hư đạo tông chân ương đạo nhân di lưu một vị tư cách có phần lão ma tu nhìn thấy trước mắt nửa tháng răng không ngừng chém giết ma tu sắc mặt khó coi yển nguyệt phục ma trận vị kia đạo nhân ghét ác như cừu, này là chuyên môn khắc chế chúng ta ma đạo thủ đoạn. Đạo hữu, tránh mau. Không đợi vị này ma tu cảm khái, chợt nghe bên tai truyền đến khác một vị đồng bạn hô quát, không đợi hắn kịp phản ứng, trên không tam muội chân hỏa hóa thành hỏa vũ phung thiên địa. Này là thái hư đạo tông hồng vũ chân nhân di lưu tam dương phần thiên. Không đợi hắn nói ra tên đầy đủ, trực tiếp bị chân hỏa đốt cháy, thôn thiên ma tông hồng chân nhân nói, này trên trăm tòa đạo binh đại trận đều là lịch đại tu sĩ di lưu tâm huyết, Ngọc Giao Thiên chỉ cần không ngừng cung dưỡng pháp lực. Dùng tự thân làm làm hạch tâm liền có thể đưa bọn họ không ngừng miêu tả. Mặc dù là chờ ta ra tay đem đạo binh phá hủy, chỉ cần linh phách vẫn còn tại, liền có thể tại thánh linh đồ không ngừng cải tạo. Không hổ là năm sư tiên quân dùng để phong thần bảo bối. Một vị khác chân nhân nói, sư huynh ngươi tới công kích thần đạo đại trận, ta cùng sư điệt đi kích sát Ngọc Giao Thiên, phá hư của bọn hắn mắt trận. Nhìn xem chung quanh thế cục, ngoại trừ một bộ phận ma tu phản ứng không kịp bị dễ dàng nghiền áp, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cầm thủ đoạn mình nạnh kháng. Có tác độ thành binh, có linh thú hộ thể, có đạo binh giàn trận, cũng có pháp bảo công kích. Xem ra, ta ma đạo đại quân còn có thể chèo chống một lát, ba vị chân nhân đồng thời xuất thủ, đại địa bên trong có địa khí dâng lên, Lý Thiên Hào bảo vệ tại ngọc giao thiên bên người. Ngoài ra không trung thiên vũ mênh mông, Băng Thiến cũng mang theo của mình Long Duệ đạo binh thẳng hướng một vị chân nhân, Bạch Dương Sơn, Lan Huyên Điện, đột nhiên, thiên cơ rõ ràng. Phục Minh hoàn toàn đem Khương Nguyên thần tại Vân Châu phát sinh tình huống thôi diễn rành mạch. Lại là thập chân vây công. Phục Minh lên tiếng kinh hô, trong kế hoạch của hắn Khương Nguyên thần lại để cho liền kháng 10 vị chân nhân công kích mới có thể vượt qua thân vẫn kiếp số, cửa ra vào ầm một thanh âm vang lên, sau đó chợt nghe đến tàu cốc nhạc hô quát thanh, mau đưa hắn ngăn lại, tiểu tử này chạy tới làm chi? Một hồi tiếng ồn ào. Phục Minh đi ra ngoài khẽ nhìn, chỉ thấy một vòng ửng đỏ từ Lan Huyên Điện biến mất không thấy, tàu cốc nhạc khí thẳng dậm chân, tiểu tử này căn bản không thể rời đi Linh Châu, hắn đi lăn qua lăn lại cái gì? Mơ hồ nhìn thấy tóc hồng, kẻ đó phi long. Phục Minh vội vàng hướng bên người hộ pháp thần nói, ngươi nhanh đi ngăn lại tiểu tử này. Chân cho rằng Ninh Sư Huynh không tại. Liền không có người dám thị hắn rồi. Tào Cốc Nhạc nghe vậy, cũng liền bề bộn triệu hoán chính mình hộ pháp thần, nhanh. Nhanh đi đem hắn ngăn lại. Phi. Long cùng Khương Nguyên thần quan hệ thân mật, đương nhiên sẽ đi giải cứu. Nhưng giờ phút này Phi Long trên người còn có chú pháp tại, làm sao có thể đi Vân Châu, Phi Long tốc độ bay nhanh, trong đầu hắn chút bất tri bất giác có đủ rất nhiều truyền thừa, vô ý thức véo động thủ ấn, thủy linh thiên nhất. Cấm. Không hiểu chú văn xuất hiện ở cái tráng, đem linh hư chân nhân gây chú pháp tạm thời cách ly nhanh chóng phóng tới một khưu sau lưng hai vị hộ pháp thần chạy đến hồn cầu người đi vân châu lại có thể hỗ trợ cái gì tranh thủ thời gian theo chúng ta trở về phi long thường niên tại thái hư đạo tông mang theo cùng những này hộ pháp thần rất có giao tình nghe vậy bịt lấy lỗ tai phong quá lớn nghe không rõ sở bất quá hai vị lão ca thà tìm ta phiền toái vẫn là nghĩ biện pháp ứng phó trên không những kia ma đạo A. Hóa thành cửu đầu long xà, trát vào trong nước dùng chạy trốn bằng đường thủy tiến vào Vân Châu. Quay đầu lại, ta đi tìm gia gia bồi tội. Cùng lắm thì cho hắn làm một lần nghìn hộp yến. Tào. Cốc nhạc cùng phục minh hộ pháp thần khó có thể đuổi theo, lại có ma đạo vây công đại trận, hai vị hộ pháp thần lẫn nhau nhìn xem, một người nói, phi long tiểu tử này cùng huyền hạo quan hệ rất tốt, tay hắn đoàn vốn cũng không sai có thể làm huyền hạo trợ lực xứng đáng giúp huyền hạo độ kiếp. Hôm nay Thái hư đạo tông có đại kiếp nạn, cũng bất chấp hắn. Một vị khắc hộ pháp thần gật đầu, cũng được, giờ phút này vẫn là bảo vệ ta Thái hư đạo tông quan trọng hơn. Hai thần tướng hợp lại kế. Quay về Thái hư đạo tông sơn môn. Hai người các ngươi a. Tào Cốc Nhạc rất bất đắc dĩ, lại nhìn xem Phục Minh, hắn bên cạnh Diêu Quang đăng lúc sáng lúc tối tự hồ sau một khắc muốn diệt đi, tào cốc nhạc không dám nhiều lời, sư huynh chuyên tâm duyên mệnh, sự tình phía sau giao cho chúng ta. Tào cốc nhạc làm thủ sơn trưởng lão, trước tiên mở ra phòng ngự đại trận. Trở lại sơn môn khẩu tọa trấn, ngẩng đầu nhìn lại, vòng trời bị thiên cẩu che lấp. Hoàn toàn nhìn trong tin không chiến đấu. Nhưng là tại Linh Châu trên không, Ngọc Giao Thiên cầm trong tay tam thiên thánh linh đồ một người chống đỡ khắp thiên ma đạo tu sĩ công kích. Thiên binh thiên tướng không ngừng tiểu trừ tuy đồng dạng cũng có rất nhiều binh tướng thân vẫn nhưng sau đó sẽ từ thánh linh đồ bên trong lại lần nữa sống lại tử vi hệ thống công hiệu lan chỉ bà bà xuất lĩnh không ít đệ tử đi đến sơn môn khẩu huyền hạo thần đạo hệ thống hoàn toàn thống ngự thiên tượng địa linh mượn nhờ tay của hắn đem thiên địa lực lượng hợp tại một chỗ thánh linh đồ hộ pháp thần hệ thống cũng tại tử vi hệ thống bên trong hoàn toàn có thể mượn nhờ tử cung không ngừng nhắc đến cung năng lượng loại này chiến đấu thủ đoạn huyền hạo đã sớm nghĩ tới không đơn thuần là hộ pháp thần mà ngay cả phần đông sơn thủy chi thần cũng ào ào dùng hóa thân ứng đối trên không trung tự bảo kích sát ma đạo tu sĩ tào cốc nhạc nói xem ra vẻn vẹn cái này thần đạo hệ thống có thể phòng ở toàn bộ ma đạo lực công kích ma đạo không đơn giản như vậy lan chỉ lắc đầu trong lòng tổng có chút dự cảm đến cuối cùng chỉ sợ còn cần tại bạch dương sơn phân cao thấp vừa mới nói xong phương bắc thiên không đột nhiên bộc phát hồng quang xuyên thấu thần đạo đại trận trong đại trận tử cung bị hồng quang oanh kích không ngừng xuất hiện vết rách thần tiêu cự hạm một vị chân truyền đệ tử giật mình không thôi thần tiêu cự hạm trần hân lúc trước hàng lâm cửu châu tòa giá hôm nay trực tiếp một pháo ầm hướng linh châu tại thần đạo phòng ngự hệ thống đánh xuyên qua một cái động lớn băng thiến đang cùng một vị thôn thiên ma tông tu sĩ giao thủ đột nhiên hô chư thần nghe lệnh thiên trận chuyển mà trận mà công, ngươi kháng trụ. Lý Thiên hào vẽ mặt thành thật, thần vực bao trùm toàn bộ Linh Châu, địa thần nghe lệnh, mở ra thần vực bao phủ Linh Châu. Danh Sơn Đại Trạch, vùng khỉ ho cò gáy, không ngừng có thần linh xuất thủ dùng thần vực bao phủ đại địa. Sơn vì tiết điểm, thủy vị mạch lạc, này là thái hư đạo tông dĩ vãng thường dùng nhất Sơn Hà thủ hộ đại trận. Tại trước đó lần thứ nhất sát kiếp thời điểm liền là mượn nhờ cái này đại trận chống cự vài vị chân nhân công kích Sơn Hà lại diễn, hoàng khí ngưng tụ thành một tầng quan tráo từ đại địa lại lần nữa bay lên, dần dần bay lên kháng cự xâm nhập thần đạo hệ thống bên trong rất nhiều ma đạo tu sĩ. Mô phỏng tấm che, đưa bọn họ đánh ra đi. Lý Thiên Hào lạnh lùng nói, chư thần cùng kêu lên hét lớn, không hề cố kỵ thần lực tạo ra già thiên bình chướng công chúng nhiều ma tu ầm phi đến thiên không giờ phút này băng thiến cũng lại lần nữa tu bổ thần đạo vòng bảo hộ hai vị dương thần ăn ý gật đầu lý thiên hào nói hậu thổ năm đức u hoàng huyền minh mô phỏng tấm che hóa thành nền tảng bình đài từ đại địa mặt ngoài nổi lên một tầng vần sáng thiên thanh thương thủy huyền quang linh hoa băng thiến trong tay bảo kiếm khẽ điểm vòng trời tầng tầng tử quan nhộn nhạo lại có bích thanh thủy quan phù hợp tại nền tảng phía trên thành lập một tòa cự đại thành lũy tử cung mô hình thập ngũ linh môn liền là 15 tòa cung điện mà trung tâm bạch dương sơn thì là tử cung hạch tâm huyền hạo tử vi thần đạo bao la vạn tượng nhưng thời gian quá ngắn toàn bộ hệ thống lực phòng ngự còn chưa đủ vẫn là dựa vào chúng ta ngàn năm sơn hà đại trận làm chủ thể lan chỉ khẽ nhìn đối với bên người nhiều người nói chuẩn bị phía dưới không thể toàn bộ giao cho thần đạo hộ pháp chúng ta cũng muốn xuất thủ sau lưng thái hư đạo tông đệ tử đáp một đám người bay vào trên không sư muội cẩn thận rồi tào cốc nhạc lẳng lặng canh giữ ở bạch dương sơn trong núi chỉ còn lại một phần năm đệ tử tại khắp nơi thủ hộ sơn môn đen kịp đêm dài giờ mới bắt đầu trong núi đèn đuốc sáng trưng tiếng người yên tĩnh huyền hoàng nền tảng tử kim thần cung này thần đạo hệ thống phỏng hóa thiên địa pháp tắc to lớn pháp tướng thành lũy thủ hộ linh châu Dực Châu bay lên thần tiêu cự hạm trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, thần tiêu cự hạm vừa mới kia loại thiên quan pháo chỉ có thể công kích tam hồi, tuy có đủ tiên khí uy năng nhưng trữ có thể cần phải thời gian quá lâu. Không. Nghĩ tới ma đạo lùng thứ nhất thế công cư nhiên bị bọn họ thoải mái chịu đựng xuống, xem ra Linh Châu Thái hư đạo tông rất có chút nội tình a. À. Kim La bọn người đang tại sa mạc cùng Lôi Châu thần linh chém giết, này tòa sa mạc là Lôi Châu cùng Trung Châu giao xoa khẩu là thần tiên thường niên giao chiến chiến trường kim la bọn người ở tại một tòa sơn hà trong đại trận vừa mới chém giết long du tôn giả vị này có chân rết dương thần thần linh tuy hao tổn công đức nhưng giờ phút này hiển nhiên bất chấp những này cái này dạng còn cần đi cứu viện sao giang lam hỏi lúc nãy bọn họ thương nghị thảo luận giang lam vốn muốn đi linh châu cứu viện nhưng giờ phút này xem ra không cần tạm thời không cần kim la lại nhìn xem hạo minh phái phương hướng suy nghĩ nửa ngày, mới nói, hạo minh phái tuy theo chúng ta có cừu oán, nhưng giờ phút này không nên diệt. Chân nhân qua bên kia đem đinh khải cứu ra, hắn có nguyên thần tư chất, sát kiếp bên trong vẫn cần hắn xuất lực. Giang Lam gật đầu, một đạo phân thần đầu nhập hạo minh phái ý đồ giải cứu đinh khải, bất quá làm cho người kinh ngạc chính là, hạo minh phái trên không châm lửa phần thiên, còn có hỏa long không ngừng lượng lờ bầu trời đêm. Kiếp vân như ẩn như hiện, hỏa vân lân lân di động có người độ kiếp. Giang Lam sững sờ, đột nhiên tỉnh ngộ, hơn nữa là nguyên thần kiếp số. Đúng rồi, là Đinh Khải. Tại Hạo Minh phái bất bên sắp diệt môn chi tế, Đinh Khải cố lấy dũng khí dùng ngưng thần cảnh giới cưỡng chế đặt chân nguyên thần. Kẻ điên. Nhưng lời tuy như thế, Giang Lam đối với này đại đệ tử rất là tán thưởng, tính cả tiểu tử này, thế hệ này người tuấn kiệt cũng đã thành đạo. Không đề cập tới lạc thần nhai phía dưới khương nguyên thần, Chính Dương cung Âu Dương Vũ, Nhật Tinh Lâm Tử Hiên cùng với Tàng Uyên còn có Diêu Ly đồng thời cảm ứng được vị này đồng thời đại đích nhân. Đinh. Khải cũng đột phá. Cũng tốt. Ta nói không cô, ngày sau cũng nhiều hơn một cái luận đạo chi nhân. Diêu Ly đứng ở phía Nam Viêm Châu Hoang Vu Hạp cốc nhìn ra xa Trung Châu, này là đại hắc thiên ma thần đã từng phát tích chi địa, Diêu Ly, huyền thần bị Khương Nguyên thần phái hướng nam cương tìm kiếm đại hắc thiên ma thần theo hầu còn có u lê cũng tại khương nguyên thần lúc trước truyền thụ u lê giải cứu ma sơn thành con dân biện pháp để cho u lê tại minh thổ mở một phương quỷ quốc nhưng cái này quỷ quốc cần trấn vật chèo chống vì vậy chủ ý lại đánh vào đại hắc thiên trên người lần này nhất định phải đem hắn huyết tế u lê mang theo hai người tại hạp cốc hành tẩu tìm ra đột nhiên huyền thần cầm lấy long thương đẩy ra đáy cốc bên cạnh một tòa cự nham tại cự nham phía dưới có một cái đen nhánh huyệt động diêu ly cùng huyền thần không chút do dự nhảy xuống u lê sau đó đi theo nhảy vào hạp cốc huyệt động rất sâu ba người chậm rãi hành tẩu một hồi diêu ly phát giác không đúng ở đây một điểm thần lực dấu vết đều không có ở đây thật là đại hắc thiên ma thần linh địa thần linh sinh ra đơn giản là thiên nhân chi đạo ngoại trừ thiên địa tự nhiên sinh ra linh trí liền là dùng chúng sinh niệm lực hình thành lúc đầu căn nguyên. Kể từ đó, kia lúc đầu niệm lực căn nguyên chính là bọn họ căn cơ chỗ. Đại Hắc Thiên là chúng sinh đối với đêm tối sợ hãi thành tựu ma thần. Tại mang hoang thời đại, Đại Hắc Thiên ma thần đã từng là cư viên phía dưới mạnh nhất thần linh một trong. Chỉ là theo thời đại bất đồng, nhân tộc khai hóa, Đại Hắc Thiên ma thần lực lượng không ngừng suy yếu. Mà ở trong đó, là Đại Hắc Thiên lúc đầu tế tự chi địa, tục truyền lúc đầu thư của hắn đồ liền là chôn xương tại này. Lúc đầu tính đồ, kia đạo thứ nhất đối với đại hắc thiên ma thần suy nghĩ tự nhiên là vị này tính đồ chỗ sinh ra, vị này tính đồ đối với đại hắc thiên có tuyệt đối khắc chế lực. Loại này lúc đầu tính đồ cùng với lúc đầu tế tự mà, còn có lúc đầu những kia thánh khí v, v, cũng có thể coi là thần linh bí ẩn nhất tồn tại. Huyền thần dò xét bốn phía, tại này tối như mực trong huyệt động lờ mờ có thể nhìn thấy không ít đồ đằng văn chương tồn tại nhưng là mấy ngàn năm qua, ở đây một điểm thần dị lực lượng đều không có. Diêu Ly ôm song kiếm. Cẩn thận đề phòng. Yên tâm, chủ công có biện pháp. Huyền thần lục lọi một hồi, tìm được một cái bình đài, đích xác. Ở đây đã không có biện pháp tiếp tục sử dụng, thậm chí kia lúc đầu tín đồ cũng đã chân chính tiêu tán ở thiên địa ở giữa. Nhưng là, chủ công cô động mộng phù có thể trở về tố trước kia cảnh tượng, mượn này một lần nữa mô phỏng đại hát thiên thánh địa xuất ra một đạo lưu ly sắc ảo mộng phù lục, hội tụ mộng giới chi lực cùng với thời gian chi lực dán tại bình đài, lập tức chói lọi chiếu sáng huyệt động tại mấy ngàn năm thương hải tan điền bên trong hình thành hôm nay đen kịch địa huyệt. Nhưng tại nguyên bổn vài ngàn năm trước, ở đây lúc đầu là một sơn động. Điểm điểm màu sắc rực rỡ linh quang chui vào huyệt động, Diêu Ly đột nhiên thần sắc khẽ động. Từ dưới đất bay ra một bóng người. Thân khoác da thú y phục, cầm cây đuốc tại nơi này bố trí thần đàn. Đây là đại hắc thiên lúc đầu tín đồ. Không sai. U Lê nói, dựa theo ta từ cổ vu tộc ghi lại bên trong chứng kiến. Hắn là mang hoang bộ lạc thủ lĩnh. Đại hắc thiên lúc đầu thân thuộc, mượn nhờ ma thần chi lực thống trị phía nam vương giả, bị hậu nhân xưng là U Vương. Rất cổ sớm chuyện tình, đây là nhân yêu chi chiến lúc chuyện tình tiếp theo, miệng huyệt động lại có một đám người tràn vào. Những này cũng là ảo giác, là Khương Nguyên thần phù lục dẫn động nơi đây đã từng ký ức, đem năm xưa tế tự tràn cảnh biến hóa đi ra, theo trong huyệt động ảo ảnh bắt đầu tế tự đại hắc thiên, mơ hồ có điểm điểm niệm lực xuất hiện ở huyệt động. Đây là niệm lực chuyển hóa phương pháp. U Lê Thắng Phục, đối với huyền hạo đạo nhân, hắn có thể nói là thấy tận mắt chứng vị này đạo nhân từng bước một đi tới, từ trúc cơ đến nguyên thần. Là chủ công mượn nhờ mộng thần lực biện pháp. Mô phỏng năm xưa tràn cảnh, lại dùng mộng giới lực lượng mô phỏng đại hắc thiên căn bản thần lực. Màu xám đen khí tức tràn ngập huyệt động, dần dần chế tạo trở thành một chỗ thần vực. U Lê, ngươi am hiểu tế tự phương pháp, này cướp lấy đại hắc thiên thần lực nghi thức liền giao cho ngươi. Hảo U Lê cầm ra bản thân chuẩn bị vũ khí, quỳ gối dưới bình đài, dưới bình đài phương có một đạo ảo ảnh, đó là đại hắc thiên đã từng thân thuộc. Hắn quỳ gối dưới bình đài, tế từ lúc đầu đại hắc thiên ma thần u lê cùng u vương thân ảnh dần dần trùng hợp hai người đồng thời niệm tụng quấn khẩu vu chú trên bình đài xuất hiện một tôn hắc ảnh ma thần lạc thần nhai phía dưới ám dạ lĩnh vực đột nhiên trận trận lắc lư đại hắc thiên bản năng phát giác nguy hiểm có người tại trộm lấy thần lực của ta lĩnh vực khẽ động khương nguyên thần trong nháy mắt bắt lấy sơ hở tử kim hồ lô phục lên càng không âm dương nhị khí nhị khí hóa long trắng ám ma đạo tu sĩ vị này chân nhân vừa mới dung nhập ám dạ đột nhiên liền bị lĩnh vực lắc lư lực lượng bài xích nhất thời không sẵn sàng bị song long dây dưa hai điều long đồng thời cắn xuống trái phải hai tay tận gốc ngăn ra nhưng ma đầu lòng dạ ác độc trong nháy mắt lại lần nữa hóa nhập u ám bên trong a à, đại hắc thiên ngươi làm cái gì chật vật thoát đi một bên cầm máu vừa mắng thần chi căn nguyên này là của ta bổn nguyên lực lượng lĩnh vực truyền đến sợ hải thanh huyền hạo ngươi căn bản không biết của ta thần danh không biết của ta bản chất làm sao ngươi có thể cướp lấy lực lượng của ta quả nhiên thành công khương nguyên thần trong lòng mừng thầm phong hỏa vần quanh phong hỏa bộ đoàn cầm trong tay bao lấy một cụ bạch cốt trấn áp mạnh hành chủ ngươi tại này theo ta dây dưa ngươi kia bạch cốt thành bên trong nhưng còn có người lưu thủ mạnh thành chủ hừ lạnh một tiếng khắc hai tôn bạch cốt hóa thân đồng thời đánh về phía khương nguyên thần cứu viện của mình hóa thân tam tôn bạch cốt hóa thân này là mạnh thành chủ làm tam hoa tụ đỉnh sử dụng đạo cơ cũng không thể để cho khương nguyên thần bị phá hủy khương nguyên thần một bên tế lên bồ đoàn trấn áp bạch cốt một bên khu động tinh quan ngăn lại lạc hoàng công kích đạo hữu ngươi những chiến hữu này một cái so với một cái phế vật thật đúng là không bằng ngươi cùng bần đạo đơn đã độc đấu tới sản khoái trong nháy mắt cúi đầu tránh đi sau lưng đỏ sậm ma kiếm khương nguyên thần tay áo rung động đầy trời tử quan đạo liên phá tự thân phiêu nhiên xuất hiện ở lĩnh vực khác một bên ngón tay chỉ hướng minh hà thần đương nhiên khương nguyên thần rất cẩn thận tránh đi đỏ sậm ma kiếm thanh kiếm này hiểu rõ xác thực xác thực có thể giết hắn chỉ cần làm bị thương hắn tuyệt đối có thể tổn thương đạo cơ này là thế giới bổn nguyên cô động cuối cùng một kiện pháp bảo chuyên môn khắc chế tử vi thiên quân Ta tất nhiên thụ một kiếm giải quyết xong nhân quả, nhưng lại không thể ở phía sau. Nhìn xem trái phải. Tuy ám ma đạo chân nhân rời đi, nhưng còn lại ba người cũng không phải đơn giản mặt hàng. Điện hạ, hà, kiếm này cho ta, ta tha cho ngươi một cái mạng, như thế nào? Khương Nguyên thần dồn dập nói ra, thiên tâm chỉ còn chưa điểm ra. Lạc Hoàng lại lần nữa đánh tới. 24 thiên. Mở cho ta. Lạc Hoàng không lại lưu thủ, sau lưng 24 phương thiên địa có 24 vị thiên thần tiên sinh. Mỗi một vị thiên thần trấn áp một phương thiên vực, Khương Nguyên thần nhìn không nói hai lời xoay người bỏ chạy minh hà thần thở dốc thoáng cái. Huy động đỏ sậm ma kiếm ra sức đánh Khương Nguyên thần. Thả ta! Hôm nay ngươi còn dám nói mạnh miệng. Ánh mắt lạnh xuống, Khương Nguyên thần nói, đã như vậy, bần đạo cũng không nương tay. Tinh hà đẩy ra, lưỡng cực phân giới, hơi nghiêng đen kịch tịch mịch hơi nghiêng tinh quang sáng chói hương nguyên thần lại lần nữa rơi vào ngôi sao phòng ngự trung chuyên tâm phòng thủ hà đồ hóa tinh hà tử vi diễn tinh đấu ngoại trừ hà đồ hóa thành cửu khúc ngân hà tử vi tinh đấu cũng rơi vào ngân hà bên trong diễn dịch cửu khúc huyền hà đại trận đưa hắn bảo vệ nhưng này tòa huyền hà đại trận cũng không phải là dùng thủy mà là dùng ngôi sao làm làm căn cơ thiên tinh chi hà mênh mông không dứt tại sông chỗ đầu nguồn khương nguyên thần đỉnh đầu có nguyên thủy chi khí phỏng hóa vạn vật không ngừng diễn dịch tinh quang vung xuống phong hỏa bồ đoàn triển khai bên trong bạch cốt hóa thân bị khương nguyên thần một ngụm tam muội chân hỏa đốt hủy ngồi ở trên bồ đoàn kiên nhẫn đợi chờ cơ hội nhắm mắt lại khương nguyên thần nói điện hạ đã không chịu tránh lui như vậy sau ngày hôm nay lại vô minh hà chi thần khẩu khí thật lớn minh hà thần một bên công kích tinh hà một bên cảm ứng minh thổ mà này một cảm giác lập tức biến sắc ngươi rõ ràng minh thổ đã xảy ra chuyện tại minh thổ thế giới dương minh đại lục đối ứng minh thổ quy mô nhỏ bé chỉ có minh hà chi thủy chậm rãi chảy xuôi hai tòa quỷ quốc tại bờ sông sống ở chu lão cùng bệ ngạn dắt tay mà đến chu lão nhìn qua minh thủy đây là phương bắc minh thổ người chết chi hà minh hà bên trong có vô số vong linh trôi nổi âm âm u đần độn không sai bệ ngạn nói bệ hạ gặp nạn chúng ta đem minh hà thần căng cơ chém nhìn hắn vẫn có thể hay không cùng bệ hạ động thủ chu lão thấy bệ ngạn muốn động thủ vội vàng đưa hắn giữ chặt đừng vội đừng vội chỗ này của ta có một phần cửu u thông linh cần huyết tế thi triển pháp thuật chú giết hắn người này minh hà quốc gia vừa vặn có thể làm của ta tế phẩm dùng để chém giết ma đạo chân nhân cùng với vô sinh lão ma nghe vậy bệ ngạn gật đầu ta đây đi trước ứng đối xích hậu Hai người nghênh ngang tiến đến, xích hậu lập tức có cảm giác, từ Minh Hà chỗ sâu trong cung điện đi ra, tư quốc thần. Tư quốc, này là bệ ngạn tại Dương Minh xưng hô. Xích hậu, rất lâu không thấy. Bệ ngạn thản nhiên nói, phụng bệ hạ chi mệnh tiến đến giám thị Minh Thổ, nương nương nếu như thức thời liền chủ động thối lui. Tại bệ ngạn thần tới lúc xích hậu lập tức minh bạch khương nguyên thần ý tứ, quả nhiên, muốn triệt để hủy diệt ta u minh đại giáo sao. Một tiếng thét lên, sóng âm truyền đạt minh thổ bệ ngạn hai người phát giác quỷ kêu đâm thấu nguyên thần ào ào tránh đi mà đối diện vô số quỷ thần vây quanh hai người đầy trời oán linh chật ních minh thổ trên không xích hậu tay nắm một tòa long trì lại nói tư quốc ngươi cẩn thận một chút khi chu quốc nhị tổ vẫn tại bản cung trên tay nếu bọn ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ không đợi nàng nói xong bệ ngạn bên người vô số tia chớp lôi cầu ầm phía dưới vô số oán linh trong nháy mắt diệt đi bệ ngạn lạnh lùng hai người bọn họ. Ngươi cũng có thể động thủ thử xem. Quy hiếp. Đối với bệ ngạn mà nói, hai người này cùng Khương Nguyên thần An Nguy có thể so với tính sao. Dương Minh giới có hai cái quỷ quốc, một cái là Minh Hà thần vị này âm phủ thiên tử mở, một cái là Chu Quốc Long khí tự phát thai ngén quốc gia dựa theo Khương Nguyên thần đặt ra, 800 năm Chu Quốc số mệnh về sau, tân quốc gia mở sau sẽ có tân quốc gia Minh Thổ sinh ra mà chu quốc quỷ quốc hội hóa thành lĩnh vực dần dần co rút lại cuối cùng cho đến biến mất không thấy có thể nói mượn nhờ long khí quỷ quốc cùng dương giới liên lạc chặt chẽ sinh diệt tất cả dương giới nhưng âm phủ thiên tử quỷ quốc thần đình không có cùng này là thống trị toàn bộ âm phủ thế giới quốc gia trên danh nghĩa là chu quốc quỷ người thống trị chu quốc nhị tổ bởi vì vì trong khoảng thời gian này vũ thành chủ đạo diệt quỷ kế hoạch sớm được xích hậu nhốt tại long trì bên trong khó có thể thoát đi hôm nay thấy xích hậu cầm hai người bọn họ uy hiếp hai vị này chu quốc tổ linh cũng hạ quyết tâm hôm nay chu khải làm nhân vương ở tại tử vi cung bên trong chủ trì dương minh đại lục long khí vận chuyển mà hai người bọn họ tại âm phủ phụ tá khống chế quỷ quốc trên danh nghĩa là phụ trợ nhưng trên thực chất lại chia lìa bọn hắn vị kia hậu duệ lực lượng vì ta tôn nhi chu nguyên cùng tằng tôn chu khải cái này mệnh bất cứ giá nào liền bất cứ giá nào. Chu Tổ thầm nghĩ, đột nhiên quát to, quốc chủ, không cần lo lắng chúng ta, chém giết Minh Hà thần quan trọng hơn. Nói xong, trực tiếp từ Bạo Long trì, một người khác thấy phụ thân hắn như vậy cương liệt, cũng đơn giản tự bạo hồn phách, dùng long khí quấy động nguyên khí, trong nháy mắt trấn áp quỷ quốc. Liều mạng, vừa vặn có thể lấy lòng cửu hoàng bệ hạ, ngày sau ta Chu thị nhất tộc không lo rồi hai vị này chu tộc tổ linh vì tử tôn hậu bối kế liều mình tự bạo xích hậu kinh hô một tiếng thủ trưởng bị long khí xâm nhuộm nhân đạo cắn trả chi lực hàng lâm vội vàng tránh lui chết đi chu lão tay áo khẽ cuốn u minh long phượng bàn bay ra minh long minh phượng nhất tề khẽ động nhẹ nhàng một xoắn xích hậu thần thể bị u minh khí cắn nát tiếp theo u minh chỉ điểm nhập xích hậu thần hồn hồng quang nổ mạnh làm cho xích hậu tại Minh Hà chỗ sâu trong một lần nữa thai ngén, nhìn dần dần tán đi long khí. Chu lão nói, hai người này ngược lại rất thông minh. Vì Khương Nguyên thần xã thân vật lộn một bả, ít nhất hai người bọn họ vị hậu nhân tiền đồ có cam đoan. Tổng so với cả đời bị Minh Hà thần vợ chồng đè nặng cường, không trung hồng quang rủ xuống, Chu Nguyên vội vàng chạy đến, trục nhật trượng quét qua, hai người hồn phách bị Chu Nguyên thu, tư quốc chủ, ta tổ phụ cùng phụ thân hồn phách tạm thời thu ngày sau ta tự mình tống bọn họ chuyển thế bệ ngạn gật đầu há miệng một phun một sách công đức sách vỡ hiện ra này là nguyệt quý tiên sinh tạm thời cấp cho hắn nhân kinh khắc kỷ bớt lo nhân trong đó một cái thật to chữ nhân rơi vào xích hậu bên người vô số quỷ thần bị kim sắc văn tự trấn áp tại minh thổ chu lão đồng thời xuất thủ đi chỉ một ngón tay minh long trấn áp minh hà minh phượng phong ấn quỷ quốc chu lão sau đầu một tòa quỷ thành thế giới hiện ra ngồi ngay ngắn hư không đem minh hà cùng quỷ quốc đồng thời luyện hóa bệ ngạn hai người giải quyết minh hà làm phép trấn áp minh hà minh hà thần chợt cảm thấy tự thân pháp lực nơi phát ra bị đoạn huyền hạo ngươi hèn hạ minh hà thần khí đầy mặt đỏ bừng khương nguyên thần cười lạnh bần đạo đều không chửi mắng ngươi môn đem vòng trời ngăn cách đoạn ta tinh thần chi lực hôm nay bất quá là chặt đứt ngươi cùng minh hà liên lạc có cái gì có thể kêu to vẫy tay tinh hà bay ra vô số thiên long đánh về phía minh hà thần thiên long nhã thủy này thủy hội tụ nhật nguyệt ngôi sao trực quan có tinh lọc vạn vật khả năng đặc biệt đối với minh hà mà nói này thủy không khác kịch độc a à. minh hà thủy cùng tam quan nước trôi đột minh hà kêu to vẫn lưu thủ làm gì vẫn không vội vàng đem vật kia triệu đi ra vật kia khương nguyên thần trong lòng khẽ động trước mặt bảy chui tinh kiếm dùng hình quạt chém về phía tứ phương, là họ hàng cái kia tu sĩ. Vẫn là lòng đất cung hoàng tà nhãn. Đương. Trở tay tham lan kiếm ngăn trở lạc hoàng tứ linh tan vỡ kiếm đạo. Khương Nguyên thần sau lưng tinh hà quấy động, tự thân cùng lạc hoàng đồng thời lâm vào tinh không. Lĩnh vực mở. Hai người không hẹn mà cùng. Dùng tự thân khống chế tiên thiên đại đạo lẫn nhau đối với sông, Khương Nguyên thần tinh không thế giới, dùng tử vi là chủ nhật nguyệt làm bạn, thất tinh bảo vệ xung quanh. Mơ hồ trong đó có một của lực lượng khống chế thế giới thiên mệnh, mỗi một khỏa ngôi sao bên trong đều có tinh quân tỏa trấn. Tử vi tinh đấu, nhật nguyệt tinh luân cùng với bắt đầu thất linh khí ào ào rơi vào tinh quân trong tay. Mà lạc hoàng 24 chư thiên bên trong tất cả có thiên thần chấp trưởng, 24 thiên thần thi triển 24 thần thông cùng khương nguyên thần đối nghịch, ầm ầm, hai người động thủ dư ba tại toàn bộ ám dạ không gian kích động, Đại hắc thiên ma thần không ngừng bị đau, đáng chết, lão tử nhịn không được. Tại viêm châu không ngừng có người dùng chú thuật rút ra lực lượng của hắn, giờ phút này nơi nào vẫn lo lắng cương nguyên thần, lại không ra tay chém giết kia người, chỉ sợ lực lượng của ta sẽ hoàn toàn bị người cướp lấy a. U đêm chi lực theo liên lạc kéo dài đến viêm châu, diêu ly cùng huyền thần thủ hộ u lê lập tức có cảm giác, vị này đã có phản ứng, người tới vẫn là ta tới. Ngươi tới đi, ngươi thất sát đạo lực công kích còn mạnh hơn. Huyền thần cầm trong tay long thương tại bên người họa hạ giới hạn. Khương Nguyên thần, tinh hà chi thuật, một đạo ngân hà cắt không gian, mờ mịt tinh lực từng bước sáng lên, u ám thâm thúy đại hắc thiên ma lực khó có thể công kích u lê. Ma thần, tiếp tốt lắm. La Hầu, kế đều hai kiếm hợp tại một chỗ, Diêu Ly bước nhanh đến phía trước, thất sát vô sinh kiếm. Phá! dung hợp hắn thất sát đạo cùng với vô sinh lão tổ vô sinh sát đạo này một đạo đỏ thẩm kiếm ý hung hăng chém về phía đại hắc thiên thần niệm đại hắc thiên phản ứng nhanh chóng thần niệm hóa thành tam thủ sáu tay ma thần pháp tướng tế lên ma thần chi bảo đón đánh ma thần ngất trời hai tay véo động phiên thiên ấn khác còn có hoa sen chùa y kinh thiên cổ đợi ma bảo nâng lên long kiếm quan đấu chuyển tinh quan đồng huy ma thần tại huyết hồng sắc tinh quan bên trong dần dần tán đi đầu nhập phim châu thần niệm bị diêu ly hoàn toàn chặt đứt hừ lạc thần nhai phía dưới đại hắc thiên bị diêu ly chặt đứt bộ phận thần niệm bổn nguyên bị thương lĩnh vực thỉnh thoảng có lỗ hổng xuất hiện sau đó lại lần nữa khép lại hàng đạo hữu còn chưa khỏe sao bạch cốt thành chủ sắc mặt lo lắng đối với tiếp theo uống tốt lắm thất sát địa ma thoa bắn về phía khương nguyên thần hàng giả hiện thân bắt đầu thất tinh tiễn Khương Nguyên thần duỗi tay một trảo, bên cạnh thân do Hà Đồ cùng Tử Vi tinh đấu liên hợp diễn biến Thiên Tinh Ngân Hà bên trong bay ra một bả cung thần. Trung lên dây cung, có thất căn ngân huy tinh tiễn cô động. Sưu sưu. Tinh tiễn cùng Địa Ma Thôi từng cái va chạm, đem Địa Ma thoi bức lui, ánh mắt quan hướng u ám chỗ sâu trong, tại đó có một đoàn hoàng quang hiển hiện. Đó là Bạch Cúc Thành, bởi vì Bạch Cúc Thành người lãnh đạo đều chạy tới Lạc Thần Nhai phía dưới vây giết Khương Nguyên thần bởi vậy Bạch Quốc Thành bên trong ngoại trừ thao tiếu cùng một vị khác ma đạo tu sĩ ngoại lại vô cái khác nguyên thần chân nhân mà đối diện, ngoại trừ nguyên thanh bên ngoài còn có một vị khác chân nhân tại. Hoặc là nói là yêu vương. Nương nương, ngoại trừ thao tiếu thoát đi, những người khác đã triệt để đền tội. Yêu vương toàn thân đẫm máu, nhưng tự thân không thèm để ý chút nào. Dẫn theo một vị nguyên thần chân nhân đích đầu ném ở nguyên thanh dưới chân. Vậy là tốt rồi đạo huynh đem ngươi từ bảo quan giới mời đi theo, quả nhiên hữu dụng. Vị Này yêu vương đúng là năm xưa Khương Nguyên Thần cùng Nguyên Thanh tại bảo quan giới hàng phục yêu vương Bạch chân Nguyên Thanh từ đám mây bao quát Bạch Quốc Thành, Bạch Quốc Thành bên trong chủ lực tinh anh tự hồ cũng tại Linh Châu bên kia do vài vị ma đạo chân nhân liên thủ thống suất. Chẳng lẽ bọn họ cố ý bỏ qua ở đây? Một Bên Kỷ Thuần Hy nói, Sư Thúc Dựa theo Sư Tôn Bích lời mà nói, bạch cốt thành cùng hãng hải liên lạc quá khẩn mật lần này sát kiếp môn phái khác hoặc có phần thắng nhưng bạch cốt thành hủy diệt sớm đã là định số năm xưa đạo môn giữ lại bạch cốt thành chỉ là vì lưu ở sát kiếp lúc đương ứng kiếp chi dùng tiện thể tìm một chút hãng hải giới gian tế nguyên thanh gật đầu chuyện này khương nguyên thần cùng nàng đề tập qua đạo môn đã sớm biết rõ bạch cốt thành có vấn đề sở dĩ không động thủ cũng là kia vài vị trưởng môn nhân tự giữ thủ đoạn cho rằng Bạch Cốt Thành lực không nổi sóng cồn. Mặc dù bị hãng hải giới chiếm cứ chủ động hoàn thành minh thổ dung hợp, Đạo Môn vẫn không cho rằng Bạch Cốt Thành có đủ tính chất uy hiếp. Sự thật cũng đúng là như thế, Bạch Cốt Thành chia rẽ cũng chưa xong cả tu luyện công pháp. Hãng hải giới Bạch Cốt Ma Pháp đích xác tinh diệu, nhưng này vị ma quân sao dám công khai tại cửu châu truyền đạo. Nguyên thanh tay áo khẽ động. Bồng bền liên hương linh khí nhảy vào bạch cốt thành. Huống hồ, bạch cốt ma pháp khắc chế tính quá mạnh mẽ. Bất kể là thái hư đạo tông, chính dương cung hoặc là thanh ly quan cùng với xích tiêu kiếm phái công pháp đều có thể khắc chế bạch cốt thành ma pháp. Hoa tươi tại tử minh chi địa nở rộ, mượn nhờ tỉnh mịch chi khí chuyển hóa thành tạo hóa chi khí. Sinh sôi không ngừng, tạo hóa không dứt, ma thành khí âm tà dần dần tán đi. Không trung thường niên tích lũy mây đen bị tạo hóa hào quang đánh diệt, nhẹ nhàng đẩy, cả tòa bạch cốt thành ầm ầm sụp đổ. Vị này sư thúc thủ đoạn không hổ là ta cửu châu đệ nhất tạo hóa nữ tu. Kỹ thuần hy thầm nghĩ. Khương Nguyên Thần cùng Nguyên Thanh lẫn nhau xưng đạo hữu, kỹ thuần hy tự nhiên xưng hô Nguyên Thanh một tiếng sư thúc. Sư thúc thủ đoạn cao minh. Hôm nay Bạch Cốt Thành đã phá. Một bên Lý Tình cũng vừa cười vừa nói, nhưng Nguyên Thanh sắc mặt có chút không đúng, mày ngài hơi nhíu, Bạch Cốt Thành phía dưới có vật gì. Ngũ sắc kiếm khẽ điểm, tạo hóa chi khí bắt đầu khởi động lập tức hóa thành tiên thiên ngũ hành chi khí sau đó nghịch chuyển tứ tượng chôn vùi cả tòa ma thành bỗng dưng dưới mặt đất phun ra hoàng quan phóng lên trời này là nguyên thanh tạo hóa lô bên trong cung hoàng tà nhãn thi hài cũng không ngừng nhảy lên nguyên thanh biến sắc gặp ngũ thải hà quan theo hoàng quan bay đi đột nhiên lại nhìn thấy lạc thần nhai phía dưới cũng có một đạo hoàng quan cùng bạch cốt thành hoàng quan tụ hợp hai người rơi vào một tòa đáy hồ lập tức cả tòa hồ nước biến mất không thấy Tại đáy hồ có một chỉ viên cầu bộ dáng quái vật xuất hiện. Xúc tu kéo dài, trong hồ tất cả sinh linh cuốn vào xúc tu. Tinh khí dung nhập viên cầu bên trong. Cung hoàng tà nhãn. Nguyên thanh sắc mặt ngưng trọng, lệ khí tại đáy hồ bắt đầu khởi động. Toàn bộ vân châu lệ khí chi nguyên liền là con quái thú kia, bạch chân yêu vương cùng kỹ thuần hy đuổi tới, kỹ thuần hy nhìn chung quanh một chút bỗng nhiên nói, vị trí này. Nếu như không nhìn lầm đích lời, kim linh đạo di chỉ, Bạch Quốc Thành cùng với rơi tinh nhai đều có một điều nước ngầm đạo tại này hồ giao hội. Lệ khí là đi qua thủy mạch đến truyền bá. Nguyên Thanh dùng ngũ sắc kiếm khắc phù lục, vòng lên này chỉ dài khắp xúc tu viên cầu quái thú, tiện thể chặt đứt đáy hồ cùng cái khác địa vực thủy mạch. Xung vi, ngươi mang theo đồng môn đi trước thanh lý Bạch Cốt Thành. Chắc hẳn Bạch Cốt Thành sớm được bọn họ buông tha cho, hẳn là không vật gì đó. Nhưng cũng cần đi kiểm tra thoáng cái, vạn nhất có cái gì dấu vết để lại cũng tốt xác minh hãng hải kế hoạch. Nguyên Thanh trấn áp cung hoàng tà nhãn, đột nhiên tà nhãn nếp uống mặt ngoài mở ra một khỏa ánh mắt, đón lấy viên thứ hai, viên thứ ba, tổng cộng 64 khỏa đỏ hồng ma nhãn xông ra. Hoàng quang tăng vọt, Nguyên Thanh thiết hạ phù pháp lập tức phá toái, tà nhãn trong nháy mắt mà độn biến mất không thấy. Đến cùng ta không thông phù pháp A. À. Nguyên Thanh xem cung hoàng tà nhãn thoát đi, lập tức phi thân đuổi theo đã thấy một đạo hồng quang nhanh hơn nàng, theo tà nhãn thoát đi phương hướng trốn vào lạc thần nhai. Tính Cả hàng giả đạo hữu là người người. Khương Nguyên thần dùng tinh quang che lấp, tay kia nâng lên một mặt bảo luân. Nhẹ nhàng một quang, bảo luân tại đêm tối lĩnh vực chuyển động, tối ngoại một tầng tinh quang chiếu sáng lĩnh vực, sau đó nhật nguyệt quang huy diễn dịch âm dương chém về phía đại hắc thiên căng cơ. Mà bảo luân trọng yếu nhất một điểm thì là nguyên thủy đạo khí cô động, đạo khí mũi nhọn đâm về bổn nguyên đại hắc thiên lĩnh vực ầm ầm phá toái hắc khí lĩnh vực hướng về đồ đằng trụ quấn quanh hiển nhiên đại hắc thiên còn có trọng mới cuộc khởi hy vọng thất tinh phục ma trận duỗi tay một vòng trước mắt bắt đầu thất tinh chuyển động huy hoàng đại trận trấn áp đồ đằng trụ bên cạnh lạc hoàng cùng với mạnh thành chủ vội vàng cứu viện không thể lại để cho hắn tiếp tục càng rỡ xuống mạnh thành chủ vừa muốn xuất thủ đột nhiên nguyên thần tê rần tối tâm bên trong có người tại làm phép chú sát. Này là Dùng bạch cốt xá lợi trấn áp nguyên thần, mạnh thành chủ bị nguyên rủa kiềm chế khó có thể cùng Khương Nguyên thần động thủ. Chỉ có lạc hoàng một người cùng Khương Nguyên thần đánh giá, Khương Nguyên thần cười to, không thể nghi ngờ nhìn thấy thắng lợi ánh trạng đông, đạo hữu, không phải bần đạo nói ngươi, những này thành hư việc nhiều hơn là thành công đồ vật, ngươi cũng dám cùng bọn họ liên thủ. Một đám phế vật thôi, căng cơ tay cầm đều trong tay ta đại hắc thiên bổn nguyên trọng thương minh hà thần bị tam quan linh thủy nhiễm mạnh thành chủ bị nguyền rủa ăn mòn ám ma đạo tu sĩ chặt đứt hai tay hứa du chỉ còn nguyên thần chỉ còn lạc hoàng cùng hàng giả hai người hàng giả đạo hữu mau lui lại đột nhiên hàng giả bên tai có lạc hoàng âm thanh vang lên không cần nghĩ ngợi hàng giả lập tức phi thân rút lui trong mắt hắn lạc hoàng giống như thần nhân sau lưng 24 chư thiên hợp mà về một vô cùng thần lực quét về phía tứ phương, vội vàng thối lui, nhưng sau một khắc thân thể cứng đờ. Bị tử quan thu rơi vào tử kim hồ lô bên trong, Khương Nguyên thần ha ha cười nói, một cái liền huyễn thuật cũng khó khăn dùng phân biệt chân nhân, mắc cỡ chết người. duỗi tay một trảo, hà đồ từ tinh hà xuất ra, trong nháy mắt tinh hà hỏng mất. Đạo hữu, có dám tại này đánh với ta một trận. Khương Nguyên thần rung rung hà đồ, ngũ sắc cầu vòng vương ra, một mặt trấn áp đại hắc thiên, một mặt trấn áp minh hà thần khương nguyên thần đứng ở cầu vòng phía trên đối với lạc hoàng khiêu chiến đương nhiên khương nguyên thần còn có dư lực tế lên phong hỏa bộ đoàn trấn áp mạnh thành chủ dùng tiên thiên phong hỏa đốt cháy hắn bạch cốt ma thân sáu đánh một không lại bảy đánh một đều bị khương nguyên thần hòa nhau thế cục lạc hoàng hận đến thẳng cắn răng ta cũng không tin cho dù ngươi pháp lực lại hùng hậu theo chúng ta bảy người đánh cho như vậy nửa ngày còn có còn thừa nháy mắt mấy cái, tại cầu vòng phía trên khương nguyên thần đột nhiên ngồi liệt, sắc mặt tái nhợt, đúng vậy đúng vậy a, à. trước mắt pháp lực hao tổn được sạch sẽ, chỉ cần bị đánh phá cầu vòng ta nhất định phải chết. đột nhiên giả bộ như một bộ suy yếu bộ dáng, ai tin a? À, nhưng lạc hoàng cẩn thận thôi diễn, khương nguyên thần cùng bọn họ bảy người đấu pháp lúc pháp lực tiêu hao ít nhất là hắn ba lần, hai kiện tiên khí cộng thêm ứng đối nhiều người, pháp lực của ngươi tiêu hao là ta ba lần hôm nay lại chặt đứt cùng thiên địa liên lạc, từ giới ngoại thu lấy tinh lực hiển nhiên không đủ. Coi như là khống chế mộng giới cũng không có khả năng cùng cuộn không kịp cho ngươi cung cấp lực lượng. Suy cho cùng duy trì một cái thế giới vận chuyển thân mình cũng hao tổn nguyên có thể. Lạc. Hoàng trong đầu nhanh chóng thôi diễn, dựa theo hắn phép tính khương nguyên thần trước mắt tự thân pháp lực hẳn là chỉ còn hai thành, mà từ giới ngoại thu lấy lực lượng tốc độ cũng sẽ chậm lại. Cho dù pháp lực chịu đựng được, nguyên thần của ngươi chịu đựng được sao còn có nhục thể của ngươi có thể chống đỡ qua loại này cao tầng thứ đánh giá bao lâu khụ khụ nghe vậy khương nguyên thần lập tức nhổ ra một nguồn máu tươi không được không được lập tức muốn chết ai nha lại bị người công kích thoáng cái nhất định phải chết nếu có nhân tế khởi điểm thiên tiên khí bảo tháp công kích ta thiên linh cái đích lời hẳn phải chết không thể nghi ngờ a à? nói lại ho một nguồn máu tươi giả dạ tuyệt đối là giả. Xem Khương Nguyên Thần biểu diễn, Lạc Hoàng cùng hàng giả không hẹn mà cùng nghĩ đến Khương Nguyên Thần tại diễn trò. Khẳng định có âm mưu, nhưng là nghĩ lại, nếu Khương Nguyên Thần là tại phô trương thanh thế. Có lẽ pháp lực của hắn nít xác không đủ rồi. Dựa theo của ta thôi diễn, hắn hẳn là không có nhiều khí lực. Lạc Hoàng do dự bất định, khuyến khích hàng giả, đạo hữu không ngại dùng thất sát địa ma thoa thử xem. Không nên. Hàng giả quyết đoán cự tuyệt, đạo nhân này thích nhất diễn trò thà rằng bảo thủ chờ đợi hắn pháp lực cuối cùng tiêu hao cũng không thể mạo hiểm rơi vào hắn trong cuộc các ngươi thế giới này người làm sao như vậy chán ghét lạc hoàng trong lòng trong lòng đã có cách từ bày cục thế bắt đầu liền đem khương nguyên thần sợ hãi như rắn rết cái này sợ như vậy sợ còn cần chuyên môn đi linh châu kiềm chế sư môn của hắn còn muốn chặt đứt tay của hắn trợ có phiền toái như vậy sao dựa theo lạc hoàng cách nghĩ vừa bắt đầu đi lên hơn 10 vị ma đạo chân nhân, liên thủ dùng đại chiêu đem Khương Nguyên thần tính cả toàn bộ lạc thần nhai cùng nhau đánh bạo là tốt rồi. Cỡ nào bất việc? Cùng lắm thì hủy diệt Vân Châu, thúc giục tiên khí công kích, có cái gì đáng sợ, bất quá lạc hoàng không phải giới này bên trong người. Nhưng này chút ma tu tại không có cự đại ích lợi khu sử dưới tình huống căn bản sẽ không ngốc đến hủy diệt cửu châu đại lục, càng sẽ không lẫn nhau đồng tâm hiệp lực liên thủ. Nhưng, những người khác có thể chịu không nổi ám ma đạo tu sĩ lăng không hiện thân mạnh thành chủ bị phong hỏa bộ đoàn tiên thiên phong hỏa luyện hóa mệnh không lâu vậy minh hà thần cùng đại hắc thiên bị chém đứt trăng cơ lực lượng không ngừng xói mòn kế tiếp nếu không tranh thủ thời gian động thủ các ngươi cảm thấy đại hắc đàm cùng minh hà thần lực lượng có thể hay không bị hà đồ hấp thu sẽ lạc hoàng ánh mắt khẽ động nếu mượn nhờ đại hắc thiên cùng minh hà thần lực lượng tiếp tục khu sử hà đồ chỉ sợ hắn có thể chống được viện binh đã đến. Chư vị, bất chấp gì khác, giờ phút này đều dùng sát chiêu A. Tiên thiên u tàn tháp cầm trong tay, một tầng tầng cửa tháp mở rộng, pháp lực từ tầng thứ nhất bắt đầu không ngừng hướng lên hiện lên, tầng tầng chất chồng, u quan ngưng thực. Cùng thái hư đạo tông thông minh tiên thuật hoàng kim tháp thủ đoạn đồng nguyên. Khương nguyên thần giờ phút này chỉ còn ba thành pháp lực, một bên dùng hà đồ rút ra đại hắc thiên cùng minh hà thần lực lượng bên kia chuyên tâm từ mộng giới chậm rãi thu lấy bổn nguyên đáng hận vòng trời bị đóng cửa bằng không ta mượn bắt đổ tinh vực cũng sẽ không như vậy chật vật tóc dài xóa vai khương nguyên thần không ngừng nuốt đang dược khôi phục nguyên khí hàng giả cùng ám ma đạo tu sĩ nhìn thấy lạc hoàng thi triển tiên khí chân chính uy năng lập tức biến sắc này công kích nếu như rơi vào hà đồ phía trên hai người đụng nhau hai người bọn họ có thể khó bảo toàn không bị liên quan đến liên thủ a bằng không trong chốc lát sinh tử khó liệu ám ma đạo tu sĩ thấp giọng nói một câu miệng phun một khỏa ô quan ma châu này là năm xưa ám ma đạo tế luyện một kiện thần vật trong truyền thuyết tây cực biển chết thai ngén chi ma bảo hàng giả cũng đem thất sát địa ma thoa hợp tại một chỗ dài ba xếp ngắn kim thoi nóng lòng muốn động đại sát khí không ngừng từ địa tâm chỗ sâu trong hiện lên đi ba người đồng thời xuất thủ ô quan sát khí hợp tại một chỗ bạo liệt ma quan xuyên thấu không gian đâm vào cầu vòng. Cho ta trấn. duỗi tay khẽ vỗ dưới chân cầu vòng, ngũ thải hoa sen cuồn cuộn không dứt bay lên, giáp một đợi thập phương thiên can nguyên khí không ngừng hội tụ, tiên thiên ngũ hành chi khí dung nhập cầu vòng, cưỡng chế kháng cự ô quan công kích. Dày đặc hoa sen tầng không ngừng triệt tiêu, nhưng hùng hậu ma quan không ngừng hiện lên, hoa sen tầng tầng chôn vùi, cầu vòng từng khúc đứt gãy, khương nguyên thần chỗ chỗ không ngừng lay động, quá mạnh mẽ. U tàn tháp một kích này không kém cõi tiên khí chi uy, mà hàng giả cùng ám ma đạo tu sĩ liên thủ khả năng cộng lại cũng không thể kinh thường. Cho ta biến. Khương Nguyên thần cắn răng đem toàn bộ pháp lực để lên, hai gian sơn, ba chữ quyết, mỗi ngày viêm, mịt mù nguyệt, rất. Cổ quái khẩu quyết, hàng giả cùng ám ma đạo tu sĩ đều không có nghe hiểu, nhưng Lạc Hoàng đột nhiên sững sờ, giận dữ nói, này là con ta lúc trước tu hành tam ngôn luật chú, này là con của hắn lúc trước một cái kỳ ngộ, là một vị vẫn là tiên nhân truyền thụ cho chú Pháp, chính là thái âm sạch ma chi thuật, Khương Nguyên Thần có một cái thói quen tốt, kích sát một vị địch nhân sau đều đem địch nhân kinh nghiệm cô động mộng thư, mượn này quan sát nó cả đời kinh nghiệm dùng cái này làm tham khảo. Bởi vậy Khương Nguyên Thần rất bác học, tại dưới áp lực trong nháy mắt nghĩ đến phá giải thủ đoạn, cầu vòng sụp đổ, nhưng hà đồ trong nháy mắt phỏng hóa hai tòa thần sơn trấn trụ minh hà thần cùng với đại hắc thiên giữa hai ngọn núi có âm dương từ lực triệt tiêu bộ phận ô quan thái cực đồ tại khương nguyên thần sau lưng chuyển động nguyên thủy đạo một âm dương hai phần phun ra tiên thiên nguyên thủy đạo khí phân giải tiên thiên âm dương huyền khí triệt tiêu ô quan đồng thời hắn tam ngôn luật chú tiến vào giai đoạn thứ hai thanh sơn phía trên rơi minh nguyệt hai đợt quá âm thuộc tính minh nguyệt xuất hiện ở đỉnh núi hai điều ngân tuyến đâm vào dưới núi hai cái ma đầu tinh lọc tà lệ đại hắc thiên cùng minh hà thần không kịp hô quát liền bị minh nguyệt luyện hóa sạch sẽ thuần túy linh lực dũng mãnh vào hà đồ đi song sơn hợp nhất biến ảo côn luân phong đỉnh núi một vòng minh nguyệt cùng ô quan sát khí giằng co hai người tại tiếp xúc thời điểm liền song song tán đi hừ lạc hoàng sắc mặt không ngờ này tam ngôn luật chú là tiên nhân lưu lại tiên chú dễ dàng đem trọng thương đại hắc thiên hai người luyện hóa thiên rơi xuống khương nguyên thần trong lòng không hề vui sướng tình hôm nay pháp lực còn thừa không có mấy tuy mộng giới vẫn đang không ngừng chuyển vận lực lượng nhưng rõ ràng không đủ dùng đối diện ba người nhìn chằm chằm khương nguyên thần ra vẻ thoải mái ai nha lần này pháp lực thật sự không có chỉ cần lại thụ một kích hẳn phải chết không thể nghi ngờ a à. nói âm thầm từ phong hỏa bộ đoàn bên trong thu lấy mạnh thành chủ lực lượng ba người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau cũng không chịu sớm động thủ đột nhiên không trung một đạo hoàng quan rơi xuống lạc hoàng cười to nói thành đạo hữu này cung hoàng tà nhãn lực lượng ngươi tựu chầm chậm nhấm nháp a không biết ma hóa một vị đạo môn chân nhân đến cùng là bộ dáng gì cung hoàng tà nhãn hương nguyên thần trong lòng phát lạnh hắn như thế nào lại không biết di thiên ma quân sáng tạo hư không mười ba tà nhãn mười ba tà trong mắt cung hoàng tà nhãn cùng ngũ âm ma nhãn đồng dạng am hiểu ma hóa sinh linh nhất là hắn ma hóa sinh linh lệ khí môn tế tâm thần, tính tình hoàn toàn vạn vẹo, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung có một chỉ có đủ 64 chỉ ma nhãn cự đại xuất tu viên tàu Hoàng Toàn thể tà nhãn hẳn là 72 nhãn, biểu tượng 72 địa sát. Hôm nay xem ra hắn còn không phải hoàn toàn thể. Hẳn là Nguyên Thanh trong tay giữ lại một bộ phận. Tính toán phá giải phương pháp, đột nhiên Khương Nguyên thần sững sờ, bên tai truyền đến một hồi chung thanh, đinh linh, trên không, lờ mờ có thể thấy được một cái hồng sắc thân ảnh phi tốc rơi xuống, một cước đạp bay tà nhãn, tà nhãn vốn muốn công kích Khương Nguyên Thần, nhưng bị xung kích lực thay đổi phương hướng, đụng vào sơn trong cơ thể tầm, núi đá sụp đổ, bụi mù bay lên. Khụ khụ, khụ khụ, bụi trong sương mù lộ ra tà nhãn cùng với ngồi sổng tà nhãn đỉnh đầu một bóng người, bằng kỹ. Một con mắt đồng bị dẫm toái, tà nhãn không ngừng đau nhức trống, phi long xuất hiện ở cung hoàng tà nhãn đỉnh đầu, rất lâu không thấy phải giúp bề bộn sao ngồi xổm tà nhãn đỉnh đầu một tay giáng tại tà nhãn mặt ngoài cưỡng chế ấn chặt tà nhãn khó có thể từ khảm nạm sơn thể thoát đi nhìn thấy phi long khương nguyên thần sửng sốt một hồi làm sao ngươi từ linh châu đi ra hơn nữa khí thế trên người rõ ràng không kém cõi khương nguyên thần đây rõ ràng là nguyên thần cảnh giới a đứng người lên trên đường đụng phải hai cái ngu ngốc đánh nhau sau đó đưa bọn họ lưỡng một hơi nuốt duỗi tay khẽ hất bên người bích thủy linh quan hóa thành nước nhận cắt đứt xuống tà nhãn vây tới xúc tu thả người nhảy dựng trên không trung một trảo cửu long thiển trong tay hội tụ linh quan nếu hiện cửu long quan ảnh dùng sức co lại vụng trộm tìm hành tới ám ma đạo tu sĩ bị hắn một kích trọng thương nhưng giờ phút này tà nhãn bắt lấy cơ hội từ sơn thể lăn xuống tại đáy vực thu lấy sát khí khôi phục của mình xúc tu cùng con mắt bằng Phi Long hai tay hợp lại, mặt đất phúng dũng cột nước. Tổng cộng 9 điều, dựa theo cửu cung vị cách đem tà nhãn vây quanh, cột nước hóa thành Long xà thân, lẫn nhau dây dưa vây khốn tà nhãn. Lôi Nhẹ nhàng khẽ đánh búng tay, không trung kim sắc lôi điện thẳng tắp đánh sâu vào mà đến, mượn nhờ thủy long tại tà nhãn mặt ngoài không ngừng lưu động, một hồi chói mắt kim quang sau, tà nhãn thương thế nghiêm trọng, không ngừng mượn nhờ lệ khí sống lại. Ô! Chói tai tiếng kêu vang lên, tân sinh xúc tu chụp vào phi long một bên hàng giả cũng tranh thủ thời gian khu sử thất sát địa ma thoa công kích tân chạy đến thanh niên thiên luật phong quyển khương nguyên thần chỉ một ngón tay đầu ngón tay tuôn hướng cùng phong cuốn tứ phương hàng giả từ phi long bên người bị bức lui rất tốt phi long thổi cái huyết sáo phía sau lưng giao cho ngươi còn về này vài người giao cho ta a à. nguyên thần tam trọng không đúng nguyên thần tứ trọng lạc hoàng ngưng trọng lên trước mắt thanh niên này rất quá dị a à, trên người khí tức không ngừng biến hóa kẻ này rốt cuộc là ai muốn tiến lên thử bỗng nhiên lại có một vị cao nhân đến triệu thanh toàn hai mắt vô thần tự thân phản phất bị người khống chế một loại rơi vào đáy vực trường minh cẩn thận phục minh tiền bối suy tính ngươi đương thụ mười vị chân nhân liên thủ hôm nay này là để mấy cái rồi tính cả ma đầu kia hẳn là thứ chín vị khương nguyên thần đột nhiên cười tay phải khoanh tròn, một mặt ảo cảnh chuyển động. Môn hộ mở rộng ra, khủng long thần từ mộng giới hàng lâm cửu châu. Khủng long, cô gái này bị cụ la phụ thân, ngươi cẩn thận một chút. Cụ la. Khủng long kinh ngạc, vị kia thiên ma không nhanh như vậy liền khôi phục. Thiên. Ma vô hình vô tướng, này cụ la thiên ma có lắm thủ đoạn. Khương Nguyên thần ngồi ở đáy vực một khối núi đá chỗ khôi phục pháp lực, mượn nhờ trước kia rải ma chú lực hồi phục lượng, còn có sau lưng của hắn vị kia điện hạ hỗ trợ ngươi cẩn thận một chút bệ hạ yên tâm ta mộng giới nhất mạch thủ đoạn không kém cõi hắn này mộng ma khủng long hóa thành mười trượng ma long thân hướng về phía triệu thanh toàn hoặc là nói cụ la thiên ma đánh tới cụ la đến chẳng lẽ thứ mười người là trần hân hoặc là ma thiên bất quá bọn hắn hẳn là không sẽ xuất hiện ở nơi này khương nguyên thần trong lòng tính toán trên sân thế cục dần dần khuynh hướng bọn họ bên này nói Đến, Phi Long một người rõ ràng chống đỡ Lạc Hoàng, ám ma chân nhân cùng với hàng giả cùng tà nhãn, thủ đoạn của hắn rất không tồi a, à, chẳng lẽ lực hồi phục đo. Chẳng lẽ cửu hoàng quy nhất rồi. Phi Long ngày đó từ Linh Châu đi ra, đi đến Vân Châu không lâu liền nhìn thấy phía trước có hai người đánh nhau. Hai người đều là trọng thương bộ dáng, xa xa giằng co, bằng vào bản năng dẫn dắt, Phi Long trong nháy mắt đoán ra hai người thân phận, cửu hoàng. Trong đó một hắc bào nhân sắc mặt lạnh lùng, lão nhị, ngươi dẫn hắn đi ra, chân nghĩ đến đám các ngươi có thể gây dựng lại cửu hoàng chân thân. Dứt lời, hóa thành phi trùng thoát đi. Hắn cũng là bị vô túc hố ra tới, tại viêm châu thời điểm đột nhiên bị huyền thần tìm được tung tích của hắn. Rơi vào đường cùng dời đi đến cửu Long Sơn, bị vô túc phục kích hai người đánh nhau. Trốn. Hướng trốn chỗ nào? Vô túc âm thầm bóp nát trong tay thủy tinh châu, cửu hoàng chân khí tứ tán, Kim sắc chân long chi khí đem ba người bao vây. Chẳng những phi trùng nghĩ cách thoát đi, liền là phi long cũng khu động hơi nước chạy trốn. Từ. Trước đến nay chỗ đến, cũng đương quy tại đến chỗ, hai vị cùng đi a. À. Đáng chết. Cửu hoàng quy nguyên chú. Phi trùng bên trong truyền đến vô danh tiếng mắng, vô số phi trùng tự hành tử vong, điểm điểm linh quang bay vào vô túc trên người, này là cửu hoàng yêu vương chia lìa trước cuối cùng sát chiêu, liền là dùng để cửu thân hợp nhất mặc dù là vô danh cũng khó có thể kháng cự trong cơ thể bản năng hấp dẫn nhưng phi long một chút việc đều không có đột nhiên phi thân tiến lên một chưởng vỗ vào vô túc sau lưng bắc minh quy tàng thương nguyên thần bắc minh đạo kinh có thể được xưng tụng thủy thuộc tính vô thượng công pháp phi long mưa dầm thấm đất tự nhiên thông hiểu hấp thu vô túc pháp lực mà vô túc trên mặt một vòng quỷ dị mỉm cười chủ động đem tự thân pháp lực đưa cho phi long cửu hoàng quy nhất có thể không thèm để ý rốt cuộc là ai hoàn thành tụ hợp rút lui phi long thay đổi sắc mặt nhưng vô túc đã đem tự thân cùng với vô danh lực lượng hoàn toàn đánh vào phi long trong cơ thể đồng thời khương nguyên thần dự lưu bắt đầu chân phù bộc phát nhất cử đè xuống vô túc lực lượng bảo vệ phi long tinh hồn dễ dàng nguyên thần trạm kiểm soát đột phá sau đó pháp lực liên tiếp kéo lên trong đầu truyền thừa trong nháy mắt rõ ràng tất cả pháp thuật lập tức thông hiểu nhưng ta ý thức vẫn tại vỗ vỗ tráng Phi Long cẩn thận kiểm tra, ngoại trừ được cường đại pháp lực tu vi ngoại một điểm cái khác dị trạng đều không có. Xem ra, là Trường Minh Lưu lại hậu thủ phát động rồi. Phi Long không nghĩ ngợi thêm, vội vàng phóng tới Lạc Thần Nhai, trước mắt cung hoàng tà nhãn bay vào Lạc Thần Nhai, hắn theo sát lấy muốn xuống. "Đợi một chút." Bên ngoài Nguyên Thanh truyền âm đưa hắn ngăn lại, "Sao ngươi lại tới đây?" Hơn nữa tu vi rất mạnh, có loại làm cho người quái dị khí tức. Nguyên Thanh, tới vừa vặn, ngươi nhanh hồi Linh Châu cứu người. Bên này giao cho ta. Phi Long hấp tấp nói, Linh Châu bên kia quần ma vây công, cần ngươi tạo hóa chi khí đi hỗ trợ. Nguyên Thanh nhìn về phương Bắc, hôm nay hai phe chiến đấu tiến vào giai đoạn mới, mây đen đánh vào tử cung, tử cung tại lay động sau chậm rãi tán đi. Thần đạo hệ thống làm thành lũy bình chướng. Đồng thời cũng là ngọc giao thiên lực lượng nguồn suối mượn nhờ thiên tráo cùng tấm che rút ra nguyên lực quán chú tại tam thiên thánh linh đồ bên trong có thể mượn nhờ tạo hóa chi khí không ngừng sống lại rất nhiều thiên tướng lực lượng gánh nặng do toàn bộ thần đạo hệ thống gánh chịu thậm chí tỉnh nguyên chân nhân hộ pháp thần lạc gia cũng thuận thuận lợi lợi một lần nữa tố thể đứng ở ngọc giao thiên bên cạnh thân nếu dựa theo cử động như vậy ma đạo đại quân không đủ gây sợ lạc gia nói bất quá bọn hắn khẳng định không chỉ thủ đoạn như thế hơn nữa vãng sinh điện đích nhân không gặp vài cái. Nếu như những người kia xuất thủ đích lời, trước mắt thiên quân đánh sâu vào, tuy xoắn sát phần đông ma đạo, nhưng chỉ là tán tu cùng huyền tẩn giáo bên trong người. Thông thiên ma tông tin anh đệ tử căn bản không có bị hao tổn. Bọn họ đang chuẩn bị huyết tế. Ngọc Giao Thiên thầm nghĩ không tốt. Thấy hư không vô số huyết vân cùng với tu sĩ hài cốt, những này ma đạo tu sĩ sau khi chết ma khí bất diệt. Ở trên hư không quấn quanh, ẩn ẩn còn có tổ hợp xu thế. Không sai biệt lắm. Xa xa, một đóa ô vân phiêu phiêu mà đến. Một đám thân mặc áo bào trắng vô thường sứ giả niệm tụng thần chú, tán dương cực lạc thánh cảnh chúa tể. Vô sinh đại minh tôn. Một đám người dơ lên ma trượng, không trung một tòa quốc gia chậm rãi thành hình. Vu đạo chi thuật. Ngọc giao thiên biến sắc, chư thần nghe lệnh, kích sát vãng sinh điện vô thường. Thiên quân trận thế vừa chuyển, phóng tới đám kia vô thường sứ giả mà ma đạo giờ phút này cũng có người gọi quát lên chư vị vô sinh tiền bối ma quốc sắp hàng lâm chư vị nhanh chút ngăn lại đạo binh sau đó ma quốc thành lập chúng ta có thể đem trọn cái linh châu hóa thành chúng ta lạc viên luyện đạo thành ma đem trọn cái linh châu hóa thành ma thổ vô số tu sĩ hô quát lên mặt mang vẻ cuồng nhiệt trong lúc vô hình cũng có một cổ lực lượng rơi vào vãng sinh ma quốc bên trong còn đây là thần đạo niệm lực phương pháp, vô sinh lão tổ tinh thông tiên ma thầy cúng các loại pháp môn, tự thân thông hiểu đạo lý có thể nói nhất đại đại tông sư. Vãng sinh điện tuy dùng ma đạo tự cho mình là, nhưng trong đó cũng có thần đạo hoặc là nói vô đạo con đường, những này vô thường sứ giả tế tự vô sinh đại minh tôn, mượn nhờ liền là vô đạo bí pháp, hôm nay một đám người cưỡng chế mượn nhờ niệm lực triệu hoán vãng sinh ma quốc, ngọc giao thiên không khỏi biến sắc, hư không. Vô sinh lão tổ cùng linh hư chân nhân đấu pháp, hai người đều dùng âm dương vì dùng, đánh cho khó phân thắng bại, linh hư tiểu quỷ, này niệm lực dụng pháp có thể không đơn thuần là các ngươi thái hư đạo tông sẽ dùng. Mười vạn thiên quân Nhìn xem bổn tọa này vô sinh đại minh tôn thủ đoạn như thế nào. Vô Thường sứ giả môn triệu hoáng vãng sinh ma quốc cùng vô sinh lão tổ tự thân thái cực đồ bên trong ma quốc có thể nói âm dương đối lập. Thái cực đồ bên trong ma quốc vì dương thực chi tương, mà phía dưới vãng sinh ma quốc thì là âm hư chi tương thiên địa âm dương, hư thật chuyển hóa. Vô sinh lão tổ theo tay khẽ chỉ, phía dưới ma quốc thôn vệ ma đạo tu sĩ sau khi chết tinh khí chậm rãi khuếch trương. Từ hư vô quốc gia hướng về thực thể chuyển biến. Không ngừng lan tràn, bao quát toàn bộ chiến trường. Chạy mau. Những này đại phái bên trong người muốn cầm chúng ta làm tế phẩm. Vài cái cân não nhanh đến ma đạo tu sĩ lập tức kêu lên, một bên cổ động những người khác thoát đi, một bên dòm đúng thời cơ lặng lẽ rời đi chiến trường. Ngăn bọn họ lại. Thông thiên ma tông hồng chân nhân đối với bên người chỗ không người nói một câu, đột nhiên không trung vô số huyết hoa tung tóe, Phản sinh điện tu la sát thủ môn ào ào hiện thân, đem thoát đi ma đạo tán tu từng cái giết diệt. Chư Vị, ma quốc kiến thành, liền là ta ma đạo cõi yên vui, chỉ cần chư vị nho nhỏ kính dân thoáng cái, ngày sau ma đạo hậu nhân sẽ cảm kích chư vị. Nhất phái nói bậy, chúng ta ma đạo nơi nào quản hắn khỉ gió người chết sống, hậu nhân cảm kích có rắm dùng. Một đám tán tu hùng hùng hổ hổ, muốn từ tu la trong tay thoát đi. Nhưng giờ phút này vài đại ma môn đột nhiên trở mặt hạ sát thủ, sau khi chết tinh khí rơi vào vãng sinh ma quốc, ma quốc rốt cục ngưng tụ thành thực thể. Từ ngoại giới nhìn lại, ma trong nước bên trong một mảnh cực lạc thánh cảnh, còn có siêu thoát, tự tại đạo ý hấp dẫn tu sĩ tiến vào trong đó vĩnh viễn trầm luân, thông thiên ma tông sớm có đoán trước. Các đệ tử hợp tại một chỗ. Cẩn thận đề phòng. Nhưng những người khác, kể cả Bạch Quốc Thành cùng huyền tẩn giáo đích nhân cũng dần dần bị vãng sinh ma quốc hấp dẫn. Này cùng nói tốt không giống. Một vị Mỹ phụ nhân thét to, bên người nàng không ngừng có huyền tẩn giáo đệ tử phiêu nhiên nhảy múa bay vào vãng sinh ma quốc hóa thành trong đó, tiên linh. Bọn nha đầu, mau trở lại. Mỹ phụ nhân không ngừng làm phép cứu viện, nhưng bên người đê giai nữ tu đã bay vào ma quốc thích phu nhân. Ma quốc thành lập cần một đám tiên linh tán dương vô sinh minh tôn. Những người này cũng là các ngươi huyền tẩn giáo bỏ ra à. Thông thiên ma tông ba vị chân nhân nhất tề động thủ, không đơn thuần là huyền tẩn giáo, bạch quốc thành cũng là như thế, các tu sĩ đầu nhập ma quốc, bạch quốc hóa thành ma quốc chất dinh dưỡng biến mất không thấy, thông thiên ma tông liên thủ với vãng sinh điện phản sát, toàn bộ ma đạo đại quân trong nháy mắt thanh lý sạch sẽ ngoại trừ vãng sinh điện cùng thôn thiên ma tông ngoại những người khác hết thảy chết hết, không trung ba phần, hơi nghiêng là tử cung thần đình, băng thiến, ngọc giao thiên đợi xuất lĩnh chư thần phòng ngự. Khác một bên thì là ba vị thôn thiên ma tông chân nhân dẫn đầu các đệ tử của mình, mà kẻ thứ ba thì là một tòa hùng vĩ ma quốc, vô thường cùng tu la đều trong đó tế tự một tôn ma thần. Ma trong nước ương thông vệ vô tận huyết khí sau một tôn thần tượng chân chính hiển lộ. Chúng ta chi chủ, vô sinh đại minh tôn điện hạ rốt cục hiện thân. Hàng Yến đứng ở vãng sinh ma quốc, nàng làm cho này lần chủ tế, cầm trong tay vô minh thạch tự mình đem vô sinh đại minh tôn miêu tả, vô sinh đại minh tôn cùng vô sinh lão tổ quan hệ, liền cùng bắt đấu cửu hoàng cùng khương nguyên thần một loại. Đều là bọn hắn lập xuống thần đạo thân, mượn này tiếp cấp từng tí một lực lượng hội tụ số mệnh, bắt đấu cửu hoàng dựa vào ngôi sao, vô sinh đại minh tôn thì là hoàn toàn dùng niệm lực miêu tả vô sinh lão tổ đến nay miêu tả qua hai cái vô sinh đại minh tôn đệ nhất cái là hắn đột phá thần du cảnh giới thời điểm thu lấy hóa thân lực lượng hoàn thành hai người dung hợp sau đó một lần nữa miêu tả thứ hai vô sinh đại minh tôn tại trước đó không lâu đột phá đệ ngũ trọng cảnh giới thời điểm lại lần nữa dung hợp mà hôm nay này thứ ba đại minh tôn là hắn vì đột phá bán tiên mà chuẩn bị nói cách khác cái gọi là vô sinh đại minh tôn liền là vô sinh lão tổ chuẩn bị quả thực đang dược dùng đến đề thăng chính mình cảnh giới sử dụng, nhưng cùng cái khác thần linh đồng dạng, loại này niệm lực tạo ra thần linh, nó lúc đầu thuần túy nhất một đám suy nghĩ rất trọng yếu. Vô sinh lão tổ lựa chọn hàng yến vị này cùng tín đồ, đem nàng bản ngã suy nghĩ làm vô sinh đại minh tôn hạch tâm. Mượn nhờ ma đạo tu sĩ tử vong sau tinh khí một lần nữa miêu tả vị này ma thần, ngũ trọc thấp không, kim quan sáng chói vô sinh đại minh tôn thủ hộ tại ma trong nước, bên người chói lọi phổ độ. vẻ mặt từ bi chi tượng. Hàn Yến nhìn thấy vị này minh tôn, rơi lệ đầy mặt. Ta chủ A. À. Chúng ta tội nhân đang cần Ngài Thánh Quang tới cứu chuột. Vô sinh lão tổ không hổ là hiện nay ma đạo đệ nhất nhân. Hồng chân nhân đối với bên người thôn thiên ma tông các đệ tử nói ra, ngày sau cùng bọn họ liên hệ, có thể cần nhiều vài tưởng tượng. Đúng vậy. Lúc trước nếu không phải tử dương ngang trời xuất thế lực áp quần hùng, không thể nói trước vô sinh đạo hữu hôm nay cũng đã thành tựu bán tiên nghiệp vị. Một vị khác chân nhân phụ họa, vị này chân nhân cũng là tử dương đồng bối trung nhân, về sau bị thôn thiên ma tổ phong ấn làm quân lương. Hôm nay thôn thiên ma tổ cùng thiên môn lão tổ có giao dịch, đơn giản buông tha chính mình vài cái nguyên liệu nấu ăn, làm cho bọn họ đi ra ứng kiếp. Hơn nữa hứa hẹn, ngày sau nếu bọn họ hủy diệt thái hư đạo tông, như vậy liền có thể trùng hoạch tự do. Cẩn, thận một chút, bất quá vì cho tổ sư càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, ngoại trừ Linh Châu ngoại vô sinh lão tổ cũng là một cái phù hợp nhân tuyển A. Đệ ba vị chân nhân ý hữu sở chỉ, ba người đồng thời nở nụ cười, tử đạo hữu bất tử bần đạo, vì bọn hắn có thể trùng hoạch tự do, vẫn là dùng càng nhiều là quân lương nguyên khí đến cung phụng cho vị kia lão ma đầu A. Quy dựa vào. Vô sinh đại minh tôn rống to một tiếng, toàn bộ tử cung phòng ngự hệ thống bị không ngừng đánh sâu vào. Bên trong chư thần ào ào phát giác một cổ nước lũ theo tiếng trống giận dữ đánh sâu vào của bọn hắn hạch tâm, dốc hết sức dáng thập biết, vô sinh đại minh tôn lựa chọn thủ đoạn rất đơn giản. Dùng vãng sinh điện hội tụ ngũ trọc chi khí hội tụ đối với vô sinh đại minh tôn thuần túy niệm lực đánh vào thần đạo hệ thống bên trong ô nhiễm trong đó chư thần. Thậm chí cả tòa vãng sinh ma quốc hung hăng đối với tử trong nội cung oanh khứ. Hai cái thần đạo hệ thống lẫn nhau giao hòa, không ngừng kiềm chế. Dùng thần đối với thần, đây là lão tổ ngươi nghiên cứu nhằm vào ta thái hư đạo Tông Sơn Hà chư thần thủ đoạn. Không sai. Vô sinh lão tổ nghiên cứu thái hư đạo Tông ngàn năm, đối với bọn họ các loại hệ thống rất minh bạch, này là nhằm vào lúc đầu Sơn Hà chư thần, mặc dù là các ngươi thành lập đồ bỏ tử vi hệ thống, không có hạch tâm chủ thần tinh quân tại, cũng khó có thể phát huy tác dụng lớn nhất cùng bổn tỏa đối kháng. Ngủ. Trọc chi ký, tổn hại thần bại thân, chư thần chói lọi theo đó ảm đạm chư thần lui ra. Ngọc Giao Thiên một bên thi triển gia trì chú trợ giúp chư thần trừ khử trong cơ thể ngũ trọc chi khí. Bên kia thét ra lệnh chư thần tránh lui, mở ra đạo thứ hai phòng ngự. Nương nương. Lý Thiên Hào kinh biến, thần niệm vội vàng truyền tới, nếu mở ra đạo thứ hai phòng ngự hệ thống, như vậy liền cần phóng ma đạo tiến vào Linh Châu. Không có biện pháp, chỉ dựa vào thần đạo căn bản không dùng được thậm chí những này không hoàn toàn thần linh còn có bị xâm nhuộm ma hóa khả năng ngọc giao thiên quyết định thật nhanh để cho lan chỉ bà bà xuất lĩnh thái hư đạo tông đệ tử tiến về lực kháng ma đạo tu sĩ cầm đầu ba vị thôn thiên ma tông chân nhân băng thiến lạc gia xích hà chân nhân các ngươi theo ta cùng nhau ngăn trở tứ đối với tam ngọc giao đánh giá tại chính mình chú pháp gia trì phía dưới hẳn là đủ để chống được tỉnh nguyên chân nhân chém giết hai vị nữ tu mới đúng lý thiên hào thấy ngọc giao bốn người đón đánh ba vị ma đạo chân nhân đành phải triệt hạ vừa bắt đầu thần đạo hệ thống đi vào lúc đầu sơn hà đại trận thủ hộ phàm loại sinh linh sẽ không bị chiến đấu ảnh hướng đến mà thái hư đạo tông tu sĩ tại lan chỉ xuất lĩnh phía dưới còn có các đại linh môn tu sĩ cùng nhau ra sức xung phong liều chết cùng thông thiên ma tông cùng với vãng sinh điện Bích nhân can thiệp cùng một chỗ nguyên thanh cùng phi long gặp lúc vừa vặn liền là Linh Châu bắt đầu đợt thứ hai sát phạt thời điểm. Không đơn thuần là thần đạo, này lúc sau đã là tiên đạo tu sĩ tại ra tay giết địch. Chủ yếu chiến trường tổng cộng bốn cái, vòng trời nhìn không thấy hư thật tạm thời không nói chuyện. Linh Châu quan trọng nhất, giật Châu bên kia xem như cánh, mà Trường Minh bên này nói trọng cũng trọng nói nhẹ cũng nhẹ. Ta tới hỗ trợ đủ, ngươi hồi đi cứu người quan trọng hơn. Phi Long đốc xúc đạo, Nguyên Thanh gật đầu, Xuất lĩnh Vân Châu Thái hư đạo tông đệ tử đi vòng vèo Linh Châu, Phi Long trực tiếp nhảy xuống lạc thần nhai, một cước đạp bay phía trước xuống tà nhãn, cùng Khương Nguyên thần chào hỏi, rất lâu không thấy, phải giúp bề bộn sao? Phi Long ngăn lại tà nhãn bọn người, Khương Nguyên thần một bên hồi khí, một bên điều khiển thủ pháp dẫn dắt hàng giả trong cơ thể giấu tay, lúc nãy Khương Nguyên thần giả bộ như khí lực không tốt phóng hàng giả thoát đi tử kim hồ lô, cũng có giấu tay đánh vào hàng giả trong cơ thể tính lên đến ta và các ngươi hàng gia còn có chút thù hận. Khương Nguyên thần tự nói, đầu ngón tay có ngân sắc sợi tơ quay quanh, nhẹ nhàng khẽ động, hàng giả đột nhiên xuất thủ công kích triệu thanh toàn, hoặc là nói cụ la thiên ma, cụ la thiên ma bị ma thiên sống lại sau đầu nhập cửu châu, đúng lúc lạc hoàng truyền thụ triệu thanh toàn cụ la đại chú, cho hắn đoạt xá khả năng. Nhưng khủng long đồng dạng cũng là mộng đạo căn cơ, tăng thêm cướp lấy cụ la thiên ma đã từng bổn nguyên, hai người lẫn nhau khắc chế đột nhiên bị hàng giả công kích lập tức rơi vào hạ phong bị khủng long cầm mộng đao liền chém mấy cái từ triệu thanh toàn trong cơ thể thoát đi ngươi làm cái gì cụ la vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy hàng giả hai mắt vô thần trong lòng thầm mắng chết tiệt thái hư ảo cảnh khương nguyên thần khống chế hàng giả thủ đoạn cũng không phải là đơn thuần khôi lỗi phương pháp khôi lỗi tuyến chỉ là phụ trợ càng quan trọng là một mặt thái hư ảo cảnh vây khốn nguyên thần trong mắt người ngoài công kích cụ la sát chiêu nhưng đối với hàng giả chính mình mà nói thì là trợ giúp cụ la công kích khủng long loại này biến ảo thủ đoạn không kém cỏi chúng ta thiên ma thật không biết chúng ta ai mới là ma đạo cụ la thả người thối lui khương nguyên thần lại ra tay nữa từ tử kim hồ lô bên trong xuất ra một mặt hắc phiên khương nguyên thần đỉnh đầu có hai mặt kỳ phiên nhất viết vạn yêu nhất viết minh vương là tử vi tinh quân thống ngự yêu quỷ chi bảo hôm nay triển khai kỳ phiên đúng là đô thiên minh vương kỳ hắc phong thảm thảm một tôn minh vương hóa thân từ kỳ phiên nhảy xuống này minh vương bị ta tế luyện mấy trăm năm có nguyên thần uy năng đạo hữu còn thỉnh đánh giá này là khương nguyên thần lá bài tẩy một trong minh vương cùng khương nguyên thần tướng mạo một loại nhưng lệ khí ngút trời diện mục dữ tợn cho nên khương nguyên thần chưa bao giờ nguyện ý dễ dàng thi triển mặt này kỳ phiên còn đây là thống ngự u minh chi bảo Ám ma đạo chân nhân thấy thế, vội vàng thoát đi, Minh Vương đi ra trói buộc. Lắc lắc đầu, vung tay lên liền là núi đao biển lửa công hướng ám ma đạo chân nhân, khi chân nhân thấy sự không đúng, lại lần nữa hóa hắc ảnh rời đi, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, tự thân bị bắt nhiếp tại Minh Vương bóng dáng bên trong, Khương Nguyên thần cười nói, 12 Minh Vương công chính có một vị tư trưởng u ám, đạo hữu. Ngươi cùng hắn tiên thiên khắc chế, vẫn là hảo hảo nếm thử này minh thổ địa ngục nổi khổ a. À. Minh Vương cầm kỳ phiên lay động, ám ma chân nhân từ bóng dáng đầu nhập Minh Vương Kỳ, bên trong núi đao, biển lửa, thạch ma, nhật thủy diễn sinh chưa địa ngục, đem ám ma đạo chân nhân một tầng tầng đánh rớt. Tra tấn. Tàn phá tinh thần. Xem. Tra, lúc này đây kiếp số có thể qua. Mơ hồ cảm giác Nê Hoàng cung tuệ kiếm dây dưa xiên xích đang tại buông lỏng, trong lòng mừng thầm, không lâu, ám ma đạo chân nhân tại địa ngục trong thống khổ hóa thành nguyên khí bị Minh Vương Kỳ thôn phệ. Giờ phút này Minh Vương đột nhiên khẽ động, cầm trong tay thạch ma đại bàn sông Khương Nguyên thần phi thân đánh tới, Khương Nguyên thần nhíu mày, trước mặt bắt đổ tinh quang rủ xuống, thất tinh phục ma, trấn. Minh Vương thân thể cứng đờ, bị một lần nữa trấn áp tại kỳ phiên bên trong không được ra ngoài, đây là Khương Nguyên thần không chịu dễ dàng sử dụng mặt này kỳ phiên nguyên do một trong. Này Tôn Minh Vương pháp thân mặc dù là Khương Nguyên thần ý chí chủ đạo, nhưng mà hội tụ Khương Nguyên thần tự thân nhiều loại ác niệm, hung lệ phi thường. Mặc dù là Khương Nguyên thần cũng không dám dễ dàng vận dụng. Vừa vặn ngày sau ta dục chế Kim Tiên đại đạo, khiến cho này Minh Vương nhập đạo thụ giáo tính. Khương Nguyên thần trong lòng có chủ ý, lại nhìn về phía mấy người khác kích đấu. Cùng Minh Vương giao thủ lại lần nữa hao tổn pháp lực, vừa mới cố gắng hóa thành hư ảo. Khương Nguyên thần thở dài, từ trong lòng lấy ra một mai bảo châu, nuốt vào trong bụng, vốn tưởng rằng ma đạo bày cục thế có thể bức ta sớm vận dụng vật ấy nhưng thẳng đến đại cục đem định các ngươi cũng khó khăn dùng bức ra vật ấy. Chân dọa người. Thủy huyền châu, bắt đấu cửu hoàng căn bản vật. Cũng có thể cho rằng cửu hoàng côn bằng nội đan, khương nguyên thần không ngốc, sớm đã đoán ra đối phương sẽ có ngăn cách thiên tinh thủ đoạn. Sớm lấy ra cái này đồ vật, vì chính là tại pháp lực tiêu hao thời điểm mượn nhờ này khỏa nội đan trong nháy mắt khôi phục pháp lực trên người thủy quan một hồi, khương nguyên thần pháp lực cuồn cuộn không dứt khôi phục một bên lạc hoàng không khỏi biến sắc mặc dù là hắn trước mắt đều không có còn lại bao nhiêu pháp lực đạo nhân này cư nhiên còn có này tay khương nguyên thần duỗi tay một gãy hàng giả trên người khôi lỗi tuyến một dùng sức dẫn động trong cơ thể pháp lực tự bạo bùng tự bạo chi lực đánh sâu vào cụ la thiên ma thiên ma xoay người phá không rời đi không cùng khủng long dây dưa đừng nói giỡn cùng toàn thịnh thời kỳ huyền hạo đánh ta mới không ngốc này bỏ chạy rồi hơn nữa tại Khương Nguyên thần cảm giác bên trong, vị này lại là trực tiếp rời đi cửu châu trở về thiên ma cung. Trần Hân kẻ đó đều bày cục thế che lấp màn trời, ma thiên rõ ràng vẻn vẹn phái một vị thiên ma, hơn nữa là vừa mới phục sống không được lâu đâu giáng cấp thiên ma. Khương Nguyên thần suy nghĩ, thoạt nhìn, ma thiên căn bản không chuẩn chuẩn bị ra tay bộ dạng. Vị này thái tử lúc nào hảo tâm như vậy rồi. Khương Nguyên thần trong lòng nói thầm. Nhưng này là chuyện tốt, chỉ có tà nhãn cùng lạc hoàng đích lời rất dễ ứng phó tự cảm giác pháp lực dồi dào khương nguyên thần đi xuống trường đạo bào hóa thành bắt đầu chiến bào lạc hoàng cắt hạ hôm nay bần đạo cho ngươi một quả một mình đấu cơ hội nói mộng giới cửa vào lại lần nữa mở ra bệ ngạn thần từ trong đó đi ra hỗ trảo rơi xuống đất một bộ quý khí cao ngạo bộ dáng bệ ngạn đỉnh đầu hắc bì thư cùng nhân kinh phóng thích hạo nhiên chi khí khắc chế ma đạo chi lực lạc hoàng chợt cảm thấy bên người pháp lực có chút tối nghĩa khó có thể vận chuyển một chọi một cầm trong tay tiên thiên bảo tháp mặt mang vẻ cảnh giác không 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 đương nhiên là ngươi một cái người chọn chúng ta một đám khương nguyên thần bên người đứng khủng long cùng bệ ngạn ba người nhìn chằm chằm hào không kiên kỵ vây công lạc hoàng mặc dù là khương nguyên thần chiếm cứ thượng phong cũng không nói gì cho lạc hoàng một chọi một cơ hội huyền hạo khôi phục pháp lực lúc này vẫn là không đợi lạc hoàng suy nghĩ hoàn toàn đột nhiên nguyên thần đau xót vội vàng dùng tiên thiên bảo tháp thủ hộ nguyên thần nguyền rủa chi lực mặt mang cười lạnh lạc hoàng nguyên thần là lớn nhất nhược điểm bởi vậy dùng tiên thiên tiên khí thủ hộ bảo đảm tự thân sẽ không bị nguyền rủa các loại pháp thuật công kích khương nguyên thần ánh mắt khẽ nhất cùng bệ ngạn thần giao lưu sau biết rõ lạc hoàng tao ngộ chu lão những thứ khác không am hiểu nhưng này nguyền rủa diệt hồn chi thuật có thể là quỷ đạo dốc lòng a tế lên hà đồ đồ cuốn khép lại hóa thành một thanh ngũ sắc bảo kiếm khương nguyên thần thả người tiến lên khủng long bệ ngạn phía trên cho chu lão tranh thủ thời gian đem ma đầu kia nhất cử chú sát minh thổ chu lão mặt không đổi sắc đem minh hà quỷ quốc dùng quỷ hỏa đốt cháy đầy trời quỷ hỏa rơi ở bên người dũng mãnh vào một cái tượng gỗ bên trong tượng gỗ có khắc lạc hoàng tục danh còn có một sợi khí tức của hắn quấn quanh nhẹ nhàng thổi khí một đám đen nhánh quỷ hỏa chui vào lạc hoàng tượng gỗ trong cơ thể vừa chuyển một đám tinh hồn bị cưỡng chế bước ra bên ngoài cơ thể lạc hoàng tự thân cũng dường như chịu trọng thương lỗ mũi chảy xuống máu tươi quỷ đạo tam quỷ lấy hồn chú mặt mang vẻ hoảng sợ ở trên hư không chưa giới bên trong quỷ tiên địa vị rất thấp nhưng làm thiên địa ngũ tiên một trong cũng là tự nhiên bảo vệ thủ đoạn quỷ tiên nhất mạch một vị đạo quân đều không có người mạnh nhất cũng bất quá là một vị thiên nhân cấp bậc quỷ tu, vị này quỷ tu tinh thiện nguyền rũ pháp môn. Tam quỷ lấy hồn chú liền là hắn sáng tạo độc đáo pháp môn. Này chú dùng tự thân quỷ hỏa cô động ba cái tiểu quỷ vận chuyển mượn tiền, trộm lấy người khác tinh khí thu lấy mệnh hồn, không sai, không đúng thất phách ra tay, trực tiếp nhằm vào mệnh hồn, chỉ cần tam quỷ hợp nhất liền có thể khống chế mệnh hồn. Một kích đem nó định tử. U tàn trấn pháp, phá cho ta. Vội vàng tế lên 33 trọng u tàn tháp, bảo tháp không ngừng chấn động, đột nhiên phá không bay về phía Minh thổ. Nghĩ muốn đánh gãy nguyên rủa. Khương Nguyên thần trong tay ngũ sắc kiếm một lần nữa hóa thành Hà đồ, đi. Nhẹ nhàng chấn động, Hà đồ thoát ra bạch sắc long mã. Bay nhanh phi điện nhảy vào Minh thổ ngăn lại u tàn tháp, long mã cùng bảo tháp tại Minh thổ giao kích, Khương Nguyên thần phi thân tiến lên một cái nắm tay đánh trúng Lạc Hoàng má trái, một điểm tiên đạo đạo đức phong phạm cũng không có lúc này Khương Nguyên Thần hoàn toàn bỏ xuống nghi biểu, liều mạng đi. Khủng Long sửng sốt phía dưới, lập tức xông đi lên một đôi ba đem lạc hoàng vung phi. Trục nhật, bôn nguyệt, truy tinh. Tử vi tinh đấu lại lần nữa hóa thành trường cung, Khương Nguyên Thần ba mũi tên đồng thời ngưng tụ, cho ta bạo. Nhật nguyệt ngôi sao pháp lực hợp nhất. Tam sắc mũi tên quấy tại một đoàn, vàng bạc chói lọi oanh kích lạc hoàng thân thể, không có u tàn tháp bảo vệ lập tức nhân không có ở tinh quang bên trong cuối cùng chết khương nguyên thần thật dài thở vào một cái chỉ thấy một đám nguyên thần trốn vào u tàng tháp mượn nhờ bảo tháp đang tại cải tạo thân thể này bất tử pháp môn là lạc hoàng tuyệt kỷ nhưng giờ phút này hiển nhiên không tốt dùng thập phương câu diệt trấn áp vĩnh hằng khương nguyên thần tế lên hà đồ bao vây u tàng tháp đem nó vững vàng trấn áp kiên nhẫn chờ đợi chu lão nguyền rủa hoàn thành chu lão thi triển chú pháp cùng lạc hoàng cho rằng tam quỷ lấy hồn chú vẫn không có cùng là mượn thất tinh chi lực thất tinh giết hồn chú bảy đóa quỷ hỏa biểu tượng thất tinh thu người khác thọ nguyên này là chú tử phương pháp là chu lão cùng khương nguyên thần hợp lực nghiên cứu tuyệt học hừ này hà đồ vốn là không kém cõi ngươi u tàn tháp ngươi liền kiên nhẫn chờ chết a à. dùng hà đồ trấn áp u tàn tháp khương nguyên thần duỗi tay vỗ vào khủng long cùng bệ ngạn trên người được rồi hai người các ngươi rời đi trước đem hai người thần lực thu vào trong cơ thể mình hóa thành pháp lực khương nguyên thần bắt đầu thi triển thất tinh sát phạt chi thuật khối lớn đầu bên này bên này phi long thả người nhảy dựng rơi vào một khối đá núi trong tay hơi nước ngưng tụ thành trường cung vô số băng tiễn bắn về phía tà nhãn ngao mở cái miệng rộng phun ra tà lệ chi khí tan rã băng tiễn tà nhãn trên không trung bay vọt tốc độ không kém cõi phi long. Thủy tiên Hai điều xà tiên đánh trúng tà nhãn, phi long quay người lại, trong tay lăng không trống rỗng xuất hiện một căn thủy thương, phách lãng phân thủy thương, đi. Bạch sắc bọc nước đánh sâu vào, tà nhãn trong nháy mắt bị đánh lui mười trượng bên ngoài. Bất quá hấp thu địa khí lại lần nữa khôi phục, tà nhãn không ngừng cố gắng truy kích phi long, chạy một hồi, phi long mang theo tà nhãn lại lần nữa đi đến khương nguyên thần bên này. Khương Nguyên Thần đã đem Lạc Hoàng trấn áp, tự thân dưới chân có bắt đấu cửu hoàng thần văn trận pháp, không sai biệt lắm a. À. Phi Long nhìn xem phương xa xông lại tà nhãn. Ngươi lui ra. Khương Nguyên Thần ở sau lưng quát, trong tay cầm một bả tinh kiếm. Phi Long nghe vậy, chợt lóe thân, hóa thành cửu đầu xà trốn vào đại địa biến mất không thấy. Thiên Xu Duy đấu, tử vi tinh cực, diệt. duỗi tay bay sực thân kiếm, thất tinh trên thân kiếm không ngừng có hoa quang bay lên, cung hoàng tà nhãn chung quanh xuất hiện một tổ tổ bắt đầu thất tinh đồ án mỗi một tổ đồ án hội tụ một đạo tử vi thần quang tinh quang tiêu thần diệt phách rậm rạp chằng chịt thất tinh đồ án vây quanh cung hoàng tà nhãn tử quang bộc phát tà nhãn xúc tu cùng với hoàng quan lệ khí tại tử quang bên trong hoàn toàn nhân không tại chỗ một cái cự đại hố sâu không ngừng hướng ra phía ngoài hơi nước nha nha không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này a à. ngón cái dài ngắn tiểu xà xuất hiện ở hố bên cạnh biến hóa nhanh chóng hóa thành phi long bộ dáng ngồi xổm hố bên cạnh ta ngược lại đến không đỏ hồng đồng tử chiếu đến đáy hố lờ mờ có thể phát giác trong hầm sóng nhiệt không tính đến không thi triển duy đấu tử quan chi thuật đã tiêu hao của ta tất cả pháp lực khương nguyên thần thở dốc nói ngươi không phải nói lúc này mới chỉ là thứ chín sao cuối cùng một cái dao cho ngươi nói xong khương nguyên thần đi đến minh hà thần biến thành hắc thủy chỗ rút lên đỏ sậm ma kiếm thiên địa làm chứng ngọc hằng dám chi ngày sau dương minh chúng sinh tại ta liền cùng cửu châu tộc nhân một loại nếu vi này thề thiên địa ghét chi cầm ma kiếm tại lòng bàn tay trái vẽ một cái rõ ràng có thể thấy được miệng vết thương bị ma kiếm kéo lê máu tươi không ngừng chảy xuống miệng vết thương bởi vì thiên địa lực lượng mà khó có thể khép lại máu tươi rơi trên mặt đất không ngừng nhảy lên minh hà thần biến thành hắc thủy chậm rãi bị máu tươi tinh lọc Minh Hà Thần cùng với Khương Nguyên Thần trong tay đỏ sậm ma kiếm cùng nhau hóa thành khói xanh tán đi, tính cả của thế giới lực lượng, tại Khương Nguyên Thần trước mặt tan thành mây khói. Ngày sau lại vô dương minh giới, chỉ có dương minh đại lục, lại vô minh hà chi chủ, chỉ có tử vi thiên quân, dương minh con dân cùng cửu châu tộc nhân đãi ngộ ngang nhau, này là Khương Nguyên Thần đối với dương minh giới chúng sinh bàn giao, tiếp theo, lại đem đại hắc thiên sau khi chết di lưu một mảnh u thiên. Mạnh thành chủ sau khi chết biến thành bạch cốt xá lợi cùng Minh Hà thần lưu lại Minh Thủy thu vào Minh Vương Kỳ bên trong. Ba người này thuộc tính cùng Minh Vương Kỳ tương hợp, vừa vặn có thể gia tăng Minh Vương Kỳ nội tình. Sao? Lưng, Phi Long vẫn ngồi sổn hố bên cạnh không biết đang nhìn cái gì, Khương Nguyên thần thấy trước mắt vô sự, liền chuyên tâm trấn áp u tàn tháp. Giờ phút này chu lão đã thi triển đệ lục đạo sát chú, tượng gỗ phía trên xuất hiện một cái sắp hoàn thành thất tinh đồ án, khai dương tinh đã định, chỉ kém diêu quan tinh còn chưa trở về vị trí cũ. Còn, có một trụ hương thời gian. Khương Nguyên thần trấn áp hà đồ, yên lặng tính toán, đột nhiên ngực tê rần, thiên không phong lôi rung động, tầm lôi quan chiếu sáng đen kịp đáy vực, chỉ có hai người thân ảnh đứng ở trong mưa gió. Viêm Châu, huyền thần cùng Diêu Ly đứng ở một khỏa hồng sắc thần một chỗ, huyền thần sắc mặt không tốt. Làm sao vậy? Diêu Ly hỏi, này cây có vấn đề gì? Này! Trăng sâm linh thụ là thủy hỏa thượng nhân Di Lưu Động Phủ, vị kia thượng nhân trong tay âm dương khảm ly kính bị phân giải hỏa huyền châu cùng thủy huyền châu mảnh nhỏ, chủ công thủy huyền châu liền là mượn này mà đến. Huyền thần bản năng phát giác chuyện này không đơn giản, vị này các tiên sinh tự hồ cùng lúc trước vị kia thủy hỏa thượng nhân có sâu xa. Như vậy chủ công trong tay thủy huyền châu, vân châu lạc thần nhai, tiếng sấm vang vọng, bấp bên nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha tại lôi quan lập lòe bên trong lờ mờ có thể thấy được hai người một trước một sau khương nguyên thần ngực bị một chưởng xuyên thấu máu tươi từ trước ngực nhụn tận áo bào chiến bào nhúng máu nó huyết đỏ thẫm đương nhiên sau lưng kia người cũng không hề tốt thụ khương nguyên thần tuy đưa lưng về phía hắn nhưng ở ngực bị công kích đồng thời cũng có thất trăng tinh tiễn xuyên thấu sau lưng kia người máu tươi phung khương nguyên thần trong cơ thể thủy huyền châu cưỡng chế tách hình như có đồng nguyên chi lực phong ấn thủy huyền châu bộ phận lực lượng. Liên quan Bắc Hải bổn nguyên cũng dùng bản tôn làm căn cơ, từ xa xa hải ngoại không ngừng thu lấy lực lượng, vòng trời chỗ sâu trong tử vi cung, cửu hoàng thân khuôn mặt vạn vẹo, đang bị người làm phép trộm lấy tự thân bổn nguyên. Phi Long Uống Éo qua, Phi Long màu đỏ con ngươi hóa thành xanh lam, lạnh lùng nhìn xem Khương Nguyên Thần, gò má bị thất tinh tiễn quẹt làm bị thương, miệng vết thương nhỏ máu tươi, Phi Long mặt không biểu tình, thủ trưởng chậm rãi thu hồi bởi như vậy bắc hải bổn nguyên cũng tới tay nhưng theo thu tay lại bên người thất mũi tên bột phát linh quang một mực định trụ thân thể của hắn bệnh lao lung phi long có chút ngoài ý muốn ngươi rõ ràng đoán được rồi có thể yên tâm để cho ta giao phó phía sau lưng đích nhân liền như vậy vài cái không ngoài dự tính đều là chúng ta thái hư đạo tông đích nhân phi long cũng là khương nguyên thần rất là cảm khái nếu không có yên tâm phi long cũng sẽ không bị hố một bả nhưng ngươi phản ứng nhanh như vậy như thế nào cũng không giống là không hề phòng bị a à. phi long cười lạnh chà lau nhiễm máu tươi tay phải đối với trên người thất tinh tiễn không thèm để ý chút nào nhưng ngoại trừ hai tay ngoại thân thể cái khác bộ vị khó có thể nhúc nhích ai bảo ngươi gặp phải rồi khương nguyên thần chữa trị miệng vết thương nói vừa mới huyền thần đột nhiên truyền âm nói cho ta biết hắn tại viêm châu sâm linh thụ chỗ tìm được vô danh dấu vết tuy bị vô danh chạy nhưng huyền thần truyền âm nói vô danh cùng thủy hỏa thượng nhân quan hệ không phải là nông cạn thủy hỏa thượng nhân có một kiện thành danh chi bảo danh viết tâm dương khảm ly kính cái này chiếc cương tại trước kia chỉ là một vị tán tu thành danh pháp bảo mặc dù có danh nhưng biết chi không nhiều lắm thẳng càng về sau có người mượn nhờ trong âm dương khảm ly kính ẩn chứa hai khối mảnh nhỏ mới khiến cho vật ấy dần dần động tỉnh cửu châu tâm dương khảm ly kính trong có hỏa huyền châu cùng thủy huyền châu mảnh nhỏ Thái hư đạo tông tiến tâm lừng lẫy hai vị chân nhân đúng là mượn này lập xuống trăng cơ, luyện liền nguyên thần thứ hai, thủy. Huyền Châu có vấn đề. Hư không, vô sinh lão tổ đang nghe truyện trên TV audio CV cùng Linh Hư chân nhân tại Giao Phong lúc cũng tại nói đến đây sự kiện. Lúc trước cửu hoàng hóa thân một trong tay dài tại Linh Châu hành thời điểm ra đi đã từng đem thủy huyền châu mảnh nhỏ ở lại nơi đó. Mặc dù không có nghĩ đến kia huyền hạo mượn nhờ thủy huyền châu mảnh nhỏ thành đạo, nhưng vô hình ở giữa cùng cùng cửu hoàng kết xuống liên lạc. Người khác không nhúc nhích được hắn, nhưng cửu hoàng có thể. Vô sinh lão tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng tinh không. Tử vi tinh chói lọi ảm đạm, ngôi sao lung lay sắp đổ, bên tai hồi tưởng lại vô túc đã từng đã nói với hắn lời nói. Bắt đấu cửu hoàng, hãn hải cửu hoàng. Chẳng lẽ liền không có người nghĩ tới trong chuyện này khả năng có liên lạc. Có lẽ vị kia huyền hạo đạo nhân liên tưởng qua, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không biết cửu hoàng yêu vương bố trí ngàn năm kế hoạch cửu châu hải thần lực lượng đã sớm bị cửu hoàng yêu vương nhúng chàm vô sinh lão tổ nhìn tinh quang bất định bắt đầu tinh vực bị thiên tổ ám dạ chi lực ảnh hưởng cười đối với linh hư chân nhân thoạt nhìn các ngươi vị này kiệt xuất truyền nhân cũng muốn vẫn lạc linh hư trong lòng có chút hơi bối rối nhưng đối mặt vô sinh lão tổ nơi nào có thể phân thần trong nháy mắt bị vô sinh lão tổ chiếm cứ thượng phong, bên người âm dương lĩnh vực bị tước đoạt bộ phận khống chế quyền, cưỡng chế tỉnh táo lại. Bên người âm dương nhị khí như xà long quấn quanh, chuyện gì xảy ra? Kéo dài thời gian, cũng là đang chờ đợi cơ hội. Nhưng vô sinh lão tổ cũng có phương diện này suy nghĩ, nhưng tiện nói, hãng hải cửu hoàng yêu vương sớm có chuẩn bị, bọn họ sớm giữ lại Tây Hải cùng Đông Hải bổn nguyên, Nam Hải cũng sớm theo huyết loạn hải tới Tây mà chỉ có bắc hải bổn nguyên một mực khó tìm thẳng đến nhà các ngươi vị này truyền nhân xuất thế chiếm cứ bắc hải rất trùng hợp huyền hạo không bao lâu lấy được kia khối thủy huyền châu mảnh nhỏ là cửu hoàng yêu vương di lưu tại linh châu mượn nhờ mảnh nhỏ để cho trên người hắn nhiễm một đám cửu hoàng tinh khí có lẽ đây cũng là hắn cùng cái kia cửu hoàng cuối cùng một cái phân thân sở dĩ thân mật nguyên nhân rất đáng được ăn mừng bởi vì huyền hạo từ nhỏ liền nhiễm một đám cửu hoàng tinh khí trong lúc vô hình thôi động hắn thủy đạo tu vi làm cho các ngươi tất cả mọi người cho rằng kia tinh khí là hắn chỗ tự mang linh hư cười khổ không thôi kia một đám tinh khí căn bản không tính là sự chỉ là thuần túy thủy linh khí bọn họ lần đầu tiên cùng huyền hạo gặp mặt thời điểm liền có bởi vậy căn bản không có phát giác không đúng nhưng như vậy cũng làm cho bọn họ tối tâm bên trong có đủ lẫn nhau ảnh hưởng năng lực bắt đấu cửu hoàng này cửu hoàng hai chữ là thiên địa ban tặng thần hào chẳng lẽ không cũng là một cái ám chỉ. Hắn sắp chết. Vô sinh lão tổ hạ ngắt lời, Khương Nguyên thần chữa trị miệng vết thương, cửu hoàng yêu vương bị thất tinh tiễn định thân hiệu quả cũng chậm rãi thối lui, Khương Nguyên thần không thể không may mắn chính mình lưu lại tưởng tượng. Vừa mới cùng lạc hoàng giao thủ lúc bắn ra trục nhật bôn nguyệt tam tiễn, trong đó chân chính bột phát quy lực chỉ là nhật nguyệt nhị tiễn, truy tinh tiễn hóa thành bắt đổ thất tinh mũi tên che giấu làm dấu tay, ứng phó chẳng biết lúc nào xuất hiện thứ 10 người, lúc nãy bị công kích trong nháy mắt tuy rất khiếp sợ. Nhưng là tại trước tiên dẫn động thất tinh tiễn xuyên thấu phi long, hai người mới một mực dằn co bất động, hôm nay Khương Nguyên thần khép lại miệng vết thương, phi long lại lần nữa nhúc nhích sau không hẹn mà cùng hạ sát thủ. Cửu Long Quyền Mưa gió hơi nước hội tụ nắm tay Thiên tâm chỉ Thiên lôi điện quan cô động đầu ngón tay, một quyền ầm trong lòng khẩu, khẽ điểm điểm nhập mi tâm, cửu hoàng nhướng mày, đột nhiên nhìn thấy trước mắt tối sầm khương nguyên thần đem u tàn tháp đối với hắn thiên linh nện xuống cướp lấy thủy huyền châu sau đó xoay người bỏ chạy phá vỡ u minh tiến vào minh thổ thế giới mời đến lý thiên hào cùng chu lão tiến đến bảo vệ chính mình còn về phi long không kịp đề phòng phía dưới bị đột nhiên thành lớn u tàn tháp áp trong lòng đất sau đó sinh sinh dùng thần lực ném đi u tàn tháp thật nhanh phản ứng đây chính là một kiện tiên thiên tiên khí khương nguyên thần nói ném liền ném Phần này quả quyết cửu hoàng yêu vương nhìn cũng rất khâm phục. Ừ, liền cùng tiểu tử này trong trí nhớ đồng dạng. Không thèm để ý chút nào, đem 10 cái hóa thân ý thức hoàn toàn thôn phệ. Cửu hoàng duỗi duỗi người, tính, giết hắn ngày sau còn có cơ hội, hôm nay càng quan trọng là lực hồi phục lượng. Tứ hải bổn nguyên tới tay, nhất cử thành tựu bán tiên không hề áp lực. Cưỡng chế nâng lên u tàn tháp, từ lạc thần nhai phía dưới rời đi, lạc thần nhai phía dưới u tỉnh thâm thúy, lại không một người, chỉ có mưa rơi thanh thưa thất vang lên. Đáy vực máu tươi phun trên đất. Khương Nguyên Thần cùng Phi Long tuy phân thuộc hai giới, nhưng máu tươi nhan sắc đều là xích hồng chi sắc, hỗn cùng một chỗ đỏ thẫm máu tươi bị mưa dần dần rửa sạch, cho đến biến mất không thấy, cửu hoàng yêu vương mượn nhờ chạy trốn bằng đường thủy vừa vừa rời đi. Đại Xuân một lập tức hàng lâm ở chỗ này. Nguyên lai là loại này duyên cớ khương nguyên thần trong cơ thể có đủ một vị hãng hải yêu vương khí tức hôm nay cuối cùng cũng chân tướng đại bạch đại xuân một không nói hai lời nhảy vào lạc thần nhai muốn kích sát vị này yêu vương nhưng cửu hoàng phản ứng nhanh chóng mượn nhờ hơi nước bỏ trốn mất dạng hơn nữa hắn lựa chọn tiến vào đông hải chỗ nguy hiểm nhất an toàn nhất đến đại xuân một lĩnh vực vừa vặn tránh đi tầm mắt của hắn bạch cốt nhanh đi minh thổ tru sát huyền hạo lôi âm long vương sắc mặt kinh hỉ Bất kể là chính mình này một phương nhiều ra một vị bán tiên, hay là đối với phương kia lão đối đầu lâm vào trọng thương, đây chính là một cái cơ hội tốt A, à. bạch cốt lão ma nghe vậy, xoay người đầu nhập minh thổ. Thiên môn lão tổ thấy thế, thầm nghĩ không tốt, muốn cứu viện. Nhưng đối với mặt hai vị bán tiên liều mạng cuốn lấy hắn, đành phải truyền âm đại xuân một, đạo hữu. Cứu người quan trọng hơn. Đại xuân một nghe vậy, đành phải cũng hàng lâm đến minh thổ ngăn trở bạch cốt lão ma bất quá lệnh người bất ngờ chính là khương nguyên thần tiến vào minh thổ không bao lâu trực tiếp biến mất không thấy hư sáng người nhất thương để cho lý thiên hào hai người đi ra cứu viện âm thầm trốn về mộng giới chữa thương bệ hạ các tường thiên nữ vội vàng đưa lên đan dược khương nguyên thần chiến bào tán đi lõa lồ nửa người trên trong lòng khẩu có một cái màu da vết sẹo đang dần dần nhạt đi đây là cửu hoàng yêu vương cửu long quyền khương nguyên thần trong lòng tính toán vài vị mộng thần ào ào hội tụ mộng cung khương nguyên thần ánh mắt nhìn chằm chằm mộng long mẫu diễn dịch chiến cuộc tình huống hôm nay các nơi chiến cuộc đang tại kịch liệt nhất thời khắc chỉ có số ít như hắn bên này chiến cuộc sớm đã định ra đại thế nê hoàng cung tuệ kiếm phía trên xiên xích nước vỡ thứ năm kiếp nạn theo đó vượt qua bất quá theo sát phía sau thứ sáu khó đồng thời hàng lâm dây dưa tại Khương Nguyên Thần đạo tâm biến mất không thấy, này một khó là tâm kiếp. Khương Nguyên Thần có chút kinh ngạc. Đột nhiên nghe một bên phù sinh thần kêu ra tiếng, ồ, vị này thủ vương tiến về cửu châu tốc độ quá nhanh đi. Nhưng lại đi một chuyến lạc thần nhai. Hoặc nhìn là sớm liền biết rõ bệ hạ muốn gặp nạn. Lý Giao nói, bệ hạ, ngài xem. Khương Nguyên Thần hít mắt, nhìn chầm chầm cửu châu các nơi chiến cuộc. Viêm Châu cùng Trung Châu đã rơi xuống màn che, yêu tộc chiếm cứ bộ phận lãnh thổ quốc gia sau chuyên tâm phòng thủ mà hạo minh phái dĩ nhiên hủy diệt đương nhiên đinh khải thuận lợi thành tựu nguyên thần ngày sau còn có lại hưng cơ hội trước đó lần thứ nhất sát kiếp chỉ còn hai người hôm nay chỉ còn một người này hạo minh phái thật sự là nhiều tai nạn Thương nguyên thần nhìn xong nghiên cứu đại xuân một cử động đích xác đại xuân một cùng thiên môn lão tổ tự hồ đã sớm biết rõ hắn kiếp số thậm chí sớm có chuẩn bị nhưng không có ở vừa bắt đầu động thủ bọn họ này là tại chờ cái gì khương nguyên thần suy nghĩ nửa ngày sợ không được đầu óc hỏi thăm linh cảm thần làm sao ngươi xem linh cảm thần nghĩ nghĩ nói thứ cho tiểu thần mạo muội trong tay bệ hạ thủy huyền châu bên trong đến cùng có cái gì bí ẩn vừa nhắc tới cái này khương nguyên thần sắc mặt không tốt xem ai có thể nghĩ đến thủy huyền châu cái này căn cơ pháp bảo lại có vấn đề nhưng khương nguyên thần không phải già mồm cải láo người Nói thẳng, thủy huyền châu mảnh nhỏ trong có cửu hoàng yêu vương tinh khí luyện, lúc nãy ta cùng kia yêu vương giao thủ, bị hắn dễ dàng cướp lấy bộ phận bổn nguyên. Nhưng không tổn thương căn bản, chỉ ném một bộ phận bắt hải thủy nguyên lực, ngôi sao một hệ không để cho phi long nhúng tay. Nói như vậy, bệ hạ năm xưa sở dĩ một mực cùng thủy thần có quan hệ, chẳng lẽ còn có vị này yêu vương thôi động? Thương. Nguyên thần thần sắc khẽ động, lắc đầu không nói, linh cảm thần đạo cửu hoàng yêu vương phân liệt chính đạo hóa thân đầu nhập cửu châu bệ hạ trên người cũng có cửu hoàng yêu vương khí tức người khác cảm giác không ra nhưng cửu châu thiên minh chi địa vị kia tất nhiên cảnh giác có lẽ có lẽ bọn họ hoài nghi ta là cửu hoàng hóa thân khương nguyên thần bật cười loại này hoài nghi có căn cứ sao hơn nữa khương nguyên thần vì cửu châu làm xuống nhiều chuyện như vậy rõ ràng đưa tới loại này hoài nghi ít nhất bệ hạ ngài tam hồn quy nhất ngươi căn cơ cũng không đơn giản tại cửu châu. Linh cảm thần ý hữu sở chỉ, Khương Nguyên thần yên lặng, không sai, Khương Nguyên thần trọng yếu nhất căn cơ là mộng giới, lần này lúc đó chẳng phải độ kiếp sau thuận lợi trốn về mộng giới tu dưỡng, chỉ cần mộng giới không mất, cửu châu Việt hoàn toàn có thể nhất cử chặt đứt. Cửu châu người Mộng Long mẫu cười lạnh, làm mộng giới sinh linh nàng đối với cửu châu cũng không bao nhiêu hảo cảm, đơn giản là cùng dương minh, bảo quan độc nhất vô nhị. Bệ hạ, này là ngài cơ hội. Linh cảm thần có chủ ý, Trần Thuật nói, bệ hạ hôm nay sao không trực tiếp bước ra rút đi, từ cửu châu vòng xoáy bên trong rời đi. Kể từ đó, chuyên tâm tại mộng giới tu tiên, chẳng phải rất tốt. Khương Nguyên thần trong lòng khẽ động, nói, khi cửu châu thì như thế nào? Hoàn toàn bỏ mặt. Bệ hạ, ngài quên, vòng trời phía trên không phải còn có một vị khác bệ hạ sao? Linh cảm thần cười thần bí, nói kế hoạch của mình hoa nở hai cành tại khương nguyên thần cùng cửu hoàng giao thủ lúc thái hư đạo tông cũng tràn đầy nguy cơ thôn thiên ma tông cùng vãng sinh điện tu sĩ cộng lại cũng không địch lại toàn bộ linh châu tu đạo môn phái nhưng hàn yến đối với này rất là tỉnh táo đối với bên người vô thường môn nói thi triển minh tôn thần uy tạo hóa minh ma tử vâng một đám vô thường đáp ứng tại vô sinh đại minh tôn bên cạnh thân ca sướng chú văn ngũ trọc chi lực tại minh tôn bên cạnh thân hội tụ hóa thành điểm điểm kim quang không ngừng cải tạo, tạo hóa pháp môn, vô sinh lão tổ cũng có thể nói nhất đại thiên tài. Giống như Khương Nguyên thần thử tạo hóa chi thuật. Bất quá Khương Nguyên thần thiên hướng về linh, mà vô sinh lão tổ thiên hướng về sinh. Hắn miêu tả là một loại tâm ma, dùng chúng sinh trọc khí cô động minh ma tử, những này minh ma tử đều có ngọc dịch tu vi. Ba thước lớn nhỏ, trạng như hài nhi, sau lưng mọc lên phi cánh, thập phần quái dị, trong miệng phát ra giống như hài nhi kêu khóc thanh âm, minh ma tử đánh về phía Linh Châu tu sĩ. Mọi người cẩn thận. Những này ma đầu phân thuộc tâm ma, nhớ lấy cẩn thủ đạo tâm. Lan chỉ bà bà nhìn thấy trước mắt không ngừng có tu sĩ bị minh ma tử nhập thể, sau đó hóa thành ma đầu chất dinh dưỡng hút khô thân thể, vội vàng làm phép tế lên linh thằng, thằng, dây thừng, tại thái hư đạo tông bên trong Lan chỉ bà bà tinh thông nhất, linh kết trà sát dây thừng, chi thuật tại chế tác dây thường đồng thời đem chú lực phong ấn có thể dùng đến phong ấn tà ma chỉ thấy lan chỉ bên người 36 đạo kim dây thường lay động động tới gần minh ma tử bị linh thằng quốc ào ào hóa thành trọc tản mạng khắp nơi đi tiếp tục như vậy lúc nào là đầu lan chỉ bà bà nhìn quét tứ phương ngoại trừ đạo hạnh cao thâm tu sĩ dùng sạch ma chi thuật chống cự minh ma tử những kia đạo hạnh thấp kém tu sĩ căn bản không phải minh ma tử hợp lại chi địch một chỉ minh ma tử cũng thì thôi nhưng những này minh ma tử có 8 vạn số lượng, thường xuyên là mấy cái cộng đồng xuất hiện, nhằm vào một vị tu sĩ. Hơn nữa mặc dù là đánh tan minh ma tử, trọc khí cũng sẽ giống như kim hà một loại tại vô sinh đại minh tôn bên người một lần nữa tụ hợp, sau đó lại độ hóa sinh công kích tu sĩ. Những này minh ma tử không có tự thân ý thức, hoàn toàn dựa vào bản năng linh cảm bắt sinh linh. Lan chỉ quát, bọn ngươi đến ta chỗ cầm kim dây thường nếu châu đem bọn họ phong ấn, Lan chỉ bà bà bên người một vị hộ pháp thần hiện thân, đánh nát tới gần minh ma tử. Lan chỉ cầm ra bản thân trước kia bắt được linh quả hộp cô động pháp châu, đóng lấy niệm tụng chú văn dùng kim dây thừng sâu chuỗi. Từng chuỗi vòng tay luyện chế hoàn thành. Phước nhập hư không do chư tu làm phép phong ấn minh ma tử. Những này minh ma tử chỉ là ngọc dịch cấp bậc tu vi, chỉ là thắng tại số lượng nhiều. Tử Hà Tiên Tử làm vân hà đạo thế hệ này truyền nhân, cầm tam chuỗi kim dây thường nếu châu ở trên hư không quét ngang, từng mảnh minh ma tử bị nàng phong ấn tại pháp châu bên trong trấn áp. Nhưng kim dây thường nếu châu tự có hạn mức cao nhất, không bao lâu tam chuỗi nếu châu kim dây thường bụi khí quay quanh, bị tử hà tiên tử thu hồi. Đón lấy. Lấy tân kim dây thường nếu châu trấn áp minh ma tử. Dựa. Theo tính ra, một chuỗi nếu châu kim dây thường có thể phong ấn 50 chỉ minh ma tử, dựa theo loại này phép tính cần 1.600 chuỗi kim dây thường nếu châu. Mặc dù là tài nguyên đủ, nhưng bà bà pháp lực nơi nào đủ. Một thanh thư tính toán một phen, đối với bên người mấy nữ nhân tu đồng môn nói, các ngươi phía dưới đi trợ giúp bà bà chế tắt kim dây thường nếu châu. Những người khác cũng thử dùng cái khác phong ấn loại pháp bảo trấn áp minh ma tử. Đúng rồi. Nếu có thu trọc khí đích pháp bảo cũng có thể tạm thời thu trọc khí, quay đầu lại làm phép lại đem nó tinh lọc một thanh thư kêu gọi chúng đồng môn thi triển trấn áp thủ đoạn áp chế minh ma tử còn có một bầy thái hư đạo tông đệ tử lẫn nhau thương lượng liên thủ thi triển tử khí hướng nguyên chú tử khí tràn ngập nếu khói lửa phóng tới minh ma tử hội tụ dương hòa chi khí sinh sinh tương minh ma tử cùng trọc khí trung hòa rõ ràng làm cho bọn họ tìm được khắc chế thủ pháp hàng yến lạnh lùng nhìn xem thái hư đạo tông bọn người cử động nhưng này tám vạn minh ma tử hội tụ minh tôn ngàn năm cố gắng há lại dễ dàng như vậy có thể phong ấn. Cũng được, Hồng Chân Nhân đã dẫn đầu thôn thiên ma tông đệ tử nhảy vào thái hư đạo tông Sơn Môn, đến lúc đó diệt bọn hắn tổ đình cũng tốt. Phân phó bên người tu la sát thủ ra ngoài giết địch. Nhiễu loạn thái hư đạo tông bố trí nhiều lắm, không trung bay tán loạn minh ma tử mặc dù là lan chỉ bà bà luyện chế kim dây thường nếu châu cũng khó có thể dễ dàng trấn áp. Bên người vài vị nữ tu hỗ trợ luyện chế cũng là như muối bỏ biển, căn bản không đủ dùng trong tay của ta linh thằng phẩm chất không đủ. Nếu như dùng tiên thiên tài liệu luyện chế linh thằng mặt vào pháp châu đích lời. Đột nhiên, Lan chỉ bà bà nhìn thấy xa xa kỹ thuần hy bọn người từ Vân Châu chạy về, trong nháy mắt ngăn chặn trên sân thế cục. Đột nhiên truyền âm, sung vi, các ngươi côn luân sơn viên này hồ lô đằng. Nhanh cho lão thân lấy ra một đoạn. Kỹ. Thuần hy bọn người vừa mới trở về, nhìn thấy không trung một đám minh ma tử bay múa đơn giản thi triển thần thông pháp bảo áp chế ma đạo, đầy trời lôi quang bay múa. Liệt hỏa phục lên, vô số minh ma tử tan thành mây khói. Sau đó trọc khí lại lần nữa hóa sinh mà ra, bọn họ mới đến, đối với tình huống bất minh sở dĩ. Kỹ thuần hy một bên đập toái tới gần minh ma tử một bên hỏi thăm, sư tôn khổng tiên thằng. Bà bà muốn cái nào làm chi? Đừng nói nhảm. Nhanh cho lão thân. Này minh ma tử có thể trấn không thể sát, dựa theo cách làm của các ngươi căn bản không thể bền bỉ. Đem vừa mới bọn họ kinh nghiệm tình huống nói một chút, kỹ thuần hy lập tức thét ra lệnh ở đây nhiều người đồng thời thi triển phục ma ấn trấn áp minh ma tử. Bà bà, này là khổng tiên thằng. Kỹ thuần hy từ bên hông co lại, khương nguyên thần năm xưa ban thưởng linh thằng vứt nhập lan chỉ bà bà. Hảo hảo. Lan chỉ bà bà nhìn thấy này khổng tiên thằng, thầm than, trường minh tiểu tử kia bồi dưỡng hồ lô đằng hơi có chút huyền diệu, Tiểu tử này coi như là lão thân nhìn xem lớn lên, không nghĩ tới thủ đoạn cư nhiên như thế cao. Niệm tụng chú Pháp, ngũ thải hà quang chảy vào thanh kim sắc tiên dây thừng, như sao quan loại đó tại trên nó bắn rơi tiên thiên đạo vân. Đi A. À. Dây thừng uống lượng phi thiên, như hàng dài một loại bay đến vãng sinh ma quốc, hàng yến nhìn thấy dây thừng bay tới, chợt cảm thấy không tốt, ngăn lại nó. Bên người vô thường thi triển ô quan ma hỏa đốt cháy linh thằng, nhưng mà thấy linh thằng bồng bềnh rơi vào vô sinh đại minh tôn đỉnh đầu dây thừng khẽ động đầu nhập từ đỉnh đầu bay múa vô số dây thừng một mực vây khốn vô sinh đại minh tôn minh tôn miêu tả minh ma tử thủ pháp trên đường đình chỉ thậm chí tại linh châu bốn phương tám hướng không ngừng có pháp tác hiện lên hóa thành đạo đạo kim dây thừng xỏ xuyên qua hư không vô số minh ma tử đều bị kim dây thừng càng quét ngũ trọc chi khí không ngừng hướng về trung tâm kích động rơi vào lan chỉ bà bà cửu cung khóa thiên chi thuật Kỹ thuần hy chợt cảm thấy không tốt, bà bà, v, v, chúng ta còn có thể. Phóng mắt nhìn đi, Lan chỉ bà bà hồn phách sớm đã tán đi, chỉ có thân thể hóa thành vật chứa đem trọc khí từng cái dung nạp. Phong Mơ hồ trong đó, nghe được Lan chỉ cuối cùng một tiếng, không trung dây thường bệnh thành một cái cự đại, phong tự. Vô sinh đại minh tôn đứng thẳng bất động bất động, trọc khí hoàn toàn bị Lan chỉ thân thể dung nạp toàn bộ vãng sinh ma quốc bị không bàn mà hợp ý nhau cửu cung trận thế linh thằng phong ấn. Bà Bà khả năng công kích chèo chống một canh giờ, chư vị đồng đạo, trước liên thủ trừ ma, quay đầu lại lại đối phó những này minh ma tử. Kỹ thuần hy thấy lan chỉ xả thân phong ma, nhìn xuống bi thống tiếp tục chỉ huy. Các đại môn phái tu sĩ trên không trung từng chút xoán sát ma đạo tu sĩ. Phản sinh điện sát thủ tuy hành tung bí ẩn. Nhưng pháp lực không tốt khó có thể bền bỉ, lúc đầu, dựa theo tình huống này mà nói thái hư đạo tông hẳn là vững vàng chiến thắng, nhưng làm gì được lại có người ở một bên quấy nhiễu. Mượn nhờ thiên địa pháp tắc mà thành linh thằng, là này đạo bà dùng tự thân lĩnh vực làm trung tâm, lấy thiên địa lực lượng hóa thành trấn thiên dây thừng. Này cửu châu thế giới còn có chút kiệt xuất nhân tài A. Này thủ đoạn không kém cõi nguyên thần chân nhân. Hai vị chân nhân lặng yên ẩn phục tại Linh Châu một vị nữ tu nói khẽ với bên người nam tu đạo không sai không hổ là đã từng cao đẳng thế giới nam tu đơn hồng nói mà cái này thái hư đạo tông hẳn chính là chấp chưởng vô tướng kính môn phái vừa mới tại viêm châu cùng với vân châu đều cảm giác được vô tướng thiên vực lực lượng không sai môn phái này sẽ thi triển chúng ta tuyệt học vô tướng thiên vực giữ lại không được bọn họ nữ tu hữu dung nói vô tướng thiên vực liền là vô tướng tông từ vô tướng bảo trong kính tìm hiểu thần thông, cùng thái hư đạo tông thái hư ảo cảnh cơ hồ đồng mô đồng dạng. Hiện tại hắn môn không phải đang tại kinh nghiệm quần ma vây công. Sư muội đi phá giải không trung kia đạo phong ấn. Đem cái kia cái gọi là minh tôn phóng thích đi ra. Ta đi bọn họ sơn môn quấy rối, ám trợ ma đạo chân nhân phá vỡ của bọn hắn thủ sơn đại trận. Hai người dứt lời, chia nhau làm việc, nam đã tu luyện đến thái hư đạo tông sơn môn bạch dương sơn hôm nay đại trận vận chuyển, sát khí tứ phía, đơn hồng mượn nhờ vô tướng thân pháp bồng bềnh mà đi, vô tướng tông dùng vô hình vô tướng, vô tâm vô ngã xưng. Liên quan đến thiên ma pháp cùng Phật môn tâm tu chỉnh pháp. Thân hình biến đổi, tự thân vô tướng pháp lực hóa thành thái hư đạo tông tử khí thuộc tính. Ta phái vô tướng công tự tiện phỏng hóa thuộc tính, này sơn môn cùng ta mà nói căn bản là thông suốt. Thái hư đạo tông đem thập phương câu diệt đại trận vận chuyển hồng chân nhân một người khó có thể công phá đại trận nhưng đơn hồng lặng yên hành tẩu ở trong đại trận khen trận này có thể so với ta phái đại quan minh trận không bàn mà hợp ý nhau sinh tử thời không phát môn nếu như có thể nhét vào ta vô tướng tông hệ thống trong lòng có tham niệm lập tức bay vào thái hư đạo tông các nơi dò xét đi vào thái hư đạo tông xem đạo tông bên trong khí tượng đơn hồng nói không hổ là cướp lấy vô tướng kính môn phái xem này tông môn khí tượng ẩn ẩn có tiên tông chi tương. Nếu thật làm cho bọn họ sinh ra vài cái tiên nhân đi ra, ta phái vẫn không nhất định có thể áp đảo bọn họ. Linh Phong Tú Lệ Sơn Thế Phật Phòng, phía trên thông vân tiêu. Phía dưới chơi domino mạch. Tuy thủ sơn đại trận vận chuyển, nhưng bên trong khoảng trời riêng. Vân Hà di động. Tiên chiếu sáng diệu, linh thú chơi đùa, tiên cầm ngao thiên, hoàn toàn không có một chút khẩn trương hào khí đột nhiên hậu sơn một đạo khí trụ bốc lên trên không có một tòa thần đồ chuyển động trung tâm một khỏa linh lung tiên thạch vận chuyển tiên thiên cửu cung huyền diệu mơ hồ đưa tới một đóa kiếp vân có người đột phá này có thể giữ lại không được hắn đơn hồng mặt mang sát khí đi hướng về phía hậu sơn bên kia lan chỉ bà bà liều mình phong bế vô sinh đại minh tôn hành động đột nhiên minh tôn đỉnh đầu một đạo linh thằng đột nhiên từ đốt một thanh thư thay đổi sắc mặt vội vàng tiến lên đập chết chân hỏa. Nhưng giờ phút này phía dưới phong ấn nhúng, toàn bộ vãng sinh ma quốc một lần nữa bắt đầu vận động. Một thanh thư tâm nhất hoành, bà bà thật vất vả lưu lại phong ấn, giờ phút này cũng không thể phá. Nói, cầm lấy kia một đạo linh thằng muốn làm phép gia trì, lan chỉ bà bà nghiên cứu linh kết trà xác dây thường chi thuật, một thanh y cùng một thanh thư hai tỷ muội mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng tinh thông đạo này lúc trước khương nguyên thần đều từng nhiều lần hướng lan chỉ bà bà lãnh giáo một thanh thư cưỡng chế cầm khủng tiên thần làm phép gia cố phong ấn không thể nghi ngờ chọc giận một bên ẩn núp nữ tu hữu dung tiện nhân rõ ràng dám ngăn trở bản cô nương ra tay nữ tu xuất ra một mai tú cầu hướng về phía một thanh thư đánh tới này là nguyên thần chân nhân nén giận một kích một bên kỹ thuần hy đột nhiên có cảm giác hô sư thúc cẩn thận tú cầu tốc độ cực nhanh kỹ thuần hy vừa mới nói xong liền thấy tú cầu vọt tới một thanh thư bên cạnh thân. Sát khí ngoại hiển, hồng quang ngút trời, đột nhiên, thiên địa pháp tắc cô động thương vân kiếm khí đẩy ra tú cầu, vân lâm từ không trung nhảy rụng, xuất hiện ở một thanh thư bên người. Sao ngươi lại tới đây? Một thanh thư nhíu mày, khẽ nói, các ngươi bồng lai châu không phải đều chạy. Đều nói cho ngươi nhiều lần, ta cùng ma y sư huynh lưu lại. Vân lâm gãi gãi đầu, cũng không thể đem ngươi ném xuống đây đi, ta nơi nào sẽ như vậy không đảm đương. Vân Lâm cùng một thanh thư có đoạn tình duyên. Lúc trước Khương Nguyên Thần cùng Phi Long trợ giúp ma y đạo nhân vững chắc phiêu miễu sơn chủ chi vị sau, Vân Lâm từng tiến về cửu châu du lịch. Đúng lúc đụng phải một thanh thư, hai người giữa lẫn nhau có giao tình, lá mọc cách tình cảm, thỉnh thoảng liền tin nhắn truyền thư, bù đắp nhau. Trước đó không lâu Vân Lâm sở dĩ không đi ngọc kinh thánh cảnh, rất đại nhân tố cũng là vì một thanh thư nhưng một thanh thư rất căm tức bồng lai lựa chọn đối với vân lâm trước đó không lâu đưa tới thư bỏ mặt nhưng hôm nay thái hư đạo tông xảy ra ra chuyện vân lâm vội vàng đuổi tới là ai đi ra một thanh thư bị giải vây nguyên thanh kiếm quan khẽ động bức bách hữu dung hiện thân thái hư ảo cảnh nguyên thanh cùng hữu dung một kích giao thủ lập tức phát giác hữu dung khí tức trên thân không đúng nhưng nhớ tới khương nguyên thần nói sắc mặt đại biến hư không vô tướng tông mặt mang sát khí, tạo hóa lô tế lên đè xuống, hữu dung cưỡng chế hấp thu trong lò trấn áp. Không tốt. Hữu dung nhìn thấy nguyên thanh tế lên tạo hóa tiên khí lúc liền mơ hồ biết không tốt, thi triển vô tướng thiên vực thần thông biến ảo thoát đi. Chỉ là nguyên thanh đối với thái hư ảo cảnh biết sơ lược, tiện tay khẽ điểm, trên không ngủ thải thần võng bao phủ, hữu dung thoát đi phân thần lại lần nữa bị trấn áp lấy đi. Vô tướng tông người tới. Như vậy cần hảo hảo thẩm vấn một phen một phương khác, đơn hồng tiến vào đại trận xác thực khiến cho thái hư đạo tông tạo thành phiền toái rất lớn. May mắn Phục Minh phát giác được sớm, cưỡng chế xuất thủ tiếp quản đại trận đem đơn hồng đánh lui. Sư huynh, ngươi đi bảo vệ Dương Lăng thành đạo, bên này giao cho ta. Tào cốc nhạc phục hồi tinh thần, tự thân âm thần đơn giản đầu nhập thập phương câu diệt đại trận, mạo hiểm bị đại trận đồng hóa phong hiểm chống cự Hồng Chân Nhân cùng đơn hồng công kích. Hồng Chân Nhân tuy không biết trong trận đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ẩn ẩn minh bạch trong thái hư đạo tông tự hồ có một vị nguyên thần cấp bậc chân nhân đang tại quấy rối. Đạo hữu, liên thủ A. Hồng chân nhân truyền âm bên trong vị kia thần bí chân nhân, thi triển tự thân pháp tướng thần thông. Một tôn cự đại vân kình đánh thập phương câu diệt đại trận tầm, thoáng. Chốc, chói lọi bắn ra bốn phía, đại trận một tòa trận cửa bị trong hai người ngoại giao kích, trực tiếp đánh nát. Thông thiên ma tông đệ tử xông vào sơn môn, mà Thái hư đạo tông chỉ còn số ít tu sĩ. Tào Cốc Nhạc bất đắc dĩ âm thần trở về cơ thể, một người kháng trụ sở hữu ma đạo tu sĩ công kích, vì môn nhân tranh thủ thời gian. Đi. Mở ra trong núi các nơi cấm chế, ngăn trở những này ma tu. Tào Cốc Nhạc vừa nói xong, liền bị một vị giữ tận ma tu cầm khảm đao chặt bỏ cánh tay trái. Tiếp theo, lại bị một vị khác ma tu đánh trúng. Một đám ma tu vây công Tào Cốc Nhạc một người, tuy bị phản sát vài người, nhưng hắn tiếp tục như vậy tuyệt đối nhịn không được đáng chết phục minh ngồi không yên từ lan huyên điện đứng dậy một bên đạo đồng vội vàng tiến lên lão gia cung luân phong huyền hạo chân nhân có nói ngài cần tại này thắp sáng mệnh đăng giờ phút này không thể xuất thủ a à? lúc này xuất thủ mệnh đăng việc thất bại phục minh có thể sống không được bao lâu phục minh lắc đầu giờ phút này nếu xuất thủ ngăn lại thế công thái hư đạo tông cũng không cần ta ngày sau truyền pháp hơn nữa dương lăng sắp thành đạo có hắn chủ trì đại trận biết lời xứng đáng phát huy đại trận bảy thành uy năng không sai tiểu tử này tinh thông trận pháp nếu hắn chủ trì đại trận tuyệt đối so với ngươi cùng tàu cốc nhạc mạnh hơn đột nhiên một thanh âm tại lan huyên điện quanh quẩn ai phục minh cảnh giác hỏi chẳng lẽ này liền là xuất hiện tại bên trong thái hư đạo tông bộ cái kia thần bí chân nhân yên tâm là người một nhà ngươi dùng phân thần tiến đến động thiên tự biết động thiên phục minh giống như có điều ngộ ra chẳng lẽ là động thiên bên trong một đạo phân thần đầu nhập động thiên chỉ nghe thanh âm kia từ trên không thái dương truyền đến dương lăng thành đạo sắp tới giờ phút này môn bên trong hai vị chân nhân quấy rối ngươi một người khó có thể chống cự nếu ngươi chân có xả thân chi niệm không bằng liền đem ta tỉnh lại a à. nguyên lai là tiền bối Phục Minh nhìn trầm trầm Tử Hà động thiên hạch tâm đại nhật dò xét giật mình tiền bối muốn ta như thế nào giúp ngươi của ta bổn nguyên bị hao tổn cần tiên thiên huyền thanh chi khí khôi phục mà ngươi hôm nay mệnh không lâu vậy đã không muốn tiếp tục châm đốt mệnh đăng không bằng sẽ thành toàn ta đi Phục Minh trầm mặt cẩn thận tính toán nếu ta bảo vệ Dương Lăng Thành Đạo mặc dù là Dương Lăng Thành Đạo ta cũng khó có thể tiếp tục thắp sáng mệnh đăng đến lúc đó thiên địa trắng trả cũng là mệnh không lâu vậy. Kể từ đó, nếu thật muốn xuất thủ, còn không bằng trợ vị tiền bối này trở về. Một đổi một, hắn so với ta có thể mạnh hơn nhiều phân thần trở về vị trí cũ. Phục Minh xem lên trước mặt giao quan đăng. Đăng hỏa tại hắn phân tâm lúc dần dần dập tắt, chỉ có vài khỏa hỏa tinh nhảy lên. Đi A. À. Nhẹ nhàng thổi. Một đoàn kim quan tinh nguyên rơi vào thứ chín chén nhỏ mệnh đăng, đồng thời Phục Minh chỉ một ngón tay đầu ngón tay tóe ra linh quang tự thân tiên thiên chi khí hoàn toàn dũng mãnh vào mệnh đăng lão gia một bên đạo đồng sắc mặt đại bi chỉ thấy phục minh sinh cơ đều không mỉm cười mà cuối cùng mà trước mắt mệnh đăng bột phát linh quang nhảy vào tử hà động thiên giờ phút này đơn hồng cũng vụng trộn tiến vào tử hà động thiên chỉ thấy trong động thiên có một vị thanh niên đạo nhân ngồi xếp bằng đỉnh đầu nguyên thần tế luyện tiên thạch đang tại vác lấy thiên kiếp Đồng thời, Hồng Chân Nhân xâm nhập thập phương câu diệt đại trận tiến vào Thái Hư Đạo Tông bên trong. Thái Hư Đạo Tông, hảo một cái tiên đạo thánh địa, hôm nay liền hóa thành ta ma đạo cõi yên vui a. À. Hồng Chân Nhân mở ra một cái túi áo, bên trong vô số ma khí dũng mãnh vào Thái Hư Đạo Tông, ô nhiễm này phiến đạo gia thánh địa. Mây đen áp áp, ma đầu chữa sinh, vô số linh thú ào ào thoát đi, cảm giác đại kiếp nạn buông xuống. Đây là cái gì? Đơn Hồng vốn muốn ngăn trở Dương Lăng thành đạo, đột nhiên phát giác tử hà động thiên bên trong một cổ bừng bừng sinh mệnh lực bộc phát thanh khí trùng tiêu, phục minh mệnh đăng bổn nguyên đầu nhập tử hà đại nhật. Một tôn thần linh chậm rãi thức tỉnh. Ta đã trở về. Từ tử hà động thiên bên trong hiện lên không cùng thanh khí, thái hư đạo tông trên không mây đen ma đầu bị huyền thanh chi khí nhiễm, lập tức tiêu tán chôn vùi, đơn hồng thấy sự không đúng, muốn thoát đi. Đột nhiên huyền thanh chi khí bao vây, nhất cử đưa hắn ném đi tại. Lưu độn Kính quan chợt lóe trên mặt đất xuất hiện một cái gương, đơn hồng mượn nhờ bảo kính thi triển huyển độn ẩn núp. Là ngươi. Hồng chân nhân nhìn thấy tử hà động thiên bên trong đi ra kim sắc thân ảnh. Thân khoác thanh minh bào, cầm trong tay hồng vũ phiến, bên người thanh khí vờn quanh, phỏng hóa thanh long, loan phượng. Thái An Hồng chân nhân trong lòng lạnh buốt tam thiên thánh linh đồ bên trong cầm đầu tam thiên cuối cùng một vị, tử dương chân nhân tọa hạ phòng ngự người mạnh nhất quạt lông nhẹ lay động một cái quần ma phục nhị phiến mây đen không tam phiến sát khí tiêu tam phiến phía dưới thôn thiên ma tông tu sĩ xâm nhập thái hư đạo tông sơn môn chỉ còn hồng chân nhân một người thái hư đạo tông một lần nữa khôi phục vốn là đạo gia khí tượng thái an thiên thản nhiên đi về hướng hư không ánh mắt nhìn hướng lan huyên điện yên tâm bản thân trở về những này đạo chích hạng người khó xấu ta thái hư đạo thống lại quay đầu nhìn thấy Hồng Chân Nhân, nhớ rõ lúc trước không phải đã đem ngươi giết. Như thế nào, rõ ràng sống sót rồi. Hồng Chân Nhân sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này, Hồng Chân Nhân mới nhớ tới đã từng bị Thái An Thiên kích sát sợ hãi. Đã như vậy, ngươi liền chết lại một lần a. À. Thái An Thiên duỗi tay nắm chặt, Hồng Chân Nhân bên người đột nhiên có huyền thanh đạo khí bắt đầu khởi động, đồng dạng là một chiêu này, chung quanh thiên địa hóa thành huyền thanh chi giới tự thân bị Thái An Thiên nắm trong tay nhẹ nhàng nắm chặt, thân thể triệt để nứt vỡ. Nếu không có trước đó có một đạo phân thần hóa thân bên ngoài, chỉ sợ thật là thân tử đạo tiêu tan. Đồng dạng chiêu số ngươi còn muốn sử dụng lần thứ hai sao? Hồng chân nhân hai tay liên tục tác động chú pháp, ngũ u âm ma, càng không đấu. Chưa nói xong. Chỉ thấy Thái An Thiên thủ trưởng khép lại, xa xa thanh khí thủ trưởng đi theo khép lại, bằng kỹ một tiếng, hồng chân nhân trực tiếp thân tử đạo tiêu phế vật nhiều như vậy nói nhảm làm chi thái an thiên không thèm để ý chút nào tán đi nguyên khí đại thủ hồng chân nhân thi hài rơi xuống thanh dương hồ ánh mắt nhìn tử hà động thiên động thiên bên trong dương lăng thuận lợi thành đạo thái an thiên nói ngươi đã am hiểu trận pháp này thủ hộ sơn môn chuyện tình giao cho ngươi ta đi diệt những kia ma đầu nói xong đi vào hư không chiến trường nhìn thấy vãng sinh ma quốc cùng với thôn thiên ma tông hai vị chân nhân. Dương Lăng nhìn xem hôm nay Thái Hư Đạo Tông Sơn Môn, sắc mặt không ngờ, ta Thái Hư Đạo Tông không chiêu ai, không trêu chọc ai, vì sao ta Thái Hư Đạo Tông lại kiếp nạn trùng trùng. Tế lên cửu cung tiên thạch. Linh lung tiên thạch vận chuyển thập phương câu diệt đại trận, phát giác đơn hồng tồn tại. Hừ. Người này tu sĩ rõ ràng dám cả gan rình ta Thái Hư Đạo Tông, vậy đi chết đi vẫy tay đại thuần dương cung đột nhiên bộc phát vô lượng quang minh kèm thêm tam điện đợi cung điện bày cùng nhau bốc lên bay vào thập phương câu diệt bên trong thái hư đạo tông thói quen một tòa cung điện nhất pháp bảo này đầy trời cung điện bị dương lăng hóa thành pháp bảo tế lên dung nhập thập phương câu diệt đại trận lập tức uy năng lại lần nữa tăng lên gấp đôi thiên địa đảo ngược càng không điên đảo đơn hồng bị cưỡng chế từ ẩn núp mà xa lánh ngẩng đầu nhìn lại vô số cung điện quay quanh đại thuần dương cung này tòa cung điện ẩn có tiên khí khả năng đợi một chút ngươi nếu đối với ta động thủ ngày sau ta vô tướng tông làm đến nơi đến chốn tất nhiên diệt ngươi cả nhà vô tướng tông dương lăng lưu tâm tế lên đại thuần dương cung ầm ầm nện xuống đơn hồng cầm lấy một căn pháp xích chống lại đây cũng là tiên khí vô tướng thiên chủ ban tặng chi bảo nhưng ở dương lăng ném giận công kích đến toàn bộ thái hư đạo tông phòng ngự hệ thống toàn bộ triển khai, đặt ở đại thuần dương cung phía dưới khó có thể xoay người. Thái An Thiên bước chậm hư không, xem cho tới bây giờ địch nhân. Thông Thiên Ma Tông cùng vãng sinh điện. Thái An Thiên tiện tay vỗ quạt lông. Đầy trời thanh phong nghịch qua, phàm là nguyên thần phía dưới ma đầu bị phục ma thần phong càng quét. Trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, đột nhiên, hư không thanh tịnh xuống chỉ còn lại Linh Châu một phương cùng với hai vị thôn thiên ma tông chân nhân cùng với một tòa vãng sinh ma quốc. Nương nương, vị này liền là tam thiên một trong thái an thiên. Băng thiến thấp giọng hỏi thăm, quá mạnh mẽ a à. Trong tay hắn chỗ dùng pháp bảo cùng Ngọc Giao Thiên không đều là đồng nguyên mà ra, như thế nào lợi hại như vậy? Ngọc Giao Thiên sắc mặt phức tạp, nếu chỉ tinh khiếp dùng sức chiến đấu mà nói, đại huynh đều chưa chắc so với nhị huynh mạnh hơn. Đại huynh chủ yếu thắng tại tự thân thống xuất lực, có thể thu lấy vô số hộ lực lượng của pháp thần cùng nhị huynh chống lại. Còn về ta, được rồi, Ngọc Giao Thiên nếu thật là cùng Thái An Thiên động thủ, trừ phi vừa bắt đầu chiếm trước trên nước, đối với bản thân gây các loại tránh gió chú, bằng không Thái An Thiên một cái tử là có thể đem nàng tung bay. Hơn nữa, nhị huynh trong tay này mặc cây quạt so với ta cùng đại huynh phẩm chất đều cao, đó là một mặt tiên khí quạt lông. Chân nhân năm xưa có khác kỳ ngộ, tầm được một đạo huyền thanh truyền thừa, bởi vậy mới có nhị huynh chữa sinh. Tam muội các ngươi liên thủ cuốn lấy thôn thiên ma tông hai vị tu sĩ, còn lại này tòa ma quốc giao cho ta a à. Thái An Thiên thẳng đi vào vãng sinh ma quốc, Ngọc Giao Thiên vội vàng hô, huynh trưởng, này ma kế lớn của đất nước vô sinh lão ma chỗ kiến, trong lúc này, đã nhìn ra, bất quá muốn tổn thương ta, vẫn không có khả năng. Đi vào ma quốc, lập tức dẫn động ma quốc công kích. Phong lôi thủy hỏa rơi vào thân thượng, nhưng chỉ thấy Thái An Thiên đỉnh đầu một mẫu thanh vân hoa cái bay lên, rủ xuống đạo khí thanh quang, đi đến vãng sinh ma quốc trung tâm vô sinh đại minh tôn, cây quạt huy động, ma quốc lay động, bên trong ma đầu ào ào tán diệt, kèm thêm vô thường sứ giả môn đi theo tử vong. Thái An Thiên Vô sinh lão tổ lập tức có cảm giác, này sát tinh lúc trước không phải sớm đã thân vẫn. Tại sao lại đã trở lại, Thái An Thiên, linh hư chân nhân sắc mặt phức tạp, Thái An tiền bối bổn nguyên hao tổn, hắn muốn trở về tất nhiên là một vị huyền thanh chi đạo tu sĩ dùng bổn nguyên tỉnh lại. Tuân Dương không tại, Lâm Tử Hiên không tại, như vậy là phục minh. Thật sự là tiểu tử ngốc A. À. Linh hư hốc mắt ửng hồng, chưa phát giác nghĩ đến năm xưa chính mình lần đầu tiên nhìn thấy phục minh, khi đó phục minh mới vừa tiến vào lăng vân phong, suốt ngày ôm sách vỡ khổ đọc. Linh Hư cùng Phục Minh gặp mặt cũng là Phục Minh tại Đại Thái Dương dưới đọc sách. Về sau Linh Hư khiển trách Phục Minh mấy lần, lại cho hắn khuyên vài cái nghi nan ai nghĩ đến phục minh liền này quấn lên linh hư suốt ngày chạy đến linh hư nơi ở hỏi cái này hỏi cái kia thu thập tâm tình linh hư khu động âm dương xích âm dương quân thiên tự thân lĩnh vực lại lần nữa khuếch trương còn có nhật nguyệt hai sao xuất hiện ở quân thiên trái phải dùng tự thân cô động nhật nguyệt có làm được cái gì vô sinh lão tổ cười lạnh thái cực đồ trấn áp càng khôn nhật nguyệt hai sao bị âm dương đạo khí nghiền nát nhưng sau đó không trung rủ xuống nhật nguyệt quan huy hai vì sao thần lại lần nữa cải tạo không nói còn có một cổ tử khí rơi vào linh hư trên người làm gia trì vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy không trung thái âm thái dương cùng với tử vi tam tinh nhất tề tỏa ánh sáng toàn bộ thiên địa tựa như ban ngày thiên cẩu chết rồi thiên cẩu thực nguyệt nguyệt thực bầu trời là một bí ẩn lớn nhất trong những bí ẩn mà cửu châu gặp phải trên không trung một mảnh mây đen bao phủ ngoại trừ một thanh y cùng đại trần bên ngoài những người khác căn bản không biết ở đây xảy ra chuyện gì vừa bắt đầu một thanh y tìm kiếm thiên tổ chân thân tại vô tận trong mây đen phát giác một chỉ khéo léo đáng yêu cẩu linh cẩu linh chỉ có nửa người trên là chó nửa người dưới là một đoàn mây đen há miệng phun ra nuốt vào nội đan không ngừng hút trong thiên địa thái âm chói lọi miêu tả linh thể của mình nhưng này thiên tổ cũng không phải là một thanh y đối thủ đánh giá sau một lúc bị một thanh y trên không trung đuổi theo chỉ tiếc thiên cẩu đến cùng khắc chế nguyệt quan Một thanh y rơi vào đường cùng bệnh phù lục tiên võng Tạm chờ Xem bản cung như thế nào bắt ngươi trở về Ánh Mắt vô thức nhìn về phía bắt đổ tinh vực Bởi vì Khương Nguyên thần đợi bắt đổ tam thánh cũng không tại Toàn bộ tinh vực phong tỏa Không cho ngoại nhân dễ dàng đặt chân Mặc dù là thiên cẩu cũng khó có thể dễ dàng đánh vào tinh vực Những thứ khác không nói Long tiêu chính ở chỗ này mặt Qua một hồi Trong tay ngân sắc lưới lớn bệnh thành công mỗi một đạo ngân tuyến liền là một đạo linh thằng phù văn là lan chỉ bà bà giao cho một thanh y thắt nút dây để ghi nhớ phương pháp ngân võng bao phủ cẩu linh khó có thể thoát đi bị chói lọi bao phủ một khỏa hắc sắc nội đang không ngừng nhảy lên tại nguyệt quan ngân trong lưới mạnh mẽ đâm tới đột nhiên một đạo nguyệt huy tự đại trần phóng lên trời phá vỡ ngân võng cứu ra cẩu linh một thanh y nhìn về phía đến chỗ đã thấy một vòng hồng nguyệt đang chậm rãi bay lên di nguyệt nàng không phải chết sao một thanh y trong lòng kinh ngạc cầm trong tay đang quế bảo kiếm chém về phía hồng nguyệt này thử một lần dò xét lập tức phát giác di nguyệt trạng thái lại là sư huynh đảng tinh chi thuật di nguyệt lúc trước bị một thanh y cùng nguyên thanh kích sát nhưng dựa theo thần tiêu đế đình quy cũ mỗi một vị thành viên hoàng thất đều đem một đám nguyên thần ấn ký giao cho phong linh thiên hậu bảo quản di nguyệt đúng là mượn nhờ này một đám nguyên thần một lần nữa ôn dưỡng vì thế trần hân đem chính mình mấy ngàn năm của cải đáp đi lên mới đổi về ái thê sống lại, đồng thời, Trần Hân vẫn mượn nhờ lúc này đây thiên tổ việc vì Di Nguyệt an bài tiền đồ, từ hãng hải giới mang tới đảng tinh khảm thiên pháp môn. quan Tưởng Nguyệt Tinh, sau đó cô động hư tinh, thăng thiên thực hóa sao. Một thanh y kinh thường nói, sư huynh ngôi sao chân pháp ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy tu hành. Thủ hạ thi triển phù chú. Đầy trời phù văn phiêu đảng, 12 đạo một tổ tại bên người chuyển động đối với cẩu linh cùng di nguyệt phóng ra thái âm huyền quang dục đem hai người đông lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong nhưng làm gì được di nguyệt có một vị người chồng tốt trần hân không nói hai lời một kích thiên quan pháo ầm hướng nguyệt tinh đem một thanh y kích thương thần tiêu cự hạm thiên quan pháo chỉ có thể sử dụng ba lượt một lần đối phó linh châu thần đạo bình chướng một lần kích thương một thanh y mặc dù là nguyệt thần cũng khó có thể toàn thân trở ra sư muội để ta đánh đi lâm tử hiên xa xa truyền âm từ nhật tinh lao ra một chỉ kim ô thần điểu hung hăng chụp vào thiên cẩu cẩu linh ầm 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 hai đấu hai không trung cục diện ổn định tạm dằn co thẳng đến khương nguyên thần trở về mộng giới sau không trung thắng bại cũng khó có thể phân ra bất quá nếu dựa theo thiên cơ vận chuyển mà nói nhưng ban đêm tán đi ban ngày phủ xuống thời giờ nhật tinh tất nhiên được thiên địa gia trì khi đó thiên cẩu tự nhiên thối tán đương nhiên nếu thiên cẩu có thể thôn vệ nguyệt tinh mặc dù là sáng sớm hàn lâm cũng có thể thông dong dời đi căng cơ không lại e ngại nhật tinh lực lượng này là thiên cẩu tấn chức chi đạo thiên cẩu chỉ có trước nuốt nguyệt tinh luyện hóa thái âm lại nuốt nhật tinh luyện hóa thái dương mới có đắc đạo khả năng bắt đấu cửu hoàng tinh quân chậm rãi mở hai mắt ra khương nguyên thần bản thể ý chí hàn lâm này tôn thần đạo hóa thân đánh tay viện nhớ tới linh cảm thần nói kế hoạch cũng được các ngươi đã cố ý bức bách ta đây liền theo các ngươi ý xem xem các ngươi có chịu hay không trả giá tương ứng lợi ích duỗi tay dẫn dắt thiên pháp dần dần xóa đi tự thân tồn tại dấu vết hoặc là nói rõ của mình căn cơ bệ hạ khi thiên môn lão tổ cùng với đại xuân một chi sở dĩ như vậy làm việc chắc là vì thử bệ hạ chân chính theo hầu nếu bệ hạ thuận lợi độ kiếp cho ra một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục tự nhiên vô sự nhưng nếu là độ kiếp không thành, bệ hạ cũng có thể đi vào thần đạo. Bất quá là đạo cơ tổn hại thôi. Nhưng thiên thần chi vị có thể thành, cũng là một điều đường lui, càng có thể cùng cửu châu đồng tiến thối. Vang. Lên linh cảm thần biết lời, Khương Nguyên thần cười lạnh, hắn đệ lục đạo kiếp hướng dẫn ra cứu động, thứ sáu khó là loạn đạo khó khăn, này một khó đều xem tự thân. Loạn đạo chi đạo, liền là ngọc hằng đại đạo quân thử ngươi có thể kiên trì bản tâm con đường kiếp nạn dựa theo khương nguyên thần mà nói một kiếp này khó liền là thần tiên chi tranh rốt cuộc là khương nguyên thần có thể thủ vững tiên đạo vẫn là sẽ đi vào thần đạo thần đạo chi lộ rất ngăn nắp nếu là khương nguyên thần đi vào thần đạo không thể nói trước có thể trực tiếp bái nhập đạo quân môn hạ nhưng bởi như vậy tự thân đạo tâm tổn hại tại ngọc hằng đại đạo quân nơi đó là tuyệt đối sổ đen nhân vật ngày sau chứng đạo lúc tất nhiên là Ngọc Hằng tự mình tính sổ. Sự khác biệt, nếu là kiên trì chịu đựng, tại Ngọc Hằng đại đạo quân bên kia đánh giá lên cao, ngày sau tổng có chút chỗ tốt, trước mắt Khương Nguyên thần trước mặt hai con đường, một điều là gian nan nhấp nhô tiên đạo con đường, Ngọc Hằng đại đạo quân hàng lâm kiếp số, chung quanh khắp nơi nhân quả không ngừng. Mà khác một điều, thì là tôn vinh thiên thần chi đạo, bằng vào bắt đầu tinh vực lực lượng có thể một bước lên trời, này là bực nào tiện lợi. Đối với rất nhiều người mà nói, thiên tiên chi vị có lẽ đã có thể thỏa mãn, ngang nhau thiên thần lực lượng cũng không kém. Nhưng đối với ta mà nói, không thể thành đạo quân, một điểm dùng đều không có. Đạo tâm phá toái, thành thiên thần cũng đừng hy vọng bất hủ, bởi vậy, vừa bắt đầu những người khác đề nghị, Khương Nguyên thần là cự tuyệt. Không thể ngươi để cho ta thành thần, ta liền ngây ngốc chạy tới thành thần chặt đứt chính mình đại đạo căn cơ, nhưng linh cảm thần cho hắn ra cái khác chủ ý. Bệ hạ tiểu thần nghe thế gian có giới vương phương pháp nói đến bệ hạ làm mộng giới chi chủ cũng là một giới vương giả nếu dùng mộng giới ngăn cách chẳng biết có được không ngăn cách ngoại giới nhân quả nếu như vượt giới nhân quả đích lời không thể ngăn cách kéo dài qua thế giới cũng sẽ hàng lâm còn có thể dẫn động thế giới kiếp số nhưng nếu là bệ hạ tại cửu châu thành thần nguyện lực nhân quả có thể liên lụy mộng giới hay không khi thần đạo hương khói có thể sẽ nhiễm tiên đạo căng cơ ý của ngươi là bản tôn chân chính thoát ly cửu châu dùng hóa thân diện một tồn tại không sai bệ hạ đối ngoại có thể tuyên bố thân thể trọng thương hủy diệt bất đắc dĩ đi vào thần đạo tu hành một giả có thể tiêu giảm người khác lòng cảnh giác hai người có thể thử thiên môn lão tổ bọn người đối với ngài chân chính thái độ là xa lánh vẫn là thử mà cuối cùng một chút cũng có thể vì tử vi thần đạo hệ thống chân chính mở rộng cung cấp tiện lợi suy cho cùng một vị hoàn toàn thần linh cùng một vị thần tiên kim tu tồn tại đại biểu lợi ích hoàn toàn bất đồng linh cảm thần nói không sai một vị chân chính thần linh làm việc hoàn toàn không bị tiên đạo trói buộc khương nguyên thần nếu dùng cái này truyền bá tín ngưỡng căn bản không cần lo lắng đạo môn tất cả môn phái thái độ hơn nữa nếu thiên môn lão tổ chỉ là vì thử khương nguyên thần xuất thân có phải là trong sạch lúc này tại khương nguyên thần đi vào thần đạo tất nhiên sẽ đại lực đến đỡ dùng hóa giải Khương nguyên thần oán khí. Có hai vị bán tiên duy trì, bệ hạ có thể dễ dàng du ngoạn sơn thủy thiên vị. Trở thành cửu châu cao nhất chiến lực. Đây là đại cục, bệ hạ đại cục, cửu châu đại cục, không lo bọn họ không từ. Lấy thế đè người, không phải tư duyên đặc quyền, Khương Nguyên Thần cũng có thể làm như vậy, nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Khương Nguyên Thần có thể lau đi chính mình tiên đạo thân dấu vết. Ít nhất để cho ngoại nhân nghĩ lầm hắn tiên đạo bản tôn đã hỏng mất, bất đắc dĩ đi vào thần đạo. Đồng dạng phải cho ra một cái công đạo, chứng minh thân thể của mình da trong sạch, đầu ngón tay ngân quan lập loè, chân vực dần dần bị Khương Nguyên Thần ảnh hưởng. Huyễn thuật xóa đi bóc méo minh thổ vừa mới tình cảnh, vốn là Khương Nguyên Thần rơi vào minh thổ sau đi vào mộng giới thoát đi. Nhưng ở huyễn thuật ảnh hưởng phía dưới bóc méo vì Khương Nguyên Thần tại rơi vào minh thổ sau bị ma phong ăn mòn chân thân, bất đắc dĩ đi vào thần đạo tu hành bởi vì minh thổ khi đó căn bản không có bán tiên cấp bậc tồn tại cho nên khương nguyên thần bóp méo sự kiện dễ dàng ngoại trừ long tiêu biết ra không có người hiểu được bất quá long tiêu không lên tiếng hiển nhiên cũng là cam chịu khương nguyên thần cử động làm xong những này khương nguyên thần một lần nữa tế luyện thủy huyền châu cử hoàng khương nguyên thần vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mình và phi long lại có loại này liên lạc có lẽ phi long vừa bắt đầu cùng hắn thân mật hoàn toàn là cửu hoàng tinh khí tác dụng chỉ là không biết phi long hôm nay tình huống như thế nào khương nguyên thần thở dài nhưng nghĩ đến cửu hoàng yêu vương trở về phi long tao ngộ như thế nào còn dùng nói sao quá đột ngột vừa bắt đầu trước tới cứu ta hẳn là phi long bản nhân là ở nửa đường bị cửu hoàng nhân cách thay thế nói như vậy hắn còn có tồn tại khả năng khương nguyên thần đè xuống tâm tư chuyên tâm tinh lọc thủy huyền châu ít nhất không thể lại bị cửu hoàng yêu vương dễ dàng khắc chế sau nửa canh giờ khương nguyên thần nuốt vào thủy huyền châu tự thân xuyên thẳng bắt đầu tử vi đế bào đẩy ra tử vi cung cửa chính thiên cẩu náo loạn nửa ngày nên nghỉ ngơi một chút a à. tử vi tinh đấu tế lên đối với phía dưới hung hăng quét qua trời cao xé rách tinh quang ngang trời thiên cẩu bị dài dằng giặc thiên hà đánh trúng tự thân ngã bay xâm nhập nhật tinh phạm vi sư đệ, làm tốt lắm. Lâm Tử Hiên đột nhiên nhìn thấy thiên tổ nhảy vào lĩnh vực của mình, lập tức tế lên nguyên dương châu vọt tới thiên tổ. Lâm Tử Hiên trong khoảng thời gian này chuyên tâm luyện pháp, cũng đem nguyên dương châu cùng thông thiên kiều ào ào tế luyện, thậm chí kim ô ký thác nhật tinh, mơ hồ trong đó có khống chế nhật tinh xu thế, thiên tổ bị Lâm Tử Hiên trấn áp nhật tinh khó có thể thoát đi. Khương Nguyên thần lại lần nữa tế lên tinh đấu đối với vừa mới phi thiên di nguyệt quét tới, sư muội còn xem vi huynh thủ đoạn. Tinh Hà rực rỡ, trở tay đem Di Nguyệt thu vào tinh đấu, lúc đó, đệ tam ký thiên quan pháo đánh vào bầu trời bắt đổ tinh vực, Trần Hân nhất tay một trảo cướp lấy Di Nguyệt nguyên thần Nguyệt Tinh. Thái tử, ngươi tiễn ta một phần đại lễ, còn không có hảo hảo cho ngươi tính. Lúc này khúc mắt tán đi, lập tức đi vào thiên tâm thông minh cảnh giới. Thiên tâm thông minh, không đơn thuần là tiên đạo, đối với thần đạo cũng có lợi ích, dương thần tứ trọng, nước chảy thành sông nhưng này vẫn chưa xong sau đó toàn bộ bắt đầu tinh vực lực lượng gia trì tại thân còn có minh thổ cùng với linh châu bắc hải thậm chí dương minh đại lục cũng có một cổ linh cơ dũng mãnh vào khương nguyên thần trong cơ thể bắc cực trung thiên tử vi chi chủ thiên địa lực lượng quán chú tiếp tục phụ giúp khương nguyên thần đi vào dương thần đệ ngũ trọng cảnh giới mộng giới theo thần đạo thân khương nguyên thần tiên đạo bản tôn cũng bắt đầu bị thần lực ăn mòn hà Đồ đạo diễn, Di La vạn vật. Khương Nguyên thần tế lên hà đồ, hà đồ tại mộng cung bên ngoài treo, xóa đi tự thân tồn tại dấu vết, thu vào hương khói hóa thành hà đồ lực lượng. Dương thần ngũ trọng, đại thiên trưởng nói: "Thái tử, là ngươi thất bại." Cửu Châu hư không, Khương Nguyên thần thân khoát tử vi đế bào, sau lưng có một căn thiên trụ ù ù bay lên, Tam Nguyên Thiên Địa Thủy hoàn toàn ở hắn trong khống chế, khẽ điểm điểm hướng Trần Hân, Mênh Mông Thiên Tâm theo đầu ngón tay cùng Trần Hân va chạm. Đồng thời Nhật Tinh bay tới một khỏa nguyên dương châu bắn vào Trần Hân mi tâm, thân thể cứng đờ. Khương Nguyên Thần trở tay chụp chết Di Nguyệt Nguyên Thần, đầu nhập Nguyệt Tinh hóa thành thái âm một bộ phận. Sư Huynh, làm tốt lắm. Khương Nguyên Thần cười to về sau, tử vi chói lọi vạch phá tấm màn đen, tinh quang chiếu rọi cửu châu. Tiếp theo, Thái Dương Tinh có Nhật Thần tỏa ánh sáng, một thanh y sau đầu cũng có thái âm thần quang phát ra tam tinh tách ra chói lọi, Khương Nguyên Thần, Lâm Tử Hiên cùng với một thanh y đồng thời hiện thân tinh không chói lọi vô lượng, toàn bộ cửu châu thậm chí ngũ đại châu đồng thời nghẹn ngào, quang minh tam thánh, thống trị nhật nguyệt ngôi sao ba vị thần thánh, đều là xuất từ Thái Hư Đạo Tông. Từ Nay về sau, bầu trời nhất thống, lại không có chúng ta nhúng tay khả năng. Trần Hân khe khẽ thở dài, tự thân ngồi ở vọng nguyệt lâu suy nghĩ động tác kế tiếp, hãng hải cũng là như thế, vài vị bán tiên khí thế hạ, hôm nay bầu trời ngôi sao nhất thống, lại khó có thể giao động cửu châu chủ quyền. Nhật Nguyệt Tử Vi, Tam Tinh Cùng Sáng Khương Nguyên Thần ba người thể ngộ tinh quang dung hợp lực lượng. Khương Nguyên Thần Tử Vi hệ thống bên trong ngoại trừ Tử Vi tinh quân ngoại vẫn có lưu Nhật Nguyệt Nhị Thần vị trí, hôm nay Lâm Tử Hiên dùng quá khứ thân hóa thành Nhật Thần, một thanh y chấp trưởng Nguyệt Thần chi vị. Trong lúc vô hình Tử Vi hệ thống quan trọng nhất một khâu bị bổ khuyết, Ba người lẫn nhau cảm ứng, pháp lực đang không ngừng kéo lên ngoại trừ khương nguyên thần thần đạo thân nhất cử đột phá dương thần ngũ trọng lâm tử hiên quá khứ thân cùng một thanh y đều đã đạt tới dương thần tam trọng cảnh giới thần du thiên địa mà bất bại đương nhiên khương nguyên thần lấy được ít lớn nhất suy cho cùng tử vi thần đạo hệ thống chính là vì hắn mở toàn bộ hệ thống bên trong hắn tiền lời lớn nhất chỉ tiết sư huynh tam thế thân yêu cầu rất cao mỗi một lần đột phá đều phải tam thân cùng nhau đột phá pháp lực yêu cầu là người khác ba lần khương nguyên thần lắc đầu lúc này linh hư diễn biến nhật nguyệt vừa lúc bị vô sinh lão tổ đánh diệt khương nguyên thần ba người lẫn nhau nhìn xem không hẹn mà cùng ra tay gia trì một thanh y cùng lâm tử hiên thi triển nhật nguyệt quan huy phỏng hóa nhật nguyệt khương nguyên thần thi triển tạo hóa chi thuật khôi phục linh hư chân nhân pháp lực tiêu hao một lần nữa dựng quân thiên thậm chí còn có khương nguyên thần ba người âm dương đạo ý cùng linh hư tương hợp vô sinh lão tổ nhìn xem thiên nhìn xem mà trên không khương nguyên thần ba người đồng thời hiện thân phía dưới Thái An Thiên cùng Ngọc Giao Thiên bàn quang lúc này còn thế nào đánh đi vô sinh lão tổ Thái cực đồ ném đi phía dưới vãng sinh ma quốc cùng Thái cực đồ hợp hai làm một rất muốn dung hợp vô sinh đại Minh tôn bỏ trốn mất dạng chạy đi đâu Thái An Thiên huy động quạt lông muốn ngăn trở đột nhiên Ngọc Giao Thiên nghĩ đến cái gì thấp giọng hỏi thăm bên người băng thiến người nhớ rõ nhị huynh vừa mới dùng mấy lần quạt lông sao bảy lần a ngoại trừ vừa bắt đầu tại thái hư đạo tông sơn môn bên trong ba lượt về sau thi triển phục ma phong dùng hai lần tại vãng sinh ma quốc lại dùng hai lần bảy lần rồi ngọc giao thiên sắc mặt trắng nhợt vội vàng la lên nhị huynh mau trở lại ngươi đã quạt thất phía dưới thái an thiên ngông nghênh bong bong vỗ trong tay tiên phiến thanh phong di động tiên quan lập lòe đột nhiên nghe được ngọc giao thiên đích lời đang muốn huy động quạt lông thân thể đột nhiên cứng đờ trực tiếp mặt hướng mà ngã sấp xuống tại vãng sinh ma quốc. Này lại là chuyện gì xảy ra? Băng thiến, nguyên thanh sờ không được đầu óc, ngọc giao thiên nâng tráng, quả nhiên, nhị huynh lại quên. Thái An Thiên chiến lực vô song, Xích Minh Thiên đều phải mượn nhờ rất nhiều hộ pháp đạo binh mới có thể áp chế hắn. Ngọc Giao Thiên đều phải chiếm trước trên nước thi triển định phong chú ngữ. Nhưng là chỉ cần khiên qua Thái An Thiên bảy lần quạt lông, liền có thể bắt đầu phản kích. Bởi vì Thái An Thiên Quạt Long mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 7 lần. Loại này tiên khí là tàn thứ phẩm. Tuy uy năng cự đại, có thể phục ma biện hộ. Ẩn chứa tiên thiên phục ma thanh phong, nhưng 7 lần về sau tự hành phong ấn, ngày thứ hai mới có thể tiếp tục sử dụng, vô sinh lão tổ nhìn thấy cơ hội, vãn sinh ma quốc dục làm phép đem Thái An Thiên thôn phệ. Cắt. Liền ngươi này vãn sinh ma quốc. Thái An Thiên biến hóa nhanh chóng, hóa thành thanh quan viên cầu đánh vãng sinh ma quốc thông dong rời đi trong ba ngày tinh thông phòng ngự hắn. Thân thể là kiên cố nhất, có thể so với tiên thể. Mặc dù không có cây quạt lực lượng, cũng có thể thoải mái thoát đi. Không trung tinh quan quấy động, nhật nguyệt oanh kích, vô sinh lão tổ quyết định thật nhanh xá đi vãng sinh ma quốc một nửa lực lượng, thu vô sinh đại minh tôn xoay người bay vào minh thổ. Minh thổ, trước mắt nơi đó là thái hư đạo tông khó có thể chạm đến phạm vi khương nguyên thần nhìn chằm chằm vô sinh lão tổ bóng lưng đối với bên người lâm tử hiên cùng một thanh y nói sư muội trấn thủ bầu trời sư huynh hạ giới thanh lý chiến trường vô sinh đừng hy vọng dễ dàng như vậy rời đi thân hình chợt lóe khương nguyên thần cũng bay vào minh thổ trực tiếp xuất hiện ở minh thổ phía bắc cùng chu lão tụ hợp giờ phút này minh hà khô héo quỷ quốc sụp đổ minh hà thần thế lực bị chu lão triệt để đốt hủy dùng này mười vạn quỷ linh tế luyện thất căng ma chú mũi tên hương nguyên thần ông đồn qua trong chốc lát ngươi xem chuẩn cơ hội cứu người vội vàng bàn giao tinh quang chảy ra chặn đứng vô sinh lão tổ lão tổ còn chậm khoảng này sổ sách chúng ta chậm rãi tính vô sinh lão tổ định nhãn nhìn lên trước mắt một tôn thần linh người mặc tử khí hào quang ngăn cản ở trước mặt mình thu hồi chật vật thái độ vô sinh lão tổ cười nói nguyên lai là cửu hoàng tôn thần chúc mừng tôn thần chân chính du ngoạn sơn thủy bài vị, ngạo thị cửu châu. Thần tiên đồng tu cùng một mình thần đạo đích xác bất đồng. Ít nhất trước mắt Khương Nguyên thần thần chức lĩnh vực rất đủ mặt, vô sinh lão tổ cũng không nhìn ra Khương Nguyên thần vẫn còn có tiên đạo thân dấu vết. Chân chính cùng thiên địa một thể, giống như thế giới hóa thân, nhưng lời ấy không thể nghi ngờ là châm chọc Khương Nguyên thần kiếp số khó độ đi vào thần đạo trốn tránh tiến hành. Ừ. Phải giả ra đến tức giận bộ dáng. Khương Nguyên Thần làm ra sắc mặt giận dữ, sau lưng bắt đầu thất tinh hàng lâm minh thổ, vô sinh lão ma, chớ nói cái khác, hôm nay liền là ngươi chết kỳ. Nói xong, tử vi tinh đấu tế lên, soạt soạt soạt, quét ra u minh chi khí cùng thái cực đồ phòng ngự, dục đuổi bắt vô sinh chân thân, vô sinh rất cơ linh, đang chạy trốn lúc không quên kêu gào bạch cốt ma quân cứu viện. Bạch cốt ma quân là minh thổ người mạnh nhất, trước mắt cùng vô sinh lão tổ liếc mắt đưa tình, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến thủ vương, ngươi còn chưa động thủ. Khương Nguyên thần một tiếng giận giữ mắng mỏ, không hề cấp bậc lễ nghĩa đáng nói, nhưng này cũng đúng lúc phù hợp trước mắt tình trạng của hắn. Bị buộc đi vào thần đạo, nhất định là một bộ phẫn nộ không cam lòng bộ dáng, minh thổ bên ngoài không ngừng có ngâm đen uống lượng rễ cây dây dưa, bạch cốt ma quân biến thành bạch cốt xá lợi tháp tạm thời bị ngăn trở, Khương Nguyên thần thấy thế, bắt đầu tinh vực tại minh thổ trải rộng ra, trong tay tinh đấu biến ảo trường cung. Lúc nãy chu lão luyện chế bảy miếng mũi tên từng cái bắn ra. Một bên bắn tên, một bên chân đạp thất tinh bước, thiên phát sát khí, tinh dao động đấu chuyển. Đoạn sinh chú tử, cửu hoàng tư mệnh. Thi triển bắt đổ sinh tử phù tính cả bảy miếng mũi tên, vô sinh lão tổ đỉnh đầu hiển hiện một mặt phù lục. Ngươi. Tiểu tử vẫn trông cậy vào dùng nguyền rủa đoạn ta thọ nguyên. Vô sinh lão tổ chợt cảm thấy không tốt, này nguyền rủa phương pháp vô cùng chán ghét, mặc dù là tuyệt đỉnh chân tiên đều có khắc chế quyền rũ pháp môn. đặc biệt khương nguyên thần bắt đổ thất tinh ẩn ẩn quan lại trưởng chúng sinh thọ mệnh quyền năng ngân sắc phù lục bổ nhào bắt khí tức vô sinh lão tổ vội vàng trốn thái cực đồ bên trong phòng ngự. may mắn hắn sớm đã tam hồn hợp nhất bằng không thiên hồn tại thiên minh chi địa khương nguyên thần trực tiếp liền có thể nghĩ cách dùng quyền rũ kích sát thiên hồn trốn vào thái cực đồ thái cực đồ bên trong vãng sinh ma quốc cùng vừa mới ở trên hư không thành lập ma quốc lẫn nhau dung hợp. Âm dương hợp nhất, hư thật biến hóa, thái cực đồ uy năng càng tiến một bước, toàn bộ ma quốc khuếch trương một phần ba, khương nguyên thần mặt không đổi sắc, vẫn cầm trường cung đối với ngân phù bắn tên, theo thứ bảy tiễn rơi vào phù lục. Thất tinh sinh tử phù bỗng nhiên nổ mạnh, thiên địa lực lượng đánh vào thái cực đồ truy tung vô sinh lão tổ mệnh quỷ. Lão ma, ngươi có phải hay không quên một sự kiện? tại bán tiên trước cướp lấy thiên hồn. Cũng liền ý nghĩa ngươi không bị thiên địa tán thành, thiên địa kiếp số tất nhiên tăng thêm. Mên Mông thiên địa lực lượng nhảy vào thái cực đồ, hồng quan truy tung hồn phách, khương nguyên thần tự thân cũng đi theo bay vào đồ bên trong, vãng sinh ma quốc nở rộ vô số hắc liên, dưới là một mảnh niệm lực uông dương. Hội tụ chúng sinh trọc khí Ma trong nước ương có một tòa thần sơn, đỉnh núi đứng lặng vô sinh đại minh tôn pháp thân. Ngươi rõ ràng dám đi vào. Vô sinh lão tổ đem tự thân cùng đại minh tôn dung hợp, xung quanh là nguyền rủa chi lực biến thành nhiều đóa quỷ hỏa. Tự thân tu vi cất cao một đoạn, một bên vác lấy nguyền rủa chi lực, một bên hướng về phía Khương Nguyên thần giết qua, Khương Nguyên thần cười lạnh, lập tức vận chuyển phục ma tinh quan phá vỡ ma trong biển cấm pháp. Đồng thời tử vi tinh đấu hóa thành tinh hà treo cao không trung. Không ngừng từ ngoại giới thu lấy tinh quan Minh Vương Kỳ ở đâu? đưa tới đô thiên minh vương kỳ bên trong minh vương lại lần nữa nhảy ra cùng vô sinh đại minh tôn chiến tại một chỗ trong tay núi đao chậu thang hướng về phía vô sinh lão tổ đánh tới lưỡi đao liệt hỏa không ngừng còn có nhược thủy độc khí huy sái hai người đánh nhau lúc khương nguyên thần không ngừng vung xuống tinh quang tinh lọc hắc liên những này hắc liên đều là vô sinh lão tổ tính đồ ký thác hồn phách chỗ mỗi một đóa hắc liên chôn vùi cũng ý nghĩa vô sinh lão tổ mất đi một cái tính đồ mà ở hắc liên bày trong có vài đóa càng lớn một ít hắc liên trong lúc này thì là năm xưa quỷ đều rơi vào tay giặc bị bắt tới quỷ tiên làm chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng chu lão đột nhiên khương nguyên thần hét lớn một tiếng được rồi chu lão đi đến thái cực đồ bên ngoài sau lưng quỷ thành cảnh tượng hiển hiện tế lên u minh long phượng bàn mượn nhờ u minh chi khí cùng vãng sinh ma quốc bên trong bị trấn áp rất nhiều quỷ tiên lẫn nhau cảm ứng Chư tiên vẫn không giúp đỡ ta Linh Châu Minh thổ bên trong hơn 10 vị quỷ tiên ào ào đem pháp lực quán chú tại chu lão trên người Quỷ tiên nhất mạch liên thủ pháp lực chu lão thi triển chấn hồn quỷ âm Chư vị vẫn bất tỉnh đến Quỷ âm gào thét Vãng sinh ma quốc bên trong phần đông quỷ tiên vô ý thức nhíu mày Cảm ứng được đồng nguyên lực lượng kêu gọi Mình ý thức thức tỉnh Hơn nữa còn có chu lão truyền đạt âm thanh Chư vị đạo hữu nhanh niệm tụng bắt đấu cửu hoàng tên khương nguyên thần thấy thế hóa thành đại cung chi chạm vào nhau kích vãng sinh ma quốc những này quỷ tiên đều lưu đứng lại cho ta a à. bên trong chư quỷ tiên niệm tụng bắt đấu cửu hoàng tên khương nguyên thần theo niệm lực thi triển tiếp dẫn thần quan một tay cứu đi 12 vị quỷ tiên bỏ trốn mất dạng đồng thời không quên xé rách vãng sinh ma quốc cho vô sinh lão tổ lưu lại một ký trọng thương Tinh bạo trong tay áo vài khỏa nhỏ bé ngôi sao tại vãng sinh ma quốc nổ mạnh nhất cử nổ chết hơn phân nửa sinh linh khương nguyên thần rời đi thái cực đồ đem quỷ tiên giao cho chu lão cứu chữa may mắn vô sinh lão tổ co rút lại thế lực đem các nơi tu la vô thường đều triệu tập trở về những kia thạch điêu bên trong quỷ tiên lại lần nữa đầu nhập trọc hải phong ấn chu lão ngươi giúp những này quỷ tiên chữa thương sau có thể lớn mạnh u minh nhất mạch ngày sau phái người nhập phương bắc minh thổ thay ta quản lý minh thổ sau đó, Khương Nguyên Thần trốn vào phương Bắc Minh Thổ. Cho ta định. Minh Vương Kỳ trấn áp Minh Hà lòng sông đáy bộ, Khương Nguyên Thần dùng tinh quang một lần nữa tế luyện. Lúc nãy dùng mặt này kỳ phiên động thủ, lại lần nữa đưa tới trong đó Minh Vương cắn trả. Đại Hắc Thiên biến thành U Thiên, Bạch Cốt thành chủ Bạch Cốt xá lợi, tăng thêm Minh Hà thần Minh Thủy. Một lần nữa tế luyện sau xứng đáng đưa hắn một lần nữa ước thúc. Khương Nguyên Thần nói làm liền làm, dùng bạch cốt xá lợi hóa thành cột cờ đại hắc thiên u thiên bản thể hóa thành mặt cờ còn về bổn nguyên minh thủy làm lễ rửa tội kỳ phiên tinh lọc sát khí sử dụng tìm chút thời gian một lần nữa tế luyện minh vương kỳ bên trong minh vương chân thân cuối cùng an định lại bên người 12 tôn quỷ thần vần quanh tự thân cũng nhiều hơn một chút thần tính là minh hà thần cùng đại hắc thiên thần tính cảm ứng thương nguyên thần giống như có điều ngộ ra mặt này kỳ phiên cùng minh thổ có quan hệ kia liền lưu ở minh thổ hảo hảo trấn áp u minh suy cho cùng hôm nay dương minh đại lục minh thổ là ta khống chế nhìn xem phương bắc minh thổ hôm nay hoang vu một mảnh minh hà khô cạn quỷ quốc hỏng mất khởi khương nguyên thần lay động minh vương kỳ 12 tôn quỷ thần làm thành một vòng bảo vệ xung quanh minh vương chân thân minh vương tọa hạ nở rộ u minh hắc liên tam xiên đuôi rắn ngồi xếp bằng một đoàn cửu cánh tay cầm núi đao chậu thang thạch ma cây vạn tuế độc bình, băng thạch, huyết luân, ảnh kính chính kiện pháp bảo. Vẻ mặt giữ tận hung lệ, nhưng tại tinh quan chiếu rọi xuống dần dần an ổn xuống, thấy thế, Khương Nguyên thần lại niệm tụng bắt đấu hữu sinh chú dùng tinh quan chú lực cô động gông xiền, tại Minh Vương mi tâm đánh vào chân phù bởi vì Minh Vương kỳ một lần nữa tế luyện, Minh Vương kỳ cấm chế gia cố. Lại có 20 đạo linh cấm khóa lại Minh Vương. Kim sắc xiền xích vạn vẹo, Minh Vương bị đau, hướng về phía Khương Nguyên thần rít gào mấy tiếng, Cuối cùng tại Khương Nguyên Thần dưới sự khống chế thi triển thần lực cải tạo Minh Hà. Sa sôi Minh Hà hắc thủy lại lần nữa từ Minh thổ chảy qua, đồng thời một tòa Minh Vương Thần cung thành lập, Khương Nguyên Thần đơn giản đem kỳ phiên gác lại tại thần trong nội cung trấn áp Minh thổ. Đợi Chu lão phái người quản lý Minh thổ trật tự, khi có thể an ổn vận chuyển. Tử khí đông lai, Khương Nguyên Thần xuất hiện ở Dương Minh Đại Lục trên không. Bao quát Dương Minh Đại Lục, đột nhiên một hồi địa chấn dẫn động, Khương Nguyên Thần nhíu mày. Nói, này nền tảng vẫn chưa ổn định. Thế giới dung hợp cũng không phải là một lần cử động, tại dung hợp về sau ba cái tân đại lục thường xuyên có địa chấn phát sinh, đại lục cùng tấm che không ngừng tiếp xúc va chạm. Mà địa khí bay lên, tại sâu trong lòng đất tắt thì sẽ thai ngén vô số tài nguyên khoáng sáng, thậm chí còn sẽ phập phòng vài tòa sơn mạch hoặc là thung lũng. Đêm Địa sát chi khí chìm vào sâu trong lòng đất cũng chỉ có đại lục không ổn định thời điểm mới có thể mượn này kỳ ngộ cô động rất nhiều linh quán bảo ngọc. Do xét đại lục khí tượng, Khương Nguyên Thần chỉ một ngón tay, không trung tinh quan hóa thành tinh trụ tử định tại đại lục tứ phương, ổn định đại lục. Ngươi đã đến rồi. Vũ Thành âm thanh mỏi mệt, truyền âm hỏi thăm. Sơn môn thế nào? Vẫn thành, đạo tông đã không ngại. Khương Nguyên Thần tiến vào Kim Dương Sơn, Vũ Thành đang tại trong cung điện ngồi trước mắt kim dương sơn là dương minh tổ đình long mạch chi địa kỳ trường minh ngươi như thế nào đột nhiên đi vào thần đạo rồi bị người hãm hại một phen khương nguyên thần không muốn nói chuyện nhiều nói ngày sau đi vào thần đạo như vậy đối với thần đạo ném tinh lực so với dĩ vãng muốn nhiều dương minh đại lục thần đạo hệ thống cũng cần một lần nữa điều chỉnh duỗi tay vừa sờ xuất hiện cửu châu năm châu thất hải mô hình thiên viên địa phương bẹp đĩa ngũ thải lộ ra lưu quan cùng loạn nhảy múa khương nguyên thần duỗi tay đụng vào thượng tầng vòng tròn bầu trời hoàn toàn bị ta khống chế có sư huynh cùng sư muội phụ tá có thể vững vàng chiếm cứ thiên địa đại thế nếu ngũ đại châu chi loạn bình định ta ba người đều có thiên thần hy vọng bắt đầu tinh vực cùng với nhật nguyệt hai sao xuất hiện ở tinh không tinh quang sáng chói chói lọi vô lượng tử vi hệ thống dùng thiên vi tôn thiên tinh cao rủ xuống pháp tắc mượn ngôi sao chải vuốt khống chế tứ phương nhiếp năm châu thống thất hải này là lý tưởng nhất trạng thái thiên thần cao hơn địa thần đương nhiên trước mắt không có khả năng thiên quang yêu châu cùng với hãng hải tam đại lục tất cả có phân tranh ngày sau vẫn cần đã làm một trận vũ thành đồng ý cười nói nói đến thiên quang đại lục cùng hãng hải đại lục cùng với chúng ta dương minh đại lục bởi vì thế giới dung hợp chưa định sát khí khó có thể bốc lên dẫn động kiếp số nhưng yêu châu trước mắt cũng có thể tại kiếp số trong phạm vi, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy tay liền có thể đem yêu châu nhét vào chúng ta khống chế. Nghe vậy, Khương Nguyên thần ánh mắt khẽ động. Tự hỏi kế hoạch này khả năng, cái gọi là sát kiếp, trước mắt cửu châu đại lục cùng yêu châu đều ở sát kiếp trong phạm vi thiên phát sát khí, tinh giao động đấu chuyển, mà phát sát khí, long xà khởi lục, người phát sát khí, nhân quả dây dưa, trong đó thiên phát sát khí giao động nhật nguyệt. Liền là sát kiếp một cái cụ thể biểu hiện mà cùng thiên cơ hô ứng chính là nhân đạo nhân quả dây dưa, cần giết chóc kết thúc tranh thủ thời gian. Đại địa đề cao sát khí bốc lên, dường như long xà phập phòng, cần sinh linh tinh khí hoặc là tu sĩ linh khí đến triệt tiêu, tân sinh đại lục trước mắt sát khí đang tại tấm che va chạm bên trong hóa thành linh quán. Nơi nào sẽ dẫn động cái gì chấm dứt? Hơn nữa ba cái lục địa vốn là đều là kinh nghiệm sát kiếp không lâu, lúc này đoàn kết nhất trí đối ngoại, càng không có gì nhân quả dây dưa nhưng yêu châu cùng cửu châu bất đồng hai cái đại dưới đất bằng sát khí bốc lên tăng thêm hai phe nhân quả dây dưa không chết không ngớt tổng yếu có một cái chấm dứt yêu tộc dù sao cũng là sinh linh cũng có thể chiếm cứ một cái lục địa sắc mặt có chút do dự nhưng yêu tộc có thể không tôn tiên đạo lại không thể không tôn tin quân a vũ thành ở một bên cổ động kia vạn yêu phiên đang muốn nhờ yêu châu lập uy ít nhất để cho yêu tộc tế tự ngôi sao nhét vào ngươi tử vi hệ thống đối với yêu tộc động thủ tiêu giảm yêu tộc thế lực đối với tiên đạo thái hư đạo tông có lợi ích mà đối với khương nguyên thần mà nói nhét vào tử vi hệ thống cũng có ích lợi nếu đem toàn bộ thiên địa pháp tắt tác tách trời đủ chèo chống vài vị thiên thần sinh ra vũ thành đột nhiên hỏi trực chỉ hạch tâm bầu trời tam tinh năm châu thất hải cung dưỡng trên đất thần một hải thần minh thổ vẫn có thể cung dưỡng một vị minh vương tính lên đến khả năng có sáu bởi vì ngũ đại châu diện tích lĩnh vực bất đồng có lẽ có thể cung dưỡng hai vị địa thần du ngoạn sơn thủy thiên vị véo chỉ tính toán theo công thức hải vực cũng hẳn là như thế cửu hoàng mượn nhờ tứ hải bổ nguyên xứng đáng du ngoạn sơn thủy thiên thần nghiệp vị mặt mang khói mù nhưng sau đó an ủi trong tay hắn tứ hải bổ nguyên tuy đầy đủ hết nhưng chúng ta bốn vị hải vương cũng không phải ngồi không có thể tạm thời đưa hắn áp chế. Nhiều lắm thì dương thần lục trọng cảnh giới. Lại tăng thêm hắn là yêu tộc xuất thân, hẳn chính là một cái bán tiên. Khương Nguyên thần tự nói nửa ngày, lại đối với Vũ Thành nói, tóm lại, dương minh đại lục trước mắt hệ thống cần thay đổi. Tử vi hệ thống bên trong không chuẩn chuẩn bị cung cấp vài vị thiên thần nghiệp vị, ngoại trừ tử vi tinh quân bên ngoài cái khác thần linh đều là dương thần nghiệp vị. Mí Mắt nhảy dựng, Vũ Thành nói, kể cả nhật nguyệt nhị thần không sai sư huynh cùng sư muội vẫn có thể tu tiên đạo đối với thần đạo không cần để ý như vậy ta cần thần đạo cung cấp lực lượng phải chiếm cứ chủ yếu hạch tâm khương nguyên thần vung tay lên ở thế giới mô hình phía trên đặt ra tương lai của mình thần đạo hệ thống tử vi treo cao nhật nguyệt làm bạn thiết thiên tinh thiên mệnh thiên tượng thiên quân tứ bộ thiên tinh tôn ngôi sao là chủ ta sẽ nếm thử truyền xuống đảng tinh chi thuật, dẫn dắt chúng sinh tu hành. Thiên mệnh phía bắc đấu vi tôn, người chấp trưởng gian sinh lão bệnh tử, tài phú nhân duyên, văn vận quan lộc, chủ chúng sinh mệnh số. Thiên tượng dùng phong vũ lôi điện chi thần là chủ, vận chuyển bốn mùa tiết, chảy vuốt thiên địa chi nguyên. Tăng thêm hộ pháp thần thành lập thiên quân, tổ chức thiên binh thiên tướng. Này là thiên chi chiết cấu, thiên cung treo cao móc ngược, thống trị chúng sinh dựa theo chúng ta thái hư đạo tông kế hoạch tiên trời cao cử động sau ta sẽ trong đó thành lập thần cung tư mục chúng sinh còn đây là tam giới kết cấu tầng cao nhất thiên giới vũ thành không ngừng gật đầu phù hợp nhân gian giới cùng minh thổ đích xác là tam giới hệ thống chỉ một ngón tay thế giới mô hình tầng cao nhất huyền phù thăng thiên hóa thành một cái thế giới mới bên trong pháp tác dụng tinh lực là chủ đang vào như ngọc bàn móc ngược dưới của hắn ngũ Đại Châu tất cả có một vị mà quân người thống trị Sơn Hà, bảy vị hải vương thống trị thất hải, 12 vị dương thần cấp bậc địa thần vừa vạn vận chuyển 12 địa chi, dẫn dắt địa khí. U Minh giới bên trong thì là ba vị minh chủ chấp trưởng U Minh. Một vị thống trị quỷ linh, một vị chấp trưởng quỷ tiên, một vị chấp trưởng địa ngục. Trật tự nghiêm cẩn, thiên địa nguyên khí tại tam giới không ngừng luân hồi, khiến cho thế giới không ngừng bay lên khuếch trương sinh sôi không ngừng tuần hoàn chi đạo a vũ thành tháng phục chỉ là tử vi thần đạo hệ thống chi nghiêm cẩn có thể so sánh cư diên lúc trước chặt chẽ nhiều hơn đạo môn sẽ không đồng ý liền là thái hư đạo tông bên trong nếu không đồng ý ta liền quay lưng chạy không phải do bọn họ phản đối khương nguyên thần thản nhiên nói hắn tiên đạo thân vẫn tại nhưng đạo môn có thể không hiểu được nếu thiên môn cùng đại xuân một không chịu xuất lực như vậy này cửu châu đợi cũng không có ý nghĩa vài vị mộng thần nói không sai thật đúng là không bằng chuyên tâm mộng cảnh tìm hiểu ba nghìn đại di mộng cảnh hoàn thành giấc mộng của hán quân tu nghiệp hà tất lẫn vào cửu châu này quầy hàng hồn thủy vũ thành thấy khương nguyên thần đùa giỡn tính tình nghĩ muốn khuyên giải vài câu chỉ nghe khương nguyên thần đứng lên nói được rồi thời gian không nhiều lắm chân nhân cùng dương minh chúng thần nói một tiếng làm cho bọn họ hảo hảo tu hành đợi dương minh đại lục chân chính vững chắc sau ta sẽ bắt đầu tay sáng lập thiên tượng nhất bộ đem bộ phận thần linh nhét vào thiên tượng nhất bộ đồng thời sẽ làm băng thiến bọn người thần lực phóng xạ chí dương minh đại lục thiên tượng nhất bộ phụ trách toàn bộ thế giới hơi nước vận chuyển tam nguyên thiên địa trong nước cũng có thể cho rằng thôi động thế giới nguyên khí tuần hoàn một cái ngành cửu châu một thể hóa dựa theo khương nguyên thần quy hoạch trên đại lục những kia địa linh thần không sao cả có thể nhập gia tùy tục an bài thoáng cái nhưng lệ thuộc thiên thần thiên tượng thiên mệnh phải cầm trong tay đây là hắn khống chế thế giới quyền hành thần linh phi thiên bao quát dương minh đại lục dương minh chúng sinh tại ta cùng cửu châu tộc nhân ngang nhau khương nguyên thần yên lặng nhắc tới của mình lời thề tối tâm bên trong cảm giác dương minh chúng sinh cùng hắn ở giữa nhiều hơn một chút thân hòa có lẽ là lời thề nguyện lực tác dụng cũng có lẽ là khúc mắt buôn nguyên nhân trong mộng giới ương mộng cung khương nguyên thần bản tôn trở về thông minh đạo tâm khúc mắt triệt để tán đi nước chảy thành sông nguyên thần đệ tứ trọng thông minh cảnh giới đỉnh đầu tam hoa nở rộ tinh khí thần no đủ tử sắc khánh vân bắt đầu khởi động ẩn ẩn tam hoa còn có hợp nhất xu thế khương nguyên thần nói người có tam bảo tinh khí thần ta này thiên liên bảo lục thiên về tam bảo huyền nguyên tu hành phương pháp này quy nguyên cảnh giới đối với người khác vẫn cần ngàn năm làm việc cực nhọc nhưng đối với ta mà nói một điểm vấn đề đều không có chỉ cần bế quan một giáp liền có thể tam hoa hợp nhất phản bản quy nguyên. Không đơn thuần là công pháp. Đây cũng là tiên thiên đạo thể tư chất. Chờ xem, có lẽ ta thành tiên thời gian không xa. Nhắm mắt lại, chuyên tâm điều khiển chấp trưởng thần đạo thân, cửu châu giới, năm vị hãng hải tiên nhân yên lặng không nói. Này năm vị tiên gia bị long tiêu một cái tác đánh vào hư không, thật vất vả mới trở về cửu châu, nhưng giờ phút này thành thành thật thật ở trên hư không đợi. Không dám hàng lâm cửu châu thế giới quan bầu trời pháp tắc cơ vân hợp khe hở ngay ngắn rõ ràng trung tâm tử vi tinh uy thế cự ly thiên tinh thêm gần một bước này năm vị tiên nhân lẫn nhau cũng có không tường dự cảm một vị thiên thần tồn tại đối với bọn họ cũng là uy hiếp a à, một vị tiên gia đột nhiên cười to chỉ vào tin không nói hay lắm hay lắm thiên địa tạo hóa chi đạo quả nhiên tuyệt không thể tả đạo huynh xem xảy ra điều gì nhật nguyệt đồng huy tử vi giao ánh nhưng so sánh dưới, Tử Vi chói lọi cư nhiên còn tại Nguyệt Tinh phía trên. Là Nguyệt Tinh đang tại dung hợp tiêu hóa chi Nguyệt kia bộ phận nguyên nhân. Từ, có lẽ còn có Nguyệt thần pháp lực quá yếu nhân tố tại. Trái lại Tử Vi có toàn bộ tinh vực duy trì, có thể nói quần tinh chi chủ. Này thì thế nào? Đúng vậy a, à, này thì như thế nào? Tuy chói loại áp chế Nguyệt Tinh, nhưng Nhật Tinh vẫn có thể vừa so sánh. Một vị tiên nhân vốn là nghi hoặc sau đó giật mình, đích xác, quả nhiên là thiên địa huyền diệu chi lý, chúng ta hãng hải có thể rầm rộ rồi. Vừa bắt đầu vị kia tiên nhân đối với bên người khác ba đồng bạn nói, cửu châu vốn là dùng nhật vi tôn, suy cho cùng này là thiên dương tiên quân chỗ mở, không thể nghi ngờ chiếm cứ rất trận đấu trọng. Nhưng giờ phút này tử vi ngang trời xuất thế, dao động nhật tinh địa vị, nhật sau tất có một tranh. Mà vị kia tiên quân nhắm vào chúng ta hãng hải bố trí, cũng muốn bởi vì này vị đạo nhân tồn tại xấu đi hơn phân nữa, vị này đạo nhân đối với ta giới mà nói còn có chút tác dụng. Đồng dạng, Đại Xuân Mộc cùng thiên môn lão tổ cũng đang tại giao lưu. Tử vi chói lọi hơn hẳn nhật nguyệt, này đối với chúng ta mà nói có thể nói gì số. Vậy ngươi muốn như thế nào, làm cho vị này tự trảm tu vi, để cho hắn chủ động thấp kia huyền sung một đầu. Huyền sung tự thân không tốt, áp không được hắn vị sư đệ này, uổng phí tự thân thiên dương tiên quân truyền thừa. Thiên môn đạo nhân rủ xuống mi nói, hôm nay thử vị này theo hầu, đã chứng minh hắn không có quan hệ gì với hãng hải giới, chỉ là vô tình ý cuốn vào hãng hải yêu vương bố trí bên trong, thân thế tạm thời có thể bảo đảm trong sạch. Còn về hắn tu hành vì cái gì nhanh như vậy, tuy nhìn nền tảng, nhưng có lẽ là thiên địa lọc mắt xanh nguyên nhân. Ít. Ở một cái gì số, nơi nào đến thiên địa lọc mắt xanh, rõ ràng thắng được qua có thể so với thế giới chi tử lâm tử hiên dị số này chỉ là thiên dương tiên quân dị số vẫn là toàn bộ thế giới thiên đạo dị số hư không xa xôi truyền âm khương nguyên thần đạp thất tinh tiến về thiên môn sơn thiên môn tiền bối trường xuân tiền bối chuyện này hai vị cần cho một cái công đạo khương nguyên thần sau lưng tự có tử vi tinh tòa bay lên nhật nguyệt hai sao làm tay viện ngũ hành ngôi sao làm cái bệ bắt đầu thất tinh làm chỗ tựa lưng. Ngồi ở thiên môn cùng đại xuân một đối diện. Nếu hai vị không để cho một cái công đạo, có tin ta hay không lập tức bước ra đánh lui, dẫn động pháp tắc thay đổi để cho hãng hải cùng thiên quan có cơ hội thừa dịp. Thiên môn cùng đại xuân một nhìn thấy khương nguyên thần một bộ phẫn nộ bộ dáng, lẫn nhau đối mặt. Thiên môn lão tổ đứng dậy, chắp tay nói, bái kiến bắt đấu cửu hoàng tinh quân. Đại. Xuân một theo đó đứng dậy, bái kiến bắt đấu cửu hoàng tinh quân. Có chút không tình nguyện, nhưng giờ phút này Khương Nguyên Thần là thần linh, biểu tượng thế giới một bộ phận, so với bọn hắn cùng thế giới quan hệ thân thiết hơn mật, lần nữa ngồi xuống, thiên môn đạo nhân lời nói, tôn thần muốn thối. Như thế nào thối? Hôm nay nếu muốn tránh lui, chớ nói thế giới, các ngươi thái hư đạo tông cũng khó có thể tự bảo vệ mình. Này cũng không thấy được, chúng ta tại giới ngoài có đường lui, cùng lắm thì toàn bộ môn phái thối hướng thế giới khác thôi. Còn về ta, Khương Nguyên thần cười lạnh, ta nhập thần đạo các ngươi cũng đẩy không mở liên quan. Nhưng bọn ngươi tầm mắt cực hạn cửu châu, há biết thiên hạ rộng lớn. Bổn tọa tại thế giới khác cũng từng thắp sáng thất tinh, thành lập duy đấu, chỉ cần chém cửu châu liên lạc, một đạo thần hồn đầu nhập kia giới một lần nữa hóa sinh thì được rồi. Đến lúc đó cửu châu trầm luân, thiên môn tiền bối còn có thể đi, nhưng thụ vương ngươi cắm rễ đông cực đạo quả còn có thể còn lại nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha